mà bên trong thành chính là có một tòa Tử Kim Hoàng Thành, chiếm cứ vị trí trung ương nhất, thi công được thợ mạnh hoành lợi, tuy niên đại rất xưa, nhưng vẫn duy trì thuộc về duy nhất hoàng tộc tôn quý khí chất. Chỉ riêng một tòa hoàng thành, liền có thể để được cho nhân gian cấm thành. So với ba đại cổ tộc thành chỉ chính là càng to lớn. Còn như Bất Hủ Chi Thành, thì không có ở đây tương đối trong phạm vi, sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói, Bất Hủ Chi Thành đã thuộc về hư không giao hội chi địa, không đơn thuần là thành trì. Đi thôi, đi vào xem, cái này tòa cổ thành nói không chừng sẽ cất giấu chúng ta mong muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Già Thiên Ma Đế con người đông lại một cái, dẫn đầu hướng một phương hướng đi. Khổng lồ như vậy cổ xưa thành trì, nhất định sẽ tổn phóng một ít bảo vật. Hắn thất sát vạn ma bình, ở che chở Diệp Thần các người rút lui trong quá trình, nổ tung. Mất đi cái này cùng Thái Thượng Thần khí bằng thân, Già Thiên Ma Đế công lực tự nhiên sẽ muốn hạ xuống mấy phần. Diệp Thần vậy rõ ràng, cho nên lần này tới, hắn quyết định muốn thay Già Thiên Ma Đế tìm như nhau thuộc về hắn cao nhất thần khí. Bất quá tòa thành trì này thật sự là quá lớn, hơn nữa bảy loại nào đó cấm chế, không cách nào sử dụng thần niệm tới thăm dò. Mỗi tương ứng thúc dục thần hồn lực lượng lúc đó, liền sẽ gặp phải nặng bao nhiêu không gian áp lực cực lớn, ngăn cản thần hồn của bọn họ lan truyền. Nơi này không gian cấm kỵ có chút quỷ dị, người muốn chú ý. Già Thiên Ma Đế nhắc nhở, hắn đối phó phương pháp 10 phần đa dạng. Màu vàng sậm ma khí chậm rãi dòng nước chảy, hình thành một tấm chống đỡ lưới lớn. Diệp Thần vậy lắc mình một cước, trốn tới cái này màu vàng lưới lớn hạ. Hai người vốn là dự định ngây ngô cùng uy áp có chút yếu bớt lúc đó, sẽ ra tay thăm dò, có thể không ngờ tới hắn trong túi sách cỏ nhỏ lại là chủ động đánh ra. Lau một cái màu xanh biếc ánh sáng rực rỡ bay lên trời, hoàn toàn không để mắt đến chung quanh đây không gian trọng áp. Một cái bích lục trường kiếm, tản ra sinh cơ bừng bừng, trên bầu trời không ngừng xoay tròn, rồi sau đó thẳng hướng uy áp nhiều nhất địa phương đi. Chỉ gặp cỏ nhỏ trẻ qua sóng, chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp phá vỡ Tử Kim Hoàng Thành chung quanh không gian bình phong che chở. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế đều là ngây ngẩn. Một tầng tiếp tầng một cấm chế nhanh chóng phá vỡ, liền Diệp Thần cũng cảm nhận được liền trong đó kinh tâm động phách lực lượng. Chỉ gặp cỏ nhỏ cả người lóe lên ký hiệu thần bí, hóa thành một đạo lưu quang, hướng bên trong dùng sức bay. Đồng thời còn không quên quay đầu, như vậy hình dáng, tựa hồ là đang nhắc nhở bọn họ đuổi theo. Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế nhất thời liền ngây ngẩn, kịp phản ứng sau đó, không do dự nữa, đi theo cỏ nhỏ bước lên vậy cái bị bổ ra đường. Bọn họ phát hiện, cỏ nhỏ trên thân kiếm phù văn lóe lên, chính là từ vậy không trọn vẹn cổ kiếm bên trên lột cướp lại. Không nghĩ tới cỏ nhỏ trước đó một lần nghịch ngợm cử chỉ, lại để cho bọn họ giảm bớt rất nhiều khí lực. Vậy không lành lặn cổ kiếm mang đến dị tượng, vừa mới bắt đầu vây bọn họ, lộ vẻ được vô cùng là thần bí. Nếu không phải bởi vì phù văn đạo uẩn là không lành lặn, cơ hồ đã sắp tới biến mất bước, sợ rằng bọn họ còn không cách nào tùy tiện chạy khỏi vậy cùng trói buộc. Mặc dù nói cỏ nhỏ vận dụng phù văn lực lượng, cưỡng ép phá vỡ cấm chế, nhưng cũng không cách nào đi đâu cũng có lợi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ vẫn là gặp phải cái này cùng cấm chế phản kháng, trong thoáng chốc thiên lôi cuồn cuộn, thần quang cuồn cuộn, kinh khủng hỗn độn quy luật hạ xuống nơi này, áp chế hết thảy. Oanh! Bảy màu thần quang dòng nước chảy ra, dị thường rực rỡ tươi đẹp, cơ hồ là lộ ra một cái to lớn thế giới, hướng nơi này trấn áp tới đây. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế thần sắc ngưng trọng, bọn họ nhìn vậy phương đại thế giới, trong lòng lại vậy sinh ra một chút màng bái cảm, liền thần hồn cũng sinh ra ông minh. Chỗ này quả thật có chút kỳ quái, khó trách liền tàn tạ trong vũ trụ thiên đạo vậy sẽ hóa là thần Phật, tới đầu độc tiến vào nơi này người. Không qua bọn họ ở nơi này phương đại thế giới hạ xuống lúc đó, gặp được một ít viễn cổ hình ảnh. Tựa hồ chính là cái này phiến tàn tạ vũ trụ hình thành nguyên nhân. Năm đó cái này trong vũ trụ, có vô số tinh vực cùng với các phe thế giới, là một cái tròn trịa toàn thể, nhưng chính là bởi vì các lộ thần ma quỷ Phật không ai phục ai, cuối cùng mở ra đại chiến, đem vũ trụ tinh không cũng cho đánh tàn phế. Hôm nay chỉ là một chút năm đó chiến đấu dư âm, tùy ý bộc lộ ra ngoài. Cũng đã long trời lở đất, có thể tưởng tượng được, năm đó vậy cùng tới giữa cường giả đối chiến, sinh ra lực tàn phá có bao nhiêu đáng sợ. Thật may vậy phương đại thế giới uy nghiêm chỉ tồn tại ở một cố định thời không, khi bọn hắn xuyên qua khu vực này sau đó, dị tượng liền biến mất không gặp.
mà lần này, bọn họ cuối cùng là đi tới cái này một phiến tử kim hoàng cung. Cỏ nhỏ rơi trên mặt đất, cùng lắc lắc đầu em bé tựa như. Nó cỏ ký một chìa thẳng vào phía trước phương hướng, chính là tòa kia tử kim hoàng cung. Bất quá cụ thể một chút, chính là phía đông một gian phong cách cổ xưa nhà, phía trên bảng hiệu có khắc đế thần điện mấy cái rồng bay phượng múa chữ to. Chính là chỗ này. Nơi này khẳng định tồn lưu trước bí mật nào đó. Diệp thần cùng già thiên ma đế, mang cỏ nhỏ nhanh chóng đi. Khi bọn hắn đến gần tòa kia đế thần điện thời điểm, chỉ nghe được bốn phương tám hướng chuyển đến như ma âm vậy tiếng trống, một hồi, kích động nhân tâm. Mà tòa kia đế thần điện tựa hồ vậy biến thành một tòa bảo ngọc, tản mát ra óng ánh chói lọi, làm người ta khó mà nhìn thẳng. Diệp thần rõ ràng, bọn họ đây là bước chân vào thuộc về duy nhất đế thần điện tràng vực, chỉ sợ là năm đó người hoàng thất nơi lưu lại kết giới. Mà trận kia ánh sáng trắng lóng lánh lúc đó, bọn họ hai người gặp được một ít viễn cổ hình ảnh. Lúc đầu thần ma giao chiến, chỗ này hoàng cung vậy gặp phải ảnh hưởng đến, làm những cái kia ma vật quỷ quái xông lên lúc tiến vào, người trong hoàng thất trên mặt còn sót lại nồng nặc kinh hoàng. Hình ảnh đến chỗ này hơi ngừng. Diệp thần cùng già thiên ma đế cũng không dự định đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu, bọn họ đi theo cỏ nhỏ, từng bước bước vào vậy đế thần điện, rốt cuộc, phong cách cổ xưa tao nhã cửa gỗ từ từ mở ra. Một hồi khí lạnh hòa lẫn sát ý, từ trong tràn ra, để cho hai nhân tâm đầu khẽ run. Cổ lực lượng này mười phần đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là, vậy cổ xưa ngâm sướng giống như phản âm vậy, phảng phất là từ một cái thế giới khác truyền tới. Đại kiếp tương khởi, chiến hỏa cả ngày, vạn giới sinh linh, hữu danh vô thực, thần thánh kỷ nguyên trói lọi cuối cùng sẽ đi qua, hắc ám trước bình minh lúc nào đến. Cái này cổ ngâm sướng, tràn đầy hóa không ra đậm đặc niềm thương nhớ. Phảng phất là một cái mất đi gia viên tuyệt vọng người, ở trước khi chết sau cùng thành kính hướng thánh. Diệp thần ngẩng đầu, đi về trước nhìn, vậy đế thần điện bàn trước, có một bộ xương khô ngồi xếp bằng. Cho dù chỉ còn sót lại một bộ hài cốt, thế nhưng cuồn cuộn đế uy, cũng không từng hoàn toàn biến mất, như cũ tràn ngập ở đế thần điện trong đó, không thể phai mờ. Diệp thần cơ hồ có thể khẳng định, cái này rừng rậm bóng tối bí mật liền núp ở đế thần điện trong đó. Hắn cùng già thiên ma đế từng bước một đi tới, rốt cuộc đã tới bàn trước, cùng bộ xương khô kia đứng đối diện nhau. Vô hình áp chế từ bốn phương tám hướng tràn lên, để cho người cảm thấy sợ hãi. Nhưng Diệp thần một chút cũng không vẻ sợ hãi, ngược lại là thẳng tắp ngực, cùng vậy bộ hài cốt đối mặt đứng, chưa từng có phân nửa nhượng bộ. Người có lẽ khi còn sống là đế hoàng, chấp trưởng chư thiên, quân lâm thế gian, vô cùng uy phong cùng mạnh mẽ. Nhưng ta là luân hồi chi chủ, lệ thuộc tại luân hồi, siêu thoát tại ngoại giới, ngũ hành bát quái có thể bị ta nắm trong tay, ta cùng ngươi tới giữa cũng không có tôn ti phân biệt. Vâng chịu như vậy tín niệm, Diệp thần trước khí thế trong đối kháng chút nào không rơi hạ phong. Rốt cuộc, bộ xương khô kia lên đế hoàng uy áp tựa hồ vậy rõ ràng, Diệp thần sẽ không khuất phục tại hắn, vì vậy từ từ tiêu tán. Các ngươi đến chấm trên địa bàn tới làm gì? Rốt cuộc. Có một giọng nói truyền tới, ào ào, như trời tế ngòi nổ. Diệp thần biết chánh chủ đi ra. Bọn họ trước mắt không gian bắt đầu biến hóa, minh minh gian có pháp thuật thúc dục, đả thông thực tế cùng hư ảo tới giữa giới hạn, một cái xương mù mông lung đại lộ phô triển đi ra, cũng không biết cuối rốt cuộc là vật gì. Đi vào một tự đi, cái này cái gọi là rừng rậm bóng tối, bất quá chỉ là chẫm một phiến hậu hoa viên mà thôi, không đủ gây sợ hãi. Thanh âm này nói phong khinh vân đạm, mang theo một hồi siêu thoát vạn vật rộng rãi cùng rừng rưng. Người này tựa hồ cũng không ác ý, có thể đi xem. Già thiên ma đế có thông suốt ma tim, đối phương là địch hay bạn, hắn chỉ cần hơi thêm dò xét là có thể nhận ra. Được, ta ngược lại có chút tò mò cái này rừng rậm bóng tối rốt cuộc là loại gì tồn tại, nếu hắn đã mời, chúng ta đi liền gặp một lát. Diệp thần vậy bước lên vậy cái đại lộ. Trước mắt không gian bỗng nhiên rộng rãi. Biển rừng cuồn cuộn, vô tận lan tràn, mây mù phiêu tán, phù tại chân trời, bọn họ tựa như đi tới một bọn người gian tiên cảnh. Chung quanh là tinh thần cũng là lớn biển, có thể dòm ngó thấy vô tận thế giới toàn cảnh. Nơi này lại là một khối trôi lơ lửng tại vũ trụ bên trong bằng phẳng đất liền, không có không gian giới vách đá tồn tại, cũng không có hư không đại khí che chở. Mà ở mảnh đại lục này đầu xa, một nơi trên ngọn núi, có một đạo to lớn hư ảnh.
trong tay hắn tựa hồ cầm một thanh kiếm. Giữa lúc Diệp Thần suy tư lúc đó, bỗng nhiên lúc này, thanh kiếm kia tóe ra sáng chói thần quang, hướng Diệp Thần cùng Giả Thiên Ma Đế bên này, chặt chém tới. Bành! Một khắc kia, sắp xỉ trời long đất lở, mất đi thành trần khí thức kinh khủng, giống như là lũ quét bộc phát, nước biển chảy ngược. Khối này đất liền là trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, tất cả tinh thần cùng vẫn thạch, cũng phân phối ở chung quanh. Theo vậy mơ hồ bóng người, vung ra một kiếm, khủng bố tuyệt luân hơi thở kéo theo vô tận tinh thần vẫn thạch, hướng bên này rơi xuống. Tên này chẳng lẽ là đầu óc có chút vấn đề? Diệp Thần thấp giọng mắng liền một câu. Bọn họ còn chuẩn bị đi vào thả nói một chút, nhưng không ngờ tới, đối phương không có dấu hiệu nào đột nhiên ra tay. Đối với bọn họ mà nói, đây là một lần rèn luyện, cũng là một lần lâm trận phản kích, Diệp Thần cùng Giả Thiên Ma Đế Đô là người thân đánh trăm trận, đối với bất kỳ tình huống gì đều có đề phòng. Diệp Thần dùng trực tiếp nhất phe phòng ngự pháp, đem nguyện vọng thiên tinh cho gọi ra tới, dùng vận dụng trận tự quyết, từng cái huyết sát thần binh từ trong hư không chạy tràn ra, rất nhanh liền hợp thành ngàn người trận pháp. Cái này 1000 tên thần binh hơi thở cuồn cuộn, giống như vậy thời đại viễn cổ đi ra chiến sĩ mạnh mẽ, tổ hợp vào nhau, tiếng gào chấn thiên, tản mát ra vạn người quân đoàn khí thế. Mà bên kia, Giả Thiên Ma Đế tóc đen theo gió tung bay, đi theo gió lớn loạn vũ, mà hắn bản thân hai con ngươi, chính là đổi là sâu thẳm đen nhánh vẻ. Rộng lớn tay áo bảo bỗng nhiên vung tấu, từng cây một hắc khí ngưng tụ thành châm nhỏ, ùn ùn kéo đến bắn ra, như lê hoa mưa xối xả, bao trùm mặt cực kỳ rộng lớn. Hai người thế công tổ hợp chung một chỗ, hình thành thanh thế lại không kém gì vậy ngập trời kiếm quang. Ngược lại là một công một thủ, tức là thăng bằng, trong mơ hồ phù hợp thái cực âm dương bát quái chân đạo. Ở nơi này chờ ác liệt thế công dưới, cho dù là kiếm quang kia vậy gặp phải cực lớn ngăn trở. Được. Cho đến đạo này tiếng trầm thấp truyền ra, vậy ngập trời kiếm quang mới có thể tiêu tán. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, các ngươi hai người cũng người mang cực lớn khí vận, tương lai đây là đời nhất lóng lánh quần tinh bên trong, có ngươi hai người vị trí. Đạo thanh âm kia, chính là đế trong thần điện đế hoàng tiếng. Hết thảy nguy cơ dần dần tiêu tán đi, Diệp Thần hai người vậy dần dần tiến vào chỗ này vùng trung tâm, khi bọn hắn thấy cảnh tượng trước mắt lúc đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi này hình dạng bề mặt trái đất không hề xem lúc trước nơi gặp như vậy nguy nga lộng lẫy, to lớn vô biên, ngược lại là lộ vẻ được tàn tạ vô biên. Cung điện to lớn, thông thiên cột đá, còn có loang lổ cổ xưa tường thành, cũng chứng kiến năm đó cao nhất huy hoàng. Chỉ tiếc cái này lau một cái huy hoàng, hiện tại đều là hóa là bụi đất, vẩy vào ngói vụn tới giữa. Thịnh thế cảnh tượng vẫn ở chỗ cũ chấm đầu óc bên trong, vẫy không đi, vô cùng sầm uất. Thật ra thì chấm cho đến hiện tại, cũng không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả, cho nên chế tạo ra bên ngoài trống rỗng cảnh. Nam tử kia chậm rãi mở miệng nói, giọng tới giữa hơi có chút thổn thức xúc động. Diệp Thần cùng Giả Thiên Ma Đế nhưng là vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nói bọn họ mới vừa nhìn thấy hết thảy đều là giả tưởng sao? Nếu như là giả tưởng, vậy hết thảy các thứ này cũng làm được quá giống như thật, thậm chí liền các nàng cũng không từng có phát giác. Ha ha! Nơi này thiên đạo đã diễn biến là giữ cửa người, lại nữa đối nơi này thế giới cho nắm trong tay, cho nên các ngươi không cách nào căn cứ thiên đạo cảm ứng để phán đoán hắn thật giả. Người nọ nhìn thấu bọn họ suy nghĩ trong lòng, nói tiếp, nơi này có thiên đạo cơ duyên, cũng có vực sâu chết, phải chăng đi, cũng quyết định bởi tại chính các ngươi. Trên ngọn núi bóng dáng như cũ mơ hồ, cho dù Diệp Thần lặng lẽ vận dụng luân hồi thiên nhãn, cũng không cách nào dòm ra vậy bao phủ ở trong sương mù người. Ha ha, không cần nhìn, ta chỉ là một như có như không bóng dáng, không tồn tại tại ở giữa thiên địa, đã sớm hóa thành bụi đất, đi theo cái thời đại kia bước chân rời đi. Diệp Thần có chút im lặng, tên này nói chuyện huyền huyền hồ hồ, nghe 10 phần tốn sức. Bất quá vậy đúng là như vậy, tài tạo cho vậy thời đại viễn cổ còn sót lại sinh linh. Cách vô số thời đại, với nhau câu thông cùng giao thiệp có chút chướng ngại, cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Bất quá ngay tại lúc này, đạo thanh âm kia nhẹ nhàng di một tiếng. Đây là, cùng ta cùng thời đại. Đạo thanh âm kia bên trong có kinh ngạc, cũng có một chút nhàn nhạt nghi ngờ. Diệp Thần nghe đến lời này, nhất thời quay đầu nhìn lại. Vốn là ở lại bên ngoài cỏ nhỏ chẳng biết lúc nào tiến vào cái này phiến hư ảo không gian, hơn nữa cả thân rễ cỏ đổi được giống như thân cây vậy to lớn, ở nơi này mây mù tới giữa đi.
vậy nho nhỏ cỏ thân phụ ở rễ cây trên, giống như ngựa nhỏ kéo xe lớn, nhìn qua khá là tức cười. Ngươi mới vừa nói, bụi cỏ này cùng ngươi là cùng thời đại. Diệp Thần có chút không dám tin tưởng, ngẫu nhiên truy hỏi nói. Đúng vậy, ta từ trên người của nó cảm nhận được liền độc nhất vô nhị hơi thở, là thuộc về ta cái thời đại kia. Có lẽ nó bản thể là loại nào đó cao nhất thần khí, trải qua loại nào đó biến cố, mới trở thành hiện tại cái bộ dáng này. Diệp Thần nghe xong có chút bừng tỉnh. Hắn từ thu phục bụi cây này cỏ nhỏ tới nay, liền một mực đối thân thế của nó tương đối hiếu kỳ. Bất quá cỏ nhỏ vậy không biết nói chuyện, cho nên tạm thời tới giữa căn bản là không tìm được câu trả lời. Nhưng là cỏ nhỏ chiếm đoạt năng lực là quá rõ ràng, thường thường sẽ ở thời khắc mấu chốt, đưa đến không tưởng được tác dụng. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp phải cùng một thời đại còn sót lại vật, không biết là may mắn còn chưa may mắn. Vậy cổ xưa đế hoàng âm thầm than thở đôi câu, một mình hắn độc canh giữ ở này, không biết đi qua nhiều ít năm tháng, nói không cô độc, đó cũng là giả. Diệp Thần đám người đi tới nơi này, có thể không phải là vì cùng hắn tiêu khiển cô độc. Tiền bối, chúng ta tới đây chỗ là muốn tìm một cái người, không biết người có thể hay không có thể duỗi lấy giúp đỡ. Ai? Thanh âm kia hỏi. Diệp Thần chợt đem thiên hồn tử tên chữ, cùng với đặc thù nói ra. Thật ra thì từ vạn giới sáng lập tới nay, liền một mực có người đi tới nơi này, mưu toan mang đi những cái kia cơ duyên, nhưng không một ngoại lệ đều là lấy thất bại chấm dứt. Các người người bạn kia cũng là như vậy, hắn bây giờ bị khốn tại vô tận hỗn độn lãnh vực, có lẽ đã bỏ mình hồn diệt. Hỗn độn lãnh vực. Diệp Thần ngược lại là chưa từng nghe nói qua cái này to như vậy điểm, xem ra chỉ có thể từ người này trước mặt trên mình nghĩ biện pháp. Theo như hắn nói, hắn trước kia đã từng thấy qua thiên hồn tử. Bất quá đó là ở rất lâu trước. Thiên hồn tử thông qua cấm kỵ cửa đến nơi này, hắn thực lực bản thân không kém, hơn nữa mang theo rất nhiều pháp bảo, chân chính xông vào vậy rừng rậm bóng tối chỗ sâu, đến nay chưa từng đi ra. Có lẽ đến bên trong, có thể tìm được thiên hồn tử. Thôi, xem các ngươi cùng chấm cũng rất có chút duyên phận, còn mang tới như nhau ta cái thời đại kia đồ, chấm liền ra tay giúp các ngươi một cái đi. Thanh âm này chậm rãi mở miệng nói. Tiền bối, ngươi nói thời đại kia rốt cuộc ở vào thời gian lúc nào đoạn? Là thái cổ, viễn cổ, hoang cổ, vẫn là nói ở càng lâu đời siêu cổ. Diệp Thần hỏi ra nghi ngờ trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy vô luận là trước mặt hư ảnh nam tử, vẫn là nói bên người cỏ nhỏ lai lịch cũng vô cùng là thần bí, hơn nữa tiềm lực vô cùng, hạn mức tối đa cực cao. Nếu là có thể biết được hắn chân chính lai lịch, sợ rằng đối với vạch trần lịch sử một góc bí mật có trợ giúp. Bất quá Diệp Thần cuối cùng là thất vọng. Trước mặt cái này nam tử cũng không cách nào hình dạng hắn thời đại kia, càng không cách nào giải đáp nghi ngờ trong lòng. Thời đại kia quá mức rất xưa đến chư thiên vạn giới thiên đạo tựa hồ cũng đã đem hắn quên mất, bỏ quên vẫn tồn tại qua như vậy thời đại. Diệp Thần không biết làm sao, đành phải xóa bỏ. Sau đó, bọn họ ở đó thân ảnh mơ hồ dưới sự giúp đỡ, đi tới trong thành một tòa cổ xưa trận pháp. Tòa trận pháp này có vô cùng là lịch sử lâu đời hơi thở, có thể tiến hành tướng tới hạn mặt hỗ thông. Vậy thân ảnh mơ hồ, nhớ thiên hồn tử. Bất quá nơi này hư không, đã không có ở đây ta nắm trong tay trong phạm vi, ngươi nếu như muốn tìm hắn, có lẽ còn phải tìm một ít quá mức trợ lực. Trận pháp chậm rãi sáng lên ánh sáng, mà Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế ý thức chính là tiến vào trong đó, bọn họ thân thể tựa hồ là bị cắn nuốt, trực tiếp hóa là một đạo ô quang. Hướng chân trời thổi tới. Bọn họ tiến vào hết mấy chỗ địa phương thần bí, nơi này biến thành hết mấy chỗ cũi, tựa hồ nhốt vật gì đáng sợ. Thần hồn bồng bềnh, ý thức vậy đi theo chừng lay động. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế hai người chỉ cảm thấy được chung quanh thiên địa đều được một mảnh hư vô, phảng phất là do bổn nguyên hạt cực nhỏ nơi tạo thành, tản ra ánh sáng. Kỳ quái, vì sao không tìm được thiên hồn tử chỗ? Già Thiên Ma Đế cau mày. Không khỏi đặt câu hỏi. Vậy đạo cái bóng mơ hồ đã đem bọn họ đưa đến đây chỗ, còn nói cần quá mức trợ lực. Hai người một đường đi tới trước, nhìn thấy đều là mờ mịt hư không, hơn nữa không có bất kỳ hành tích có thể tìm ra. Người kia nói, nếu như muốn tìm được thiên hồn tử ở địa phương đó, chính là cần quá mức trợ lực, hắn chỉ có thể đem chúng ta đưa vào cái này mảnh đất giới, mà không cách nào giúp chúng ta cụ thể xác định vị trí. Quá mức trợ lực vậy là cái gì? Diệp Thần tạm thời tới giữa rơi vào trầm tư.
mà nhưng vào lúc này, trở lại bầu trời trong hoàng tuyền đồ cỏ nhỏ lại có mới động tĩnh. Ồ, Diệp Thần vậy phát hiện cái này cùng dị thường, không khỏi có chút kinh ngạc. Cỏ nhỏ vậy lần hình dáng, tựa hồ là đang thúc giục. Cỏ nhỏ ở Diệp Thần trong cơ thể nán lại có một đoạn thời gian, đã cùng hắn hình thành một loại ăn ý. Ý ngươi là nói, muốn ta cầm vậy mấy thanh kiếm lấy ra. Diệp Thần tỉ mỉ cảm thụ cỏ nhỏ truyền tới ý niệm, ở đó mơ hồ thần thức trong đó, lại có cảm ứng. Cỏ nhỏ tại chỗ nhảy nhót liền hai cái, tựa như là đang khen Diệp Thần đã đoán đúng. Đối với lần này Diệp Thần là dở khóc dở cười, hắn duỗi tay kéo một cái, ba cây thiên kiếm lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Mà lần này, cỏ nhỏ chính là không chút do dự, lựa chọn hoang ma thiên kiếm. Thấy vậy, Diệp Thần ánh mắt trở nên có chút lóe lên. Hoang ma thiên kiếm trong đó nhưng mà đang ngủ say võ giao linh hồn, chẳng lẽ cái này thiên hồn tử rơi xuống cùng võ giao có liên quan sao? Nhưng là võ giao một mực thuộc về ngủ say bên trong, trừ phi mình có thể đạt tới đất luân hồi, mới có hy vọng đem cứu sống, nếu không hết thảy đều là nói không. Bất quá trong này còn đang ngủ say cựu Nhật chi chủ hồn phách, chẳng lẽ nói. Và cựu Nhật chi chủ cũng có quan. Diệp Thần đem một món thần niệm bơm vào đến hoang ma thiên kiếm trong đó, hơn nữa lẫn vào nơi này hỗn độn khí. Ngay sau đó, kỳ dị chuyện xảy ra. Vậy một món cựu Nhật chi chủ hồn phách, lại dần dần tỉnh lại. Vô địch khí vương giả dần dần lan tràn, trong hư không, vậy một tôn thần bí ngai vàng như ẩn như hiện, mười phần thật lớn. Trên đó ngồi xếp bằng một tên người đàn ông trung niên bóng người, hắn nghi voi uy nghiêm, mắt như biển khơi, thân như vũ trụ, vô tận khí vương giả quanh quẩn trên đó, tràn ngập khắp nơi. Đây là... Già Thiên Ma Đế chưa thấy qua cựu Nhật chi chủ, nhưng cũng có thể từ hắn tán phát uy nghiêm trong đó, đoán được một ít đầu mối tới. Dẫu sao đoạn thời gian này, hắn ở cựu Nhật Minh và Vô Thiên bên người nán lại quá lâu quá lâu. Lâu đến, hắn cơ hồ sáp nhập vào cựu Nhật Minh. Diệp Thần gật đầu một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Già Thiên Ma Đế rất tốt khống chế được thần sắc, nhưng đáy lòng như cũ không nhịn được rung động, xúc động. Tin đồn tám đại thiên kiếm trong đó, phong ấn cựu Nhật chi chủ các bộ phận hồn phách, thiên kiếm uy lực lại là như vậy tới, lấy hồn là tái thể, phát ra hắn uy. Nhưng chân chính có thể cùng cựu Nhật chi chủ hồn phách bắt được liên lạc người, nhưng gần như là không. Dẫu sao cựu Nhật chi chủ mắt cao hơn đầu, người bình thường hắn căn bản cũng không sẽ phản ứng. Chỉ có xuất hiện ngày cũ thời đại đứng đầu bảo vật, hoặc là người mang đại khí vận người, mới có thể làm cho cựu Nhật chi chủ động tỉnh lại. Cựu Nhật chi chủ tỉnh lại, kèm theo mà đến là một cái thời gian nước lũ cuồn cuộn không ngừng, hết sức lao nhanh. Đó là trên người thời gian quy luật, nơi biến ảo ra dị tượng. Làm cựu Nhật chi chủ mở ra hai tròng mắt lúc đó, từ một mảnh hư vô bên trong thức tỉnh, tia sáng kỳ dị liên thông tinh thần, một viên dính chung một chỗ, vô cùng sáng chói sáng. Giống như bờ biển đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào, nhưng cách bờ sau đó, nhưng cuốn lên ngàn đống đợt sóng. Cựu Nhật chi chủ, trải qua thời đại biến đổi, ở chư thiên vạn giới bên trong chìm nổi cùng năm tháng trỗi lên, dừng chân tại lịch sử sông dài bên trong. Mặc dù nói hắn thực lực cũng không có 102 chư thiên sinh linh, cũng không du ngoạn thế giới hiện thật cực điểm, nhưng vẫn như cũ là một đoạn truyền kỳ bất hủ. Là thứ gì, tỉnh lại ta? Cựu Nhật chi chủ, mơ hồ lúc đó, tựa như thấy được tầng tầng lịch sử biến đổi lớn, cũ mới thời đại thay nhau hình ảnh. Từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn vẫy không đi. Chiến tranh hình ảnh khi thì rõ ràng, lại khi thì mơ hồ, có chút trí nhớ đã quá mức xa vời, hắn chỉ nhớ trận chiến cuối cùng lúc đó, thủ hạ tướng quân đẫm máu chiến đấu hăng hái, mà phe địch minh quân đã công phá ngày cũ thành hoàng cung. Mỗi một đoạn hồn phách đều có riêng mình trí nhớ, mà hoang ma thiên kiếm trong đó cựu Nhật chi chủ hồn phách, đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ. Thấy người đến là Diệp Thần, cựu Nhật chi chủ có chút nghi ngờ. Nhưng chưa từng kinh ngạc. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng nồng hơn. Hắn căn bản cũng chưa có lợi dụng thiên võ ngọa long trải qua lực lượng, tới triệu hoán cựu Nhật chi chủ hồn phách, mà là cỏ nhỏ dẫn động. Cựu Nhật chi chủ, chúng ta có lẽ cần ngươi trợ giúp. Cái địa phương này không gian quy tắc quá mức quỷ dị, hơi không lưu ý, chúng ta liền sẽ bị lạc trong đó. Diệp Thần đem bọn họ chuyến này mục đích nói ra. Cựu Nhật chi chủ nghe vậy. Lúc này mới nhìn về phía bốn phương, ở hắn ánh mắt bên trong, vậy hư không cấm chế chính là hóa thành một tòa lại một ngồi cũi,
ở thời gian con sông trong đó, qua lại sôi trào, phập phồng không chừng. Đây tựa hồ là, một cái thời đại còn sót lại vật. Lần này, hắn xem được rõ ràng hơn, những cái kia cũi đều là từ hắc ám chỗ sâu bay tới, cực kỳ hùng vĩ khổng lồ, chỉ có thể thấy kỳ hình, mà không có thể theo dõi cảnh tượng bên trong. Mỗi một chỗ cũi bên trong, cũng nhốt một tôn đáng sợ tồn tại. Đều là bị phong ấn nào đó thời xưa cường giả. Ta không ngờ tới, cái thời đại kia đồ, bây giờ lại còn có nơi lưu lại. Cựu Nhật chi chủ không khỏi thở dài một cái, chậm rãi nói. Diệp thần cùng già thiên ma đế có lòng kinh ngạc. Thời đại kia, cựu Nhật chi chủ lại có thể vậy từng biết được. Cựu Nhật chi chủ, người có từng biết cái thời đại kia bối cảnh. Diệp thần không khỏi tiến lên một bước, mở miệng truy hỏi nói. Cựu Nhật chi chủ gật đầu một cái, nhưng thần sắc lại có chút mê mang. Biết một ít, nhưng là ta cái này đạo hồn phách trong đó chỉ có một ít lưu lại tin tức, không cách nào cụ thể giải thích. Cứ nói đừng ngại. Thời đại kia, ở ngày cũ thời đại trước, vô luận là Hồng Quân Lão Tổ và Võ Tổ, vẫn là Hy Vàng Bàn Cổ Nữ Oa, đều là cái thời đại kia người thừa kế. Cựu Nhật chi chủ cố gắng tìm kiếm đầu óc bên trong trí nhớ, chậm rãi mở miệng nói. Hồng Quân Lão Tổ và Võ Tổ chỗ ở đại viên mãn thời đại, hơn nữa đến gần ngày cũ. Đi lên nữa đi, chính là Thái Cổ, Viễn Cổ Siêu Cổ cùng thời đại. Những thời đại này, cũng không ra đời qua thế gian cường giả đỉnh phong. Bởi vì vô luận nhiều ít cường giả, toàn bộ bị Hồng Quân Lão Tổ ánh sáng che giấu đi. Nhưng lúc này cựu Nhật chi chủ mà nói, sau đó thời đại cường giả, hoặc hơn hoặc thiếu, cũng đón nhận cái thời đại kia truyền thừa. Cái này thì lộ vẻ được có chút kinh khủng. Nhiều như vậy cao cấp cường giả, cũng cùng thời đại kia có liên quan. Thật là một cái vĩ đại biết bao huy hoàng thời đại. Thần thông, bảo thuật, vũ khí, có lẽ không đếm xuể. Theo tới nghi vấn, lại để cho Diệp Thần Lâm vào sâu đậm suy tư. Lại kết quả là dạng gì lực lượng, để cho thời đại kia một số gần như diệt vong. Tử Kim Hoàng Cung trong đó hư ảnh, hoặc giả là thời đại kia bên trong, một nơi đại thế lực người thống trị. Làm hỏi đạt tới này loại vấn đề lúc đó, hắn hoặc là ngậm miệng không nói, hoặc là cự tuyệt trả lời, rốt cuộc là quên được, vẫn là nói không dám trả lời. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần liền ném đi trong lòng những ý niệm này, bởi vì cựu Nhật chi chủ đã tìm được thiên hồn tử tung tích. Vậy một cái tàn phá tinh không, cổ lộ bên trên có một nơi hắc động chậm rãi thành hình, ảnh hưởng nơi này trật tự quy tắc chập chờn. Khó hiểu xuất hiện vòng xoáy, cơ hồ để cho nguyên mảnh tinh không cổ lộ đổi được sôi trào, những cái kia nhiều năm không nhúc nhích đại tinh lưu tinh vẫn thạch, rối rít chạy tới, tạo thành ùn ùn kéo đến thế. Vậy cái hắc ám cổ lộ bên trong, có một ngọn đèn, như ẩn như hiện. Từ nơi này đi, hắn liền có thể đến người nó chỗ ở vị trí, hắn tựa hồ là bị vây khốn, một mực lưu lại ở dòng sông thời gian dài trong đó, chưa từng rời đi. Cựu Nhật chi chủ ánh mắt có thể nhìn thấu trước mắt vô căn cứ, thẳng đến không gian chỗ sâu. Diệp thần cùng già thiên ma đế hai người, lúc này hướng hắc động kia đi tới. Ở nơi này mảnh không gian cuối, ta thật giống như cảm ứng được một chút ngày cũ bảo tàng hơi thở. Cựu Nhật chi chủ mà nói, để cho Diệp thần nhất thời dừng bước lại, chợt quay đầu xem ra. Ngày cũ bảo tàng, đây chính là thường có cơ duyên lớn thần thánh bảo vật. Toàn bộ chư thiên vạn giới cũng nghĩ ra được nó. Coi như là vạn khư thần điện, cũng ở đây tích cực tìm. Muốn mở ngày cũ bảo tàng, nhất định phải lấy được tám cầm thiên kiếm, đem hợp thành một cái, cho gọi ra cựu Nhật chi chủ hồn phách, phương có thể được bảo tàng rơi xuống. Hiện tại chỉ là một đoạn không trọn vẹn hồn phách, liền thức tỉnh có liên quan bảo tàng trí nhớ, để cho Diệp thần làm sao có thể không mừng rỡ. Còn có càng nhiều tin tức hơn sao? Diệp thần lập tức truy hỏi nói. Cựu Nhật chi chủ cau mày suy tư, sau đó lắc đầu một cái. Không nhớ, ta mới vừa rồi là gặp được so với là lâu đời hình ảnh, lịch sử sông dài một góc tựa hồ xuất hiện chập chờn, tài hiện lên tại trong ý nghĩ. Bây giờ trí nhớ đã đứt đoạn, nhưng có liên quan cái thời đại này tin tức, cho dù là ta bản thể, cũng biết không nhiều. Diệp thần đối với lần này vậy bày tỏ như vậy, từ thời đại kia sống sót đế hoàng. Vậy chỉ còn lại chút nhớ, huống chi về sau người thừa kế. Ngay tại bọn họ đối thoại lúc đó, trong hư không có gió lớn gào thét, chọc thùng phép tắc mảnh vỡ, bị vòng xoáy hấp thu. Mấy người theo sóng bập bềnh buông lỏng tâm tính, mặc cho vòng xoáy đem bọn họ mang tới chỗ kia địa điểm.
Ở chỗ này trong quá trình, Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn tựa hồ trải qua vô tận 5 tháng lưu chuyển. Cùng trước mắt lần nữa khôi phục ánh sáng thời điểm, quanh thân còn quấn hỗn độn sương mù, mà hắn hai chân vậy đạp đến nơi trên mặt. Vậy sương mù không giống như là thông thường sương trắng, rất mông lung, thần bí, bao phủ bốn phía vạn vật. Chỗ này yên lặng được hơi quá mức, chúng ta đi trước phía trước xem. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế, Dè Đặt, đi về trước phương dò đường. Hai người từ từ đi ra cái này phiến mông lung sương mù, đi tới một phiến trống trải địa giới. Nơi này là một nơi cổ xưa địa phương, đổi được tàn tạ không chịu nổi, cũng có một nơi cung điện lộn xộn đứng, bất quá, cũng không xem vậy Tử Kim Hoàng cung vậy, hùng vĩ vĩ đại. Mỗi một chỗ trong cung điện tựa hồ đều có bóng người, thấy một màn này, Diệp Thần có chút kinh ngạc, ngay trong bọn họ có người yên tĩnh ngồi xếp bằng, thoáng như một cái tử thi, nhưng trong thực tế còn có sinh cơ lưu lại. Mà có người đã hoàn toàn hóa là xương khô, trước khi chết như cũ duy trì ngộ đạo tư thế, chết được đặc biệt không cam lòng. Diệp Thần trong lòng hết sức tò mò, những người này chắc là từ đặc thù lối đi mà tiến vào các lộ cường giả. Bọn họ đều là ngây ngô ở chỗ này, có người cùng cực cả đời, vậy không có thể bước ra nơi đây một bước. Kết quả là dạng gì đồ, để cho bọn họ cam nguyện bị chết, cũng không nguyện ý rời đi. Diệp Thần đưa mắt rời đến những cái kia cung điện bên trên, hắn sau khi cẩn thận quan sát, tài có thể cảm nhận được vậy từng ngọn trong cung điện nơi tràn ra khó hiểu lực lượng. Đó chính là đạo. Diệp Thần nhất thời trong lòng chấn động một cái, hắn ước chừng đi tế đàn kia nhìn một cái, liền phát giác không sợ nói. Những người này là vì nhân xâm đạo mà chết, Diệp Thần trong lòng nhất thời nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nơi này đạo thật sự là quá mức huyền diệu thần bí, cho nên mới sẽ đưa tới mọi người đổ xô vào. Lưu lại hồn linh thật ra thì vậy đã chết, chẳng qua là bởi vì vậy một món đối đạo chấp niệm như cũ tích chữ hậu thế lúc đó, cho nên mới không có hoàn toàn biến mất. Thương trời mờ mịt, vạn cổ một cái chớp mắt, nơi nào mới thật sự là đạo. Nhìn những thứ này là cầu đạo mà chết người, Diệp Thần nhẹ nhàng than thở một tiếng. Thiên đạo mênh mông, ai chủ chìm nổi, có lẽ không người có thể tìm được câu trả lời. Liên phá không đi Hồng Quân lão tổ còn cần tìm kiếm mới khiêu chiến, huống chi tu sĩ tầm thường cùng võ giả, bước lên điều này thang trời, liền cần dùng cả đời đi tìm một chút. Những cái kia cung điện bên trong có dấu quyền, trưởng ấn, hoặc là thờ phụng không trọn vẹn binh khí dấu vết, hàm chứa vô cùng trong miếu, chỉ cần xem một chút, nơi truy tìm người liền sẽ lõm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Đây cũng là cái thời đại kia người nơi lưu lại, mọi cử động ẩn chứa tại thiên đạo bên trong, 10 phần khủng bố. Nơi này đại khái còn dư hơn 100 nơi độc lập cung điện, mỗi một tòa đều có đạo dấu vết. Mà Diệp Thần các người đi tới một nơi phong cách cổ xưa cung điện lúc đó, dừng bước, ở cung điện bên ngoài trên bậc thang, ngồi có một người, thân mặc một bộ làm tràng áo khoác, liền tóc cũng là ngân bạch. Dựa theo trước Nhâm Phi Phàm đưa cho miêu tả, người này cần phải chính là Thiên Hồn Tử. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế hai mắt nhìn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng đi lên phía trước, đi tới thềm đá bên cạnh. Thiên Hồn Tử tiền bối. Diệp Thần tính dò xét kêu một câu. Đối phương không có đáp lại. Tiếp theo Diệp Thần lại thử nghiệm đến gần người, bất quá còn không có đến gần hắn 2 mét trong phạm vi, bị một cổ lực lượng vô hình ngăn lại, không cách nào tới gần. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần tinh thần đổi được hoảng hốt, phảng phất có một nơi cổ chiến trường tàn khốc diện mạo xuất hiện ở hắn trước mắt, đầu người nhốn nháo, máu tươi tung tóe, tất cả loại pháp bảo thần thông ánh sáng phóng lên cao, đếm không hết. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Khí phách quá mức cường thịnh chút. Diệp Thần không nhịn được thán phục. Mỗi một cái ngộ đạo người cũng có mình nơi truy tìm nói, hơn nữa ở trong đó không ngừng thăm dò, một khi bước vào nơi đây, có thể tự đi thoát đi. Nhưng là như cố ý truy tìm, liền sẽ rơi vào bùn lầy, khi đó bằng vào mượn mình lực lượng, nhưng là không cách nào chạy trốn. Thiên Hồn Tử tựa hồ liền lâm vào loại trạng thái này. Diệp Thần không cách nào phán định hắn là sống hay là chết, vì vậy lại kêu gọi Cựu Nhật Chi Chủ đi ra. Cựu Nhật Chi Chủ nhìn chằm chằm Thiên Hồn Tử, nhìn hồi lâu. Hắn ánh mắt phảng phất là hai luồng ánh lửa, từ trong thần hồn chậm rãi xông ra, rơi vào Thiên Hồn Tử trên mình, có thể đem hắn nơi tìm kiếm đại lộ khí cơ, toàn bộ hiện ra. Một lát sau, Cựu Nhật Chi Chủ thu hồi ánh mắt quang. Hắn nơi này chỉ còn lại có một món thần hồn, bản thể đã không có ở đây,
không lâu sau nữa liền sẽ tỉnh lại. Cựu Nhật Chi chủ dùng xong chiêu này sau đó, trở nên có chút mệt mỏi, hồn phách của hắn lần nữa trở lại Hoang Ma Thiên Kiếm trong đó, đi trước nghỉ ngơi. Lần này cựu Nhật Chi chủ giúp không nhỏ bận bịu, Diệp Thần vậy so với là cảm kích, vì vậy đem một chút luân hồi lực lượng rót vào đến Hoang Ma Thiên Kiếm trong đó, cung kỳ hấp thu. Bất quá chỉ là vào thời khắc này, một giọng nói vang lên, vô cùng đột ngột, ngay tức thì phá vỡ yên lặng. Các ngươi là từ đâu tới? Vì sao không ngồi xuống ngộ đạo, ngược lại ở chỗ này dạo chơi? Diệp Thần nhất thời thân thể chấn động một cái, Già Thiên Ma Đế cũng là thần sắc biến đổi. Huyết khí lồng bảo hộ nhất thời xông ra mặt ngoài thân thể, phù văn di động, ánh sáng lạnh lùng. Bọn họ không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Bất quá một lát sau Diệp Thần lập tức tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện là ngồi xếp bằng tại trên bậc thang Thiên Hồn Tử thức tỉnh. Lúc này Thiên Hồn Tử, đứng dậy, cũng coi là chính thức thoát khỏi cái này tràn đầy không cuối tìm đạo đường. Hắn nơi đứng địa phương có dũng khí tử, lần nữa nảy mầm, ngay tức thì biến hóa là cây xanh. Ở nơi này chỗ hoang vu địa giới, lộ vẻ được đột ngột, nhưng lại sức sống bừng bừng. Cái này nồng nặc sức sống, để cho Diệp Thần trong lòng cũng sinh ra một loại xung động, hận không được lập tức ngồi xếp bằng xuống tới, cùng nồng nặc kia sức sống cùng sinh trưởng. Già Thiên Ma Đế đẩy nữa liền hắn một cái, hắn mới khôi phục thanh tỉnh, cả người cặp mắt đổi được trong sạch sáng. Một bụi nho nhỏ cây cối, không thể sinh ra như vậy huyền diệu đạo lý, nối thẳng đại lộ bản chất. Hút vào vậy không khí mới mẻ sau đó, Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế tâm tình cũng đổi được thoải mái rất nhiều. Thiên Hồn Tử tiền bối, chúng ta chuyến này tới đây, là cố ý tìm ngươi. Cũng không phải là vì ngộ đạo. Diệp Thần cười nói. Thiên Hồn Tử gật đầu một cái, hắn ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên mình, thật lâu chưa từng lấy ra. Trên mình ngươi, có luân hồi hơi thở. Thiên Hồn Tử nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có phức tạp thần sắc phun trào. Diệp Thần hào phóng thừa nhận, hắn chính là luân hồi chi chủ chuyển thế. Mà Thiên Hồn Tử ánh mắt lóe lên mấy cái, chính là khổ sở cười một tiếng. Ban đầu dành cho ta cơ duyên, và luân hồi hai chữ có liên quan, hiện tại giải cứu ta đi ra ngoài, đồng dạng là ngươi. Diệp Thần nghe được Thiên Hồn Tử nói sau đó, lúc này có chút ngạc nhiên. Ở hắn trong ký ức, cùng Thiên Hồn Tử tựa hồ cũng không có đồng thời xuất hiện. Bất quá hắn tiếp nhận trí nhớ truyền thừa là có hạn, liền đời trước nhớ lại cũng chưa có hoàn toàn làm rõ ràng, huống chi trước mặt mấy đời. Luân hồi hai chữ, đại biểu miễn cưỡng đời đời, vĩnh viễn không cuối. Ngồi xuống từ từ nói đi, vị bằng hữu kia của ngươi, sợ rằng gần đây gặp chút phiền toái. Thiên Hồn Tử nhàn nhạt liếc Già Thiên Ma Đế một mắt, tiếp theo tay áo bảo vung lên, bọn họ trước mặt liền nhiều hơn một tấm đá tròn bàn và mấy cẩm băng ghế. Còn có mấy thứ thức nhắm, cùng với một bình rượu ngon lâu năm. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế không nói khách khí, trực tiếp ngồi xuống, Thiên Hồn Tử dùng linh khí ngự dậy vậy vò rượu ngon, chậm rãi ái mộ ở bọn họ trước mặt. Vậy miệng bình bên trong chút xuống ra rượu dịch thấu trong suốt, tản ra mùi thơm đậm đà, phân thơm xông vào mũi, chưa từng thử lần trước miệng, cũng đã làm say ngã. Rượu ngon! Diệp Thần khen ngợi một câu. Già Thiên Ma Đế vậy âm thầm gật đầu. Bầu rượu này quả thật tốt vô cùng, giống như là chế nhiều năm, hơn nữa còn là dùng thượng đẳng linh dược nơi chế thành. Bầu rượu này là ta tới chỗ này lúc liền cất tốt, khi đó, nơi này sơn thanh thủy tú, ta liền tại chỗ lấy tài liệu, dùng linh quả và dược thảo chế một bình rượu, vốn là dự định đợi ta ngộ đạo thành công lúc đó, lấy ra dùng để chúc mừng. Nói tới chỗ này, Thiên Hồn Tử thần sắc trở nên có chút hoảng hốt. Hắn vốn là ôm trước thắng lợi tâm tính tới, nhưng không ngờ tới rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. Nhưng là, tới đây trước, lại có ai liệu được đâu. Cái này khắp nơi xương khô, đều là năm đó ôm trong ngực lòng tin mà đến người tu đạo. Bọn họ đối mình đều là lòng tin 10 phần, ai có thể từng ngờ tới, cuối cùng nhưng nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đời người lại có thể có mấy cái luân hồi đâu, lập tức an vui hưởng phúc mới thật sự là nói. Thiên Hồn Tử cười một tiếng, hắn bây giờ đổi được 10 phần không câu chấp. Diệp Thần nhận lấy ly rượu kia, đồng thời mở miệng hỏi nói, tiền bối, ngươi vì sao chỉ còn lại một món hồn phách ở chỗ này dừng lại. Thiên Hồn Tử sắc mặt không thay đổi, dửng dưng nói, ta bản ở chỗ này ngộ đạo, khổ khổ truy tìm mấy chục ngàn năm không có kết quả, cuối cùng mau chóng tỉnh ngộ lúc đó,
nhưng phát hiện mình vẫn không được chạy khỏi, sử dụng tất cả loại biện pháp, đều không cách nào tránh được cái này luân hồi. Cuối cùng ta lựa chọn tu luyện phân thân, kim thiền thoát xác, lấy tổn thất cái này một món thần hồn giá phải trả, để cho hắn hồn phách của hắn phân tản ra, thoát đi nơi đây. Thiên hồn tử nói được phong khinh vân đạm, nhưng Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế hai người làm sao không rõ ràng trong đó ẩn chứa hung hiểm. Thần hồn phân tán, thì tương đương với đem mình trước thời hạn cắt chi. Như muốn lần nữa khôi phục như cũ, độ khó cực kỳ cao. Trừ phi là tu luyện đến như Hồng Quân Lão Tổ như vậy đỉnh cấp cảnh giới, có thể tự do chia rẽ thần hồn, tùy ý họ lưu lạc cửu châu. Nhưng cái này chư thiên vạn giới, trải qua vô số năm thời gian, từ khai thiên tích địa đến hỗn độn hồng mông, vậy chỉ đi làm Hồng Quân Lão Tổ cái này một cái nhân vật tuyệt thế. Thiên hồn tử đúng là thập phần cường đại, nhưng là cùng Hồng Quân Lão Tổ so ra, giống như đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Già Thiên Ma Đế uống cạn trong tay một ly rượu, chủ động mở miệng hỏi nói, thiên hồn tử tiền bối, người xem trong cơ thể ta cái này hồn loại còn có thể giải trừ. Già Thiên Ma Đế trực tiếp hỏi nói, bọn họ tới đây, chính là vì cái này. Thiên hồn tử đã từng bị hồn loại khốn khổ qua, nhất định sẽ có tương tự kinh nghiệm. Đúng như dự đoán, thiên hồn tử đã sớm biết hai người ý đồ, hắn dửng dưng mở miệng nói, có thể hay không để cho ta xem bên trong cơ thể ngươi hồn loại. Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, chợt hắn để chống tâm thần, tháo xuống tất cả phòng bị, đem thần hồn biểu diễn ra. Viên kia hồn loại chính là trồng ở hắn thần hồn chỗ sâu, so với trước khi thật nhỏ hạt giống, hiện tại đã biến thành một viên hoàn chỉnh hồn loại. Viên này hồn loại đã ở bên trong cơ thể ngươi mọc rễ nảy mầm, coi như là do ta ra tay, cũng không cách nào đem hoàn toàn bỏ đi, bởi vì thi loại người thực lực đã vượt qua ta hôm nay trạng thái. Thiên hồn tử nói như vậy, lắc đầu liên tục. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế nghe vậy, nhất thời trong lòng chấn động một cái. Chẳng lẽ nói liền thiên hồn tử vậy không có cách nào sao? Thiên hồn tử nhìn chằm chằm viên kia hồn chồng, nhìn thật lâu thời gian, lúc này mới ngẩng đầu bình tĩnh nói, có lẽ ta có một cái biện pháp, có thể để cho ngươi không chết. Xin tiền bối dạy bảo. Thiên ma này đế mặt đầy nghiêm túc nói. Được, vậy ngươi có thể nghe cho kỹ, cái này hồn đủ loại ở trong cơ thể của ngươi, đã hoàn toàn cắm rễ, vô luận dùng loại gì lực lượng bên ngoài đều không cách nào trừ, ngươi hiểu không? Hiện tại thì loại người hồn phách cùng ngươi tới giữa đã hình thành liên lạc. Cho nên ngươi cùng hắn là cộng sinh quan hệ, cái này thăng bằng không người nào có thể nắm trong tay, chỉ có ngươi chết, hoặc là hắn mất, mới có thể hoàn toàn quyết định ngươi thân thể quyền sở hữu. Thiên hồn tử đã từng cùng hồn loại đã từng quen biết, sâu sắc kỳ hại, cuối cùng hay là tìm được tiên thuật đem chóc, mới có thể thoát khỏi bể khổ. Nhưng là ở trên người hắn trồng hồn loại người, cùng thực lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Hơn nữa còn là sử dụng kế sách, ở hắn không phòng bị chút nào dưới tình huống trồng vào hồn loại. Vì vậy hắn phía sau giải trừ hồn trồng trói buộc, cũng là thành lập ở người thực lực này tương cận dưới tình huống, mới có thể thành công. Đối với Già Thiên Ma Đế, có lẽ bây giờ không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Tuy nói không cách nào đem hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng có một môn ngút trời thuật, có thể giúp bên trong cơ thể ngươi sinh ra một viên khác hồn trồng, đem sau khi cắn nuốt. Là được đổi thành là bên trong cơ thể ngươi linh hồn lực lượng. Thiên hồn tử nói như vậy. Rồi sau đó hắn lòng bàn tay ở phía trước lau một cái, sinh ra bóng loáng như nước mặt kiếng, ở đó trong đó, Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế có thể gặp được ngút trời thuật nơi biến ảo ra hình ảnh. Tiền bối, cửa này ngút trời thuật lớn mạnh như vậy, vì sao không bị sáp nhập vào 33 thiên thái thượng thần thông nhóm? Diệp Thần nói ra nghi ngờ trong lòng. Ha ha! Cái này thế gian trải qua vô số thời đại, thật ra thì thế gian bảo vật, không cũng chỉ có 33 thiên thái thượng, cùng với luân hồi thiên kiếm, cửu thiên thần thuật những vật này, còn có một chút không muốn người biết bí pháp thần thông, là từ vậy rất xa niên đại lưu truyền xuống. Các ngươi có lẽ chưa có nghe nói qua, nhưng chân thực tồn tại. Ngút trời thuật, liền là một cái trong số đó. Năm đó ta lấy được là ngút trời thuật không lành lặn bộ phận, liền mượn nó giải trừ trong cơ thể hồn chồng. Hiện đang truyền thụ tại ngươi. Thiên hồn tử vừa nói, trong tay nơi bóp vậy bầu rượu ngon, tựa như lấy được loại nào đó chỉ thị, từ treo chuôi chỗ chảy ngược ra, hút vào trong cơ thể hắn. Mà hắn sau lưng, có sương mù khí bốc hơi lên, quay lại diễn hóa là muôn vàn dị tượng, hóa thành một cái bước lên thang mây, ổn định leo lên. Cái gọi là ngút trời,
chính là vượt qua thiên địa, du ngoạn đỉnh núi. Này các loại, là trời nhảy vút thuật. Diệp thần thấy như vậy bước lên thang mây, nhất thời trong lòng một hồi. Đang ngồi ngay thẳng, không chớp mắt. Ngày này nhảy vút thuật, quả nhiên vô cùng ảo diệu, trong đó ẩn chứa huyền lý, tuyệt không kém gì bất kỳ một môn thái thượng thần thông. Từ một khía cạnh khác mà nói, có lẽ có thể sánh vai nhất là cao cấp cửu thiên thần thuật. Đa tạ thiên hồn tử tiền bối. Già thiên ma đế chắp tay nói cảm ơn, còn chưa tiếp nhận chân chính truyền thừa, chỉ là một chút hơi thở vào cơ thể, hắn cũng đã cảm nhận được liền ngày này nhảy vút thuật chỗ cường đại. Thiên hồn tử ánh mắt đóng chặt, sau đó đột nhiên mở ra một đạo ánh sáng sáng chói, như một đoạn thiết thang trời, nhanh chóng lan tràn, xuyên qua già thiên ma đế thân thể, nhắm thẳng vào thần hồn chỗ sâu. Chống đỡ ngút trời thuật, chính là một cổ do tim mà phát hào khí, cùng với như sóng tràn bờ ghi trong tim, và kiên nhẫn không bỏ tinh thần. Người trước nghĩ xong, có hay không cùng này hồn loại đấu tranh rốt cuộc quyết tâm và tín niệm. Thiên hồn tử giọng như sấm, thẳng oanh xuống, đến tâm linh của người ta chỗ sâu. Mà hắn cần chính là, nhất câu trả lời chân thật, mà không phải là lời nói dối. Nếu như ngươi không có như vậy quyết tâm cùng tín niệm, cho dù đón nhận ngút trời thuật truyền thừa, cũng sẽ bị hồn loại đánh bại, đến lúc đó ngút trời thuật đem sẽ trở thành vì ngươi một lớn cản tay. Già thiên ma đế tâm thần chấn động một cái. Thiên hồn tử nói đưa tới hắn ngắn ngủi suy tính, ước chừng trong nháy mắt, hắn tựa hồ đem tất cả chuyện cũ lần nữa hồi ôn một lần. Trải qua thống khổ cùng hành hạ, vậy có thất vọng cùng xa vào, nhưng hiện tại hắn có lấy được sinh mạng mới cơ hội. Nếu như tự lựa chọn buông tha, thật xin lỗi Vũ Chỉ Giao, càng thật xin lỗi vì mình xả thân nhập chết huynh đệ Diệp Thần. Ta có. Đơn giản có lực hai chữ, xuyên thấu qua già thiên ma đế thần hồn truyền ra, lại cùng vậy nhảy vút thang mây đụng nhau đụng, ngược dòng lên, không sợ nước chảy xiết đánh vào. Già thiên ma đế lần này, rõ ràng liền hắn tín niệm trong lòng, nhất thời lộ ra một nụ cười vui mừng. Xem ra lần này, hắn cũng không có chọn lầm người. Được, buông xuống ngươi tất cả tâm thần phòng bị. Thiên hồn tử đem ngút trời thuật bộ phận tinh hoa, toàn bộ truyền cho già thiên ma đế. Thời gian luân chuyển, năm tháng qua lại, ba người liền ngồi ở đây nhỏ trước bàn đá, thiên hồn tử cùng già thiên ma đế lâm vào loại nào đó trạng thái ngừng. Mà Diệp Thần ngay ở bên cạnh trông nom, thuận tiện khắp nơi xem xét. Cái này hơn trăm tòa cung điện trước người cầu đạo, trừ thiên hồn tử ra, lại không một người là sống. Hoặc là nói bọn họ ở vào loại nào đó bị cứu vãn trạng thái, thần hồn cách mất đi chỉ kém một bước cuối cùng. Diệp Thần cũng không phải là thánh nhân, cũng không có nhiều như vậy tinh lực tới cứu vãn bọn họ. Hắn cưỡi ngựa ngắm hoa, hơn nữa rời cung điện xa xa, chưa bao giờ bước vào hắn 10 mét trong phạm vi. Vừa mới bắt đầu hắn vậy tiến vào một đạo mang theo thật sâu vết kiếm cung điện trong phạm vi, lập tức liền bị vậy sâu không thấy đáy kiếm tổn thương hấp dẫn. Vô tận đạo nghĩa quy tắc, từ bên trong xuyên thấu tới, làm hắn không chớp mắt. Diệp Thần dòng dã ở một ngày một đêm, cũng đã rơi vào say mê trạng thái, không cách nào từ trong thoát khỏi. Cuối cùng hắn vẫn là ngoan hạ tâm lai, cắn bể đầu lưỡi máu, luân hồi bá đạo lực lượng, đem hắn từ như vậy mê mệt trạng thái kéo ra. Đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, đã là thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, cả người cũng gầy đi một vòng. Như vậy tìm đạo quá mức đáng sợ, cho dù là tâm trí vô cùng là kiên định cường giả phát hiện đạo vết, vậy sẽ làm mê mệt. Sợ rằng những người đó đều là bị cái này cái gọi là đạo đang sống kéo chết, đưa vào toàn lực, nhưng không có được kết quả, ngược lại bị trùng trùng trói buộc. Cho nên, Diệp Thần sau đó cũng không bước vào bất kỳ một tòa cung điện trăm mét trong phạm vi. Cái thời đại này lưu lại đạo vết quá kinh khủng, cái loại này hấp lực, không phải ai cũng có thể chịu đựng tới. Cho dù lấy Diệp Thần thực lực, hiện tại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Nơi này cũng không có ngày đêm thay đổi liên tục, ban ngày cùng nửa đêm cũng không biết được, Diệp Thần chỉ là dựa vào suối vàng bầu trời trong bản vẽ ban ngày đêm thay nhau cảnh tượng, tới suy đoán ngày giờ. Dòng dã qua mấy ngày, thiên hồn tử cùng già thiên ma đế tới giữa truyền thừa tài tuyên cáo hoàn thành. Già thiên ma đế thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoàn toàn thu được ngút trời thuật truyền thừa. Cả người khí chất đều thay đổi chút. Đổi được càng cường thế, tự tin. Trong cơ thể hắn hồn loại đã bị một tầng mờ mịt xương trắng vây lại, hình thành trình độ nhất định áp chế. Tiếp theo liền cần dựa vào già thiên ma đế mình. Ngút trời thuật,
tổng cộng phân là thượng trung hạ ba bản, mà thiên hồn tử nắm giữ chính là thứ nhất bản. Kế tiếp hai bản, cần giả thiên ma đế đi đem tìm được hơn nữa nuốt hóa, tu luyện, còn cần kiên trì không giải. Thiên hồn tử còn tưởng tượng một loại kinh vi thiên nhân có thể. Giả thiên ma đế nếu là có thể nắm giữ hoàn chỉnh ngút trời thuật, hơn nữa tu luyện đến cao độ nhất định, có thể đem thi loại người hồn phách, dung nhập vào mình thần hồn. Đến lúc đó, thi loại người linh hồn lực lượng, vậy sẽ là hắn nơi thừa kế. Nghe được này loại có khả năng, Diệp Thần nhất thời liền chép miệng một cái, có chút không tưởng tượng nổi. Chồng hồn chồng người là ai? Là đương kim chư thiên vạn giới người thứ hai, ngày cũ thời đại huy hoàng nhân vật ma tổ vô thiên. Năm đó Hồng Thiên Kinh cùng với mấy đời cường giả liên thủ, dẫn 10 đại gia tộc liên quân, vây công ma tổ vô thiên. Cơ hồ là dơ hết sức toàn tộc lực, cũng không có thể đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Như vậy có thể gặp, ma tổ vô thiên mạnh mẽ. Như giả thiên ma đế hấp thu không thiên lực lượng, vậy thì tương đương với có vô thiên đạo. Đây là bực nào mở treo và khủng bố. Như giả thiên ma đế thật thành công, hắn, Nhâm Phi Phàm, hơn nữa mình, liền có đối kháng vũ hoàng thực lực chân chính. Hai người ở chỗ này, ở lâu liền mấy ngày. Trong đó Diệp Thần còn đi tìm có liên quan ngày cũ bảo tàng tin tức, nhưng chưa từng phát hiện tung tích. Cựu Nhật Chi Chủ xác nhận, nhất định là không sai. Nhưng muốn như thế nào tìm được núp ở không gian chỗ sâu bảo tàng, chỉ sợ cũng được phí chút khí lực. Hay hoặc là nói, nơi này chỉ là còn sót lại trước một chút có liên quan bảo tàng đầu mối mà thôi. Vì trợ giúp Diệp Thần đã thông lối đi, cựu Nhật Chi Chủ đã tiêu hao hết mấy đoạn ngày giờ tới nay nơi góp nhặt thần hồn lực, lần nữa rơi vào ngủ say. Xem ra chỉ có cùng hắn tỉnh lại lần nữa, mới có thể hỏi nhân quả. Tạm thời bảo toàn giả thiên ma đế tánh mạng sau đó, Diệp Thần thà, vậy dự định rời đi nơi này. Trước khi đi, hắn hướng thiên hồn tử nói cảm ơn. Luân hồi chi chủ, nhiều năm trước ngươi giúp ta lấy được đắc đạo quả, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại lại giải cứu ta cuối cùng vừa phân thần hồn, giúp bạn ngươi giúp một tay, là ta cần phải làm. Thiên hồn tử cuối cùng vừa phân thần hồn, đã ngày giờ không nhiều, nhất định phải bị trong cung điện tích chứa nước lũ và mãnh thú nuốt trọn. Đây cũng tính là hắn hóa một là 10, chạy khỏi nơi này giá phải trả. Luân hồi chi chủ, ta ở chỗ này hiểu chính là vãng sinh chi đạo, cơ hồ cùng luân hồi tức tương quan, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một hai. Thiên hồn tử giơ lên một ly rượu, lên tiếng hỏi. Tiền bối mời nói, không thể nói là thỉnh giáo. Diệp Thần rõ ràng mình nắm giữ trước luân hồi chi đạo, nhưng vẫn không chạm đến sâu tầng thứ luân hồi chân lý. Cái này cùng tự thân thực lực có liên quan, chỉ có đạt tới cái cảnh giới kia, mới có bước vào ngưỡng cửa tư cách. Ngươi hiểu vãng sinh, cùng luân hồi có gì loại quan hệ? Này các loại vấn đề, đã quấy nhiễu thiên hồn tử mấy chục ngàn năm. Hắn một mực không cách nào có được câu trả lời. Diệp Thần ánh mắt có chút mờ mịt, chợt liền triển khai suy tư. Hắn nghĩ đến mình thân thế chính là luân hồi chi chủ, trải qua trùng trùng luân hồi, mấy đời làm người. Thời gian không biết bày nhiều ít cục, lại chôn xuống bao nhiêu phục bút. Trước mặt trí nhớ, hắn truyền thừa chút, nhưng nhiều hơn chính là đánh rơi, cần chính hắn đi khai thác lúc đầu chân tướng. Quá trình này xa xôi lại cực kỳ gần. Mà ở một đường leo lên trong quá trình, hắn gặp tất cả loại muôn hình muôn vẻ người, đều là gọi hắn là luân hồi chi chủ, có vô cùng cừu hận, có phá lệ kính nể. Liên quan tới này loại cực đoan đối lập tâm trạng, Diệp Thần đã đếm không hết sở rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu lần. Nhưng có một người làm hắn ấn tượng 10 phần sâu sắc. Người này chính là đi theo đời trước luân hồi chi chủ ma tướng, hắn một mực trung thành cảnh cảnh, thấy Diệp Thần lúc đó, hắn phát ra xúc động chính là, ngươi không phải hắn. Diệp Thần lúc ấy còn có chút nghi ngờ, hắn người mang luân hồi huyết mạch, dĩ nhiên là luân hồi chi chủ, một điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương nhưng phủ nhận hắn thân phận. Chẳng muốn dốc sức cho hắn. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn không phải hắn. Cái này hắn, là đời trước luân hồi chi chủ, có mình độc lập suy nghĩ, vậy bày ra rơi vào luân hồi cục, trực tiếp chạm vào Diệp Thần ra đời. Bởi vì huyết mạch vẫn ở chỗ cũ kéo dài luân hồi chi chủ, các hạng thần thông vậy vẫn tồn tại như cũ. Nhưng này luân hồi chi chủ, không người luân hồi chi chủ. Diệp Thần suy nghĩ đến đây, một câu kết luận bật thốt lên. Vãng sinh cùng luân hồi, hoặc giả là cùng bản nghĩa, chỉ bất quá ngươi một lòng muốn tìm ra trong đó khác biệt,
muốn đem hai người bản chất phân chia ra, cho nên lâm vào sai lầm mà thôi. Thiên hồn tử ngộ đạo vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nghe được này loại lời bàn, không khỏi được vẻ mặt đại chấn. Cái này, nhưng vãng sinh cùng luân hồi, đều là trải qua một đoạn khúc chiết, bắt đầu lại lúc quay đầu xem, liền có thể liếc về gặp hai người không phải sao? Thiên hồn tử lần nữa đặt câu hỏi. Mà lần này, sau lưng hắn tòa cung điện kia bên trên, lại mơ hồ thoáng qua một chút ánh sáng. Diệp thần yên lặng suy tư, chốc lát sau lắc đầu một cái. Ta cảm thấy vãng sinh, chính là trải qua sinh tử tuần hoàn, đi tới thứ hai đời, mới có thể quay đầu xa thấy trước một đời đủ loại, mà luân hồi thì không cùng, có lẽ không cần đi qua tử vong, cũng có thể gọi là luân hồi. Lời này hiểu thế nào? Thiên hồn tử lộ vẻ được có chút không kịp chờ đợi. Một đoạn trải qua, một phần qua lại, thậm chí một cái chớp mắt thời gian, đều có thể bị gọi là luân hồi. Luân hồi bất kể năm tháng, vãng sinh chỉ xem qua đi. Có trăm ngàn năm tháng luân hồi, cũng có trong nháy mắt phung giữa vãng sinh, nơi phán xét tiêu chuẩn cũng không cũng chỉ có thời gian. Thiên hồn tử thân thể bắt đầu rung động. Luân hồi bất kể năm tháng, vãng sinh chỉ xem qua đi. Những lời này giống như một đạo thiên lôi, hung hăng đánh trúng hắn tim. Đúng vậy, hắn trước một mực ở thời gian duy độ trong đó, lặp đi lặp lại quấn quýt, hoành nhảy, suy nghĩ vãng sinh cùng luân hồi hàm nghĩa. Nhưng nếu là nhảy ra thời gian cái này một chữ từ phạm vi, đổi nhiều rất nhiều lựa chọn hạng. Một hoa một thế giới, nhất niệm một cỏ cây. Đây cũng tính là một đạo luân hồi. Lột xác, dục hỏa niết bàn. Lại có thể được gọi là vãng sinh. Thiên hồn tử ngồi xếp bằng xuống, hắn vậy đầu đầy tóc bạch kim bị một tầng ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi bao phủ, dần dần đổi là tóc xanh, mà hắn cả người thân hình vậy dần dần mơ hồ không thể gặp. Diệp thần, hắn đây là... Già thiên ma đế chưa từng tiếp xúc qua luân hồi, cho nên đối với này không có chính xác khái niệm. Mà Diệp thần nhưng là biết chuyện này vì sao? Bởi vì thiên hồn tử hiểu được đạo này. Giác ngộ sau đó, là được thoát khỏi tòa cung điện này trói buộc. Hoặc là nói lấy được chân chính tự do. Cuối cùng này một món thần hồn, đem trở thành hắn lần nữa ngưng tụ thân thể căn bản, đến khi những thứ khác thần hồn lại lần nữa trở về lúc đó, thiên hồn tử thực lực sẽ cao hơn một tầng lầu, chân chính bước lên tại cái này chư thiên vạn giới siêu nhất lưu hàng ngũ. Chúng ta đi thôi. Diệp thần dẫn đầu tê liệt hư không, dọc theo cựu nhật chi chủ mở ra lối đi rời đi. Già thiên ma đế ngay sau đó đuổi theo. Hai người dọc theo một cái cổ lộ, lại lần nữa trở lại vậy tàn phá tinh không cổ lộ trong đó. Kiên định đạo tâm đem dẫn hai người lao ra nơi đây, trở lại thế giới hiện thật. Diệp thần cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc tới thế giới này cuối, ở đó trong hư không, loáng thoáng có một đầu cự kình đường danh hiển hiện ra. Đến, Diệp thần biết được, Nhâm Phi Phàm đang tiếp dẫn bọn họ, liền vượt qua vậy phiến hư không trên vô tận chảy loạn. Đầu kia cự kình đem hai người tiếp lấy, to lớn cái đuôi vỗ vào dậy từng trận quy luật đợt sóng, chợt nghịch hư không nước lũ, gắng gượng mở ra đi ra một cái lối đi. Thay Già Thiên Ma Đế giải quyết hạng nhất nỗi lo về sau, Diệp thần tâm tình chợt cảm thấy thoải mái, bỏ mặc đến tiếp sau này chuyện kiện phát triển như thế nào, chỉ ít hiện tại Già Thiên Ma Đế đã không nguy hiểm đến tánh mạng. Hai người dẫm ở cự kình trên lưng, chung quanh có sóng gió kinh hoàng đánh. Nhưng không cách nào làm thần sắc của bọn họ có chút lộ vẻ xúc động. Diệp thần, lần này rừng rậm bóng tối chuyến đi, nếu là không có ngươi tương trợ, sợ rằng ta đã sớm mất mạng ma tổ vô thiên tay, ta cũng không biết nên như thế nào để báo đáp ngươi. Già thiên ma đế nhẹ nhàng xúc động một phen, mở miệng nói. Diệp thần phất phất tay, trực tiếp cắt dứt hắn nói. Ngươi ta anh em hai người, cũng không cần khách khí như vậy. Lúc này tranh thủ đem ma tổ vô thiên thần hồn chiếm đoạt, ta cũng sẽ dùng luân hồi khí vận tới trợ giúp ngươi. Già thiên ma đế khẽ mỉm cười. Hắn vậy không nói thêm nữa, nhưng trong lòng, đã đem Diệp thần coi là cùng vũ chỉ giao cùng người trọng yếu. Hai người một đường, trò chuyện xuyên qua cái này phiến hư không, cự kình sợ rằng đã sớm ở chỗ này chờ đã lâu, dẫu sao cái này phiến hư không chảy loạn vô cùng là rộng rãi, coi như là lấy cự kình thần thụ thần thông. Cũng cần một ít ngày giờ, mới có thể đến bờ bên kia, trở lại thế giới hiện thật. Vậy phiến tàn phá cổ chiến trường tinh không, khoảng cách Diệp thần càng ngày càng xa, mà hắn chỉ là quay đầu nhìn một mắt, ánh mắt có chút nghi ngờ. Mới vừa lúc rời để gặp, hắn tựa hồ phát giác một cổ khí tức như có như không.
Thật ra thì vừa mới bắt đầu tiến vào lúc đó, hắn thì có phát giác, chỉ bất quá luồng khí tức kia cực kỳ yếu ớt, để cho hắn cũng không dám xác định. Có cái nghi ngờ một mực tích trữ tại hắn trong lòng, thiên hồn tử là như thế nào đem vậy thần hồn phân hóa, từ đó chạy trốn ra ngoài. Theo hắn biết, thần hồn nếu như muốn thoát khỏi, cũng không chỉ ước chừng chỉ cần kiên định ý chí, còn cần ngoại lực phụ trợ. Huống chi thời điểm đó thiên hồn tử đã là nỏ hết đà, thân vùi lấp đạo vết trói buộc, thì như thế nào có thể tự mình tránh thoát. Cho nên lúc đó, hắn thả ra luân hồi thần thức, bắt được ngay tức thì mà qua yếu ớt hơi thở. Bất quá hắn chỉ là đem phần này nghi ngờ tích trữ tại đáy lòng, nếu thiên hồn tử không muốn nói, vậy hắn cũng sẽ không cưỡng bách, dẫu sao ai cũng có thuộc về mình bí mật. Già thiên ma đế đang tra xem từ bên trong thân thể hồn chồng, hắn đã dùng ngút trời thuật áp chế hồn chồng manh nha tốc độ, tiếp theo cần ở nhất định thời hạn bên trong tìm được ngoài ra hai bộ ngút trời thuật, tài có thể hoàn toàn đem ma tổ vô thiên chồng hồn loại làm tan rã. Bất quá nhưng vào lúc này, viên kia hồn loại trong mầm móng, thoáng qua một món nhỏ xíu ánh sáng. Thậm chí liền già thiên ma đế mình, cũng không từng hoàn toàn phát hiện. Vậy cự kình nhảy lên, tiếp đón hai phiến hư không, sắp bước ra điều này tinh không cổ lộ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, cái này hư không ngân hà cuối, truyền tới ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo đồ sộ ảnh nổi lên, đem cái này hư không con sông hoàn toàn cách trở. Một khắc sau, hư không sông dài đánh gãy. Cái gì? Diệp Thần trong lòng dâng lên một hồi cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thoát khỏi cự kình phần lưng, tiến vào vậy hư không con sông bên trong. Dù vậy, hắn như cũng bị thình lình chiêu thức đánh trúng phần lưng, huyết mạch trong cơ thể cũng sau đó chấn động, một ngụm máu tươi chậm rãi từ miệng sừng tràn ra. Diệp Thần lập tức liền triệu hoán ra xích trần thần mạch, bảo vệ ở mình bề mặt, hình thành một tầng hoàng kim khôi giáp. Chú ý, có địch tấn công. Hắn ở phục hồi tinh thần lại sau đó, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Già Thiên Ma Đế, xem hắn có thành công hay không thoát khỏi, nhưng làm hắn quay đầu nhìn lại lúc đó, nhưng sửng sốt một cái. Già Thiên Ma Đế bàn tay hoành khởi, duy trì đẩy về trước tư thế. Nhớ tới mới vừa in ở trên lưng mình trưởng lôi, Diệp Thần thần sắc không khỏi được cuồng biến. Ma Đế, ngươi! Diệp Thần trong lòng mọi thứ suy nghĩ sôi trào, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lại là Già Thiên Ma Đế ở sau lưng đánh lén mình. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện Già Thiên Ma Đế ánh mắt chuyển biến thành một phiến đen nhánh, hơn nữa 10 phần lạnh như băng. Ngươi không phải Già Thiên Ma Đế. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng câu, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là Ma Tổ Vô Thiên. Già Thiên Ma Đế vậy lãnh đạm băng sơn trên mặt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Luân hồi chi chủ. Không nghĩ tới phản ứng của ngươi còn thật mau, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể đem ngươi kinh mạch toàn bộ chấn vỡ. Hôm nay, Già Thiên Ma Đế, bình tĩnh mở miệng nói. Hiện tại hắn đã không phải là Già Thiên Ma Đế, mà là Ma Tổ Vô Thiên. Ma Tổ Vô Thiên thần hồn, tạm thời chiếm cứ cái này một bộ thân thể. Hắn từ hồn loại bên trong tới, gieo cái này một viên hồn loại sau đó, Ma Tổ Vô Thiên có tuyệt đối quyền chủ đạo. Trước đây không lâu. Hắn liền đem mình thần hồn triều ly, lấy sinh ra hồn chồng thiên đạo làm môi giới, muốn tạm thời đoạt xác Ma Tổ Vô Thiên thân thể. Nhưng hắn phát hiện căn bản không cách nào cảm ứng được mình hồn chồng, hoặc là nói hồn loại nơi đợi địa phương, thiên đạo môi giới không cách nào đến. Ma Tổ Vô Thiên đây là mới phản ứng được, hắn trải qua cũ mới 2 tiếng đời, trong mơ hồ đã đoán được Già Thiên Ma Đế phải đi làm gì. Cho nên hắn một mực để cho thần hồn giữ xúc thế đãi phát trạng thái. Làm Già Thiên Ma Đế thoát khỏi tàn tạ tinh không cổ lộ một khắc kia, Ma Tổ Vô Thiên thần hồn lập tức bạo sông lên lên. Từ hồn loại bên trong tóe ra, hô ứng lẫn nhau, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chiếm cứ Già Thiên Ma Đế thân thể. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, Diệp Thần đang đưa lưng về phía hắn, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Ma Tổ Vô Thiên lại sao sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội, vì vậy ngưng tụ lực tính, nhanh chóng xuất trưởng. Hung hăng vỗ vào Diệp Thần trên lưng. Ai biết Diệp Thần phản ứng nhanh như vậy, không cùng trưởng phong hoàn toàn rơi xuống, cũng đã nhanh chóng chịu ly. Bất quá cho dù là bộ phận trưởng phong, vậy đủ để tạo thành thân thể tổn thương. Ma Tổ Vô Thiên cả người dần dần phát ra ác liệt hỗn độn khí, hắn áo khoác tung bay, thân thể thon dài. Cả người bị mơ hồ che giấu. Hắn hôm nay hơi thở vô cùng là xa xưa,
không thuộc về hiện tại vậy không thuộc về tương lai, cứ như vậy đứng ở cự kình trên lưng. Liền cự kình vậy phát ra một tiếng kêu gào, ở ma tổ vô thiên thần hồn lực dưới sự xung kích, chìm vào sâu không thấy đáy hư không nước lũ. Vậy coi như là đoạn tuyệt diệp thần chạy thoát thân công cụ. Lúc đầu ngươi một mực ẩn nhẫn, từng bước lui về phía sau, giả vờ trang thất bại, chính là vì giờ khắc này. Diệp thần đầu óc bên trong nhất thời lướt qua rất nhiều chuyện cũ, đem những thứ này nguyên nhân hậu quả liên kết chung một chỗ, hắn rốt cuộc rõ ràng liền ma tổ vô thiên dụng ý thực sự. Ở đó trận chiến dịch trong đó, ma tổ vô thiên căn bản cũng chưa có dùng suất toàn lực, mà là có chút nương tay, mặc cho bọn họ cứu đi giả thiên ma đế. Nhưng thực hắn đã sớm ở giả thiên ma đế trong cơ thể gieo hồn trồng, tùy thời chuẩn bị cướp lấy. Liền liền nhâm phi phàm cũng không có nhận ra được, ma tổ vô thiên ở trồng hồn trồng đồng thời, vậy vì mình thiết chí một đạo mở miệng, đem thần hồn lực ẩn giấu ở trong đó. Giờ phút này, ma tổ vô thiên nơi giấu vậy tia thần hồn bùng nổ, đủ để chiếm cứ giả thiên ma đế thân thể, chỉ ít hai ngày trong thời gian, ma tổ vô thiên có tuyệt đối quyền chủ động. Mà hắn thần hồn, chính là đạt tới vô cùng là cường hãn cảnh giới. Giả thiên ma đế chỉ là ta nơi tìm kiếm đồ đựng, mà ngươi, mới là ta muốn đánh chết mục tiêu chân chính, luân hồi chi chủ, từ đầu tới đuôi, ta bố trí đều là ghim ngươi. Ma tổ vô thiên chậm rãi mở miệng nói, hắn thanh âm lạnh như băng mà vô tình, hàm chứa cực hạn nghiêm nghị ý. Diệp thần nhất thời thần sắc như thường. Hắn biết trận chiến này trốn không thoát. Ma tổ vô thiên mượn dùng giả thiên ma đế thân xác, cảnh giới và tu vi mặc dù không có biến hóa, nhưng thần hồn so với diệp thần tới, cường đại một tầng thứ. Tu vi càng về sau, thần hồn lực lượng lại càng phát sợ rằng. Nếu như vũ hoàng cổ đế dùng thần hồn khống chế một vị người bình thường, cũng có thể để cho người bình thường bộc phát ra chém chết trăm giả cảnh cường giả lực lượng. Huống chi, giả thiên ma đế thực lực vốn là mạnh mẽ. Luân hồi chi chủ, người trước lẻn vào cựu Nhật Minh, lấy được ta tín nhiệm, chính là phạm vào lừa dối tội, đối ngươi, ta vốn không nên tha, nhưng nể tình ngươi thiên tư xuất chúng, năng lực cùng dã tâm có thể xứng đôi, ngươi nếu như gia nhập ta trận doanh, tương lai ta có thể bảo ngươi leo lên đỉnh cấp vị. Chiếm cứ giả thiên ma đế thân thể ma tổ vô thiên chậm rãi mở miệng nói, tay hắn giơ một cái kiếm sắt, phảng phất có hỗn độn làm hội tụ, giờ khắc này, lóng lánh vô cùng chói lọi. Muốn cho ta khuất phục tại ngươi, nằm mơ đi. Diệp thần cười nhạt liền liền, trong tay hắn ánh sáng chớp mắt, tai nạn thiên kiếm nổi lên, vậy đại biểu hắn thái độ. Được, để cho ta xem ngươi sức lực ở nơi nào. Ma tổ vô thiên, không giận ngược lại cười, bàn tay hắn bỗng nhiên thu thập, mà giờ khắc này, sừng sững ở trong hư không trời trăng sao, phảng phất có động tĩnh. Vô số to lớn vật thể đi xuống rơi xuống, lại là có treo ở hư không cuối một vòng hắc nhật. Hoàn toàn nổ tung, màu đen nham thạch nóng chảy giống như mất đi pháo bông, rối rít rơi xuống, mang theo nóng bỏng nhiệt độ. Cái loại này uy nghiêm, tu sĩ tầm thường không theo kịp. Vậy bóng tối hư không, trực tiếp nứt ra một đạo sâu đậm khe hở, nhanh chóng lan truyền, giống như mặt kiếng vậy, đổi được vô cùng yếu ớt. Hắc động một vòng, toàn bộ trôi lơ lửng vào trong đó. Diệp thần nắm chặt trong tay tai nạn thiên kiếm, thần sắc ngưng trọng. Không nói một lời. Hiện tại hắn muốn một thân một mình đối mặt kẻ địch cường đại. Ma tổ vô thiên chiếm cứ giả thiên ma đế thân thể, là thật thần hồn lực lượng, xa không an phận thân có thể so với. Đây là một chàng cứng rắn chiến đấu. Diệp thần khom người uốn gối, thân thể chìm xuống, cầm kiếm cầm tại phía bên trái, vô tận tai khí phún ra ngoài, hội tụ thành một đạo kịch liệt vòng xoáy. Hắn đem tất cả luân hồi lực lượng, đều tụ tập ở một kiếm này bên trên, ném đi tất cả thân xác thủ đoạn công kích, trực kích thần hồn. Ma tổ vô thiên hiện tại sử dụng, là giả thiên ma đế thân thể, tuyệt đối không thể có kịch liệt làm tổn hại. Nếu như ma tổ vô thiên trước thời hạn bỏ qua đồ đựng, vậy mình tất cả công kích cũng sẽ rơi vào giả thiên ma đế trên mình. Diệp thần tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hắn giống giận vung ra một kiếm, hết sức áp xúc mũi nhọn xuyên thấu nơi này mọi thứ quy luật. Đâm về phía ma tổ vô thiên ấn đường. Một kiếm, có thể khai sơn liệt địa, bình giang hải. Nhưng là một kiếm này, cũng không có dùng ma tổ vô thiên né tránh. Ma tổ vô thiên đạp ở nơi này cái hư không sông dài trên, bóng tối sương mù bao phủ tại thân, mà chính hắn mặt mũi chính là đổi được thần bí khó lường. Hết thảy yên tĩnh không nhúc nhích,
giống như thời gian đình trệ. Làm vậy tai khí hạ xuống chư thiên, cuốn tới thời điểm, lại bị một đạo màu đen vòng xoáy cho ngăn trở. Chợt vòng xoáy kia hóa thành một hơi cổ chung, im hơi lặng tiếng, sát ý nồng nặc, tỉnh bơ. Hưu một tí, đi tới Diệp Thần trước mặt. Mất đi không tiếng động, khí thôn sơn hà, có vô tận ma khí lượn lờ. Ngươi lấy làm cái này, là có thể trói buộc ở ta sao? Diệp Thần đem tai nạn thiên kiếm ngăn cản ở trước người, sau đó nổ tung đánh ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, mà hoang ma thiên kiếm đồng thời vọt ra. Lưỡi kiếm trên ma khí bốn tản ra, ở Diệp Thần bên người vần quanh một tuần, ngưng tụ ở trên mặt hắn, hình thành một tấm quỷ diện cái. Cùng lúc đó, Diệp Thần trên mặt ngưng tụ ra nhàn nhạt máu vẩy, tựa như dài ra từng cây một bụi gai nhọn gai. Sau đó cùng vậy trương giữ tợn mặt nạ hoàn mỹ dung hợp. Cười mỉa, tựa như khóc không khóc, để cho người mong một mắt, liền sinh lòng sợ hãi. Một khắc sau, vậy trương mặt nạ tựa như trở thành cái này thế gian đáng sợ nhất tu la. Trực tiếp xuyên thấu ma tổ vô thiên nơi bảy phòng ngự kết giới. Âu, lúc này ngược lại là đến phiên ma tổ vô thiên thoáng kinh ngạc. Tu la quỷ khóc, chính là u minh địa phủ nước suối vàng tinh luyện mà thành, ngươi là từ nơi nào đạt được như vậy bảo vật. Ma tổ vô thiên nhận ra như vậy bảo khí. Cùng ngươi không liên quan, Diệp Thần trực tiếp nói. Ma tổ vô thiên thần sắc thuận đổi, hắn đôi mắt bên trong bắn ra một đạo ma khí sáng chói chùm ánh sáng, ước chừng ở trong nháy mắt liền ngưng kết thành dữ dằn sát ý, nhìn bằng nửa con mắt nhân gian, thật là đem tất cả hết thảy sự vật bao trùm. Cửu U Linh Sơn, chấn. Ma tổ vô thiên tu ma khí, đều là đến từ cửu U, so với suối vàng địa phủ, càng u viễn, khủng bố. Ở hắn như vậy ma khí chấn áp dưới, Diệp Thần trên mặt vậy cái mặt quỷ mặt nạ, hắc một hồi đỏ một hồi, lộ ra bụi gai phân bố lớp ghép. Thì ra là như vậy, lại là bụi gai vương miện dẫn dắt ra u minh lực, xem ra ngươi đối với cửa này cửu thiên thần thuật, đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Ma tổ vô thiên khen ngợi một tiếng, ngay sau đó ở sau lưng hắn, một cổ đáng sợ hơi thở bay lên. Lúc đầu lại là từ vậy trong hư không diễn sanh ra. Trực tiếp vượt qua thời không sông dài, hướng Diệp Thần chạy tới, coi thường hết thảy công kích quy tắc. Trong nháy mắt kinh khởi vô số ngút trời sóng biển, phải đem nơi đây hoàn toàn nuốt mất. Cho dù hoang ma thiên kiếm bộc phát ra ngập trời ánh sáng, cũng không cách nào ngăn trở vậy sóng gió ra khí thế. Diệp Thần bị vậy gió bão cuộn sạch lui về phía sau vô số bước, cho dù đồng thời mở ra xích trần thần mạch và nguyện vọng thiên tinh, cũng không cách nào ngăn trở. Thậm chí luân hồi huyết mạch, vào giờ khắc này đều bị cưỡng ép chấn áp xuống đi, hắn ngũ tạng lục phủ gặp phải vô cùng dung chuyển lớn, ngay tức thì vặn thành một đoàn. Nếu không phải Diệp Thần khí lực cường hãn, kịp thời che ở tim, sợ rằng một khắc sau, hắn nội tạng cũng sẽ bị khuấy được nát bét. Hắn thân thể đi về sau mặc đi, đánh tan nát vô số viên tàn phá tinh thần, cuối cùng ở nơi này hư không nước lũ cuối ngừng lại. Đáng ghét, không có chỉ dẫn nói. Hắn căn bản không cách nào thoát đi cái này phiến hư không. Ma tổ vô thiên thủ đoạn vượt quá hắn tưởng tượng, cho dù là mượn già thiên ma đế thân thể, cũng đạt tới hiện ra thần thông bước. Đại lộ chìm nổi, thiên địa nổi tiếng, liền nơi này càn khôn lực vậy nhượng bộ tránh, không dám cùng ngay mặt giao phong. Diệp Thần thân ở hư không con sông trong đó, từ vậy thượng du, có vô số đạo ma khí cuồn cuộn tới, giống như mây đen đè trời, vượt quá tưởng tượng. Mỗi một đạo ma khí, thì đại biểu một đạo thần thông, đến Diệp Thần bên cạnh lúc đó, đều lựa chọn tự bảo. Diệp Thần phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, hắn sử xuất chỉ nước một kiếm, ở tinh không này trong đó đưa tới thất lạc thời không 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 hơi thở, mở ra một cái chạy trốn con đường. Nhưng một khắc sau, hắn con người bỗng nhiên ngưng lại, bởi vì vậy phiến bị chém ra hư không ma khí, đình trệ ngay tức thì sau đó, lại từ từ khép lại, tựa như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Đáng chết, chỉ nước một kiếm lại có thể không có đưa đến tác dụng. Điều này sao có thể, chỉ nước một kiếm cũng sẽ có thất bại thời điểm. Cái này còn là Diệp Thần lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Diệp Thần nơi chém ra chỉ nước một kiếm, đã đạt đến cái thế giới này võ đạo trình độ cao nhất đỉnh cấp, nhưng là hắn cùng ma tổ vô thiên có thực lực lên căn bản chênh lệch, vì vậy nơi dùng hết thủ đoạn cũng không thể làm bị thương đối phương. Một kiếm này sau đó, hắn tiêu hao hết khí lực. Hơn nữa lúc trước thân xác cùng thần hồn đều bị liền vết thương. Đã không cách nào cử động nữa dùng luân hồi huyết mạch, thì triển ra này cùng tuyệt chiêu.
hắn cũng không sẽ cam tâm chết ở chỗ này. Cũng sẽ không để cho Già Thiên Ma Đế trở thành ma tổ vô thiên con rối. Luân hồi chi chủ, người thiên phú quả thật tươi đẹp, hơn nữa tốc độ trưởng thành so với trước 8 đời, cũng tới được nhanh hơn, hạn mức tối đa cao hơn, nếu như giữ lại ngươi, sợ rằng sẽ đối với ta sau này kế hoạch tạo thành uy hiếp rất lớn, cho nên ngươi an tâm lên đường đi. Ma tổ vô thiên động, từ phát động tấn công tới nay, đây là hắn lần đầu tiên chủ động đánh ra, vô cùng thô bạo lộ ra ra, hắn phủ tại không trung, mắt nhìn xuống hết thảy vạn vật, không có đem bất kỳ sinh linh coi vào đâu. Hắn tiện tay ngưng tụ một cái màu đen sương mù kiếm, tâm niệm điều khiển thanh kiếm này, hưu bay ra. Vậy cầm sương mù nồng nặc kiếm hóa là thủy thiên mây, nghiền ép xuống, khoáng đạt vĩ đại, từ vậy hư không sông dài phía trên vọt tới, hoàn toàn đem điều này rộng rãi không cuối con sông áp chế. Thanh kiếm này, lại là rút lấy cửu u lực lượng. Diệp Thần âm thầm giật mình, vội vàng lúc đó, đành phải đem ba cây thiên kiếm toàn bộ thanh toán đi ra. Mà ở trong cơ thể hắn, phù đồ thần tháp cùng thiên địa huyền hoàng tháp dục dịch. Như nếu thật không cách nào chạy khỏi, vậy thì chỉ có hiến tế cái này 33 thiên thái thượng thần khí và khác trọng yếu vật. Phù đồ thần tháp tự bạo sau đó, 8 bộ phù đồ khí vậy sẽ sau đó biến mất, không biết phải đi qua nhiều ít năm mới có thể lần nữa diễn hóa ra tới. Nhưng hiện tại, đã nhưng không được nhiều như vậy. Cái này cửu u ma khí tới được quá nhanh, tồi thành rút ra trại, ùn ùn kéo đến. Tinh thần né tránh, vạn kiếp đều mở. Ở nơi này vậy nghiền ép dưới, Diệp Thần có thể hay không chống nổi một chiêu này, còn là một ẩn số. Mà đang ở Diệp Thần cắn răng, chuẩn bị cưỡng ép tiếp chiêu thời điểm, lập giữa không trung bên trong ma tổ vô thiên bỗng nhiên lúc này thân thể rung động, vậy trong mắt ngăm đèn ánh sáng cũng thay đổi được lúc sáng lúc tối. Hắn con ngươi, khôi phục một chút trong sạch. Không, không cho phép, ngươi, tổn thương hắn. Già Thiên Ma Đế thanh âm, là từ trong kẽ răng vây quanh. Nháy mắt tức thì con người ứ máu, tia máu tràn ngập mở ra. Vô tận u hắc ma khí, cuốn lên tới. Vậy một phần trong sạch, lại ngay tức thì bị đen thui tròng mắt thay thế. Chỉ bàn về thần hồn lực lượng, sợ rằng ngươi tạm thời còn không phải là ta đối thủ. Cái này tiếng hừ lạnh tiếng, là ma tổ vô thiên truyền tới. Nhưng chợt hắn nhíu mày một cái. Bởi vì nửa bên con người bị nặn ra một phiến màu trắng. Đó là Già Thiên Ma Đế ý chí ở phản kháng. Ngươi, không thể, đi mau. Cuối cùng vậy một tiếng gào thét là Già Thiên Ma Đế đối Diệp Thần nói, lúc này hắn đang hết sức đối kháng so mình mạnh mẽ ngàn gấp vạn lần thần hồn, dị thường cố hết sức, cũng chỉ có thể kiên trì trong chốc lát thời gian. Diệp Thần thấy Già Thiên Ma Đế như vậy hình dáng, trong lòng tức giận sôi trào, cặp mắt đỏ thẫm. Nhưng hắn rõ ràng, lúc này là tốt nhất chạy khỏi thời cơ. Ma tổ vô thiên chỉ là tạm thời thần hồn khống chế, không cách nào hoàn toàn chiếm cứ Già Thiên Ma Đế thân thể. Hơn nữa Già Thiên Ma Đế là hắn tương lai lựa chọn ở giữa đồ đựng, hắn tuyệt sẽ không cho phép tương lai đồ đựng bề ngoài, gặp phải một phần một chút nào tổn thương. Diệp Thần cắn răng, trực tiếp rút đi, hắn chỉ có thể bằng vào mình lực lượng, chạy càng xa càng tốt. Cuối cùng không có hư không bên ngoài chỉ dẫn, thì không cách nào tìm được đường ra. Diệp Thần chân đạp tật phong, ngay tức thì đi liền ra mấy ngàn dặm. Mà hai ba cái hô hấp sau này, Già Thiên Ma Đế thần hồn bị hoàn toàn áp chế, ma tổ vô thiên hừ lạnh một tiếng, quăng ra trong tay một món ma khí. Muốn chạy trốn, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Hắn một chưởng đánh ra, chu vi ngàn dặm thiên vực làm chấn vỡ, những cái kia tàn phá cổ tinh một viên tiếp nối một viên. Toàn bộ nổ tung. Cái này hư không trong vũ trụ, thiêu đốt ánh lửa lộng lẫy mảnh vỡ, hình thành một đạo kỳ dị phong cảnh. Hắn trưởng như núi nhạc, kỳ lực vô cùng, đi về trước hoành chụp, đón trời đi. Cao lớn uy vũ thân hình đứng sừng sững tại ở giữa thiên địa, cả người ma quang phun trào, liền liên phát tơ vậy tung bay lên, cả người giống như địa ngục đi ra La Sát Thiên Vương. Đây là ma tổ vô thiên hồn phách thần thông, cửu u quỷ vương thân. Mượn do thần hồn truyền ra ngoài, có thể triệu hoán cửu u hoàng tuyền lực lượng, sống lại rất xưa năm tháng khủng bố sinh linh. Chạy trốn trong đó Diệp Thần đành phải xoay người lại, ba cây thiên kiếm đồng loạt nổ ầm, nhưng là ở vô tận va chạm dưới, cả ngày kiếm cũng chỉ có thể lần lượt tháo chạy. Ma tổ vô thiên như quân vương vậy đi ra, sâu cổ thông bây giờ, hắn thân thể hóa là khổng lồ núi cao, không biết cao nhiều ít vạn trượng, toàn bộ hư không đều tựa như bị hắn cho thọt xuyên.
quanh thân còn quấn trời trăng sao, mà vậy một cái ma thủ nâng lên để gặp, tản mát ra trình độ cao nhất nội liễm ánh sáng, hình thành lực lượng hủy diệt thế giới. Hậu tích bạc phát, phá rồi sau đó lập, vô cùng vô tận, một đạo lại một đạo vô danh quy tắc nổi lên, nghịch trời, xuyên phá vân tiêu. Đối mặt này cùng lực lượng, Diệp Thần chung quanh tất cả đường chạy trốn cũng bị đóng chặt. Hắn bây giờ, chỉ có đánh một trận đỉnh sống chết. Vậy thì tới đi. Diệp Thần đã quyết định liền quyết tâm, cho dù là tự bạo thần hồn, cũng phải làm bị thương ma tổ vô thiên. Cái này ma tổ vô thiên sở dĩ không chút kiêng kỵ ra tay, là bởi vì là hắn mượn giả thiên ma đế thân thể, hơn nữa lại là ở nơi này chờ hư không chỗ sâu, nối liền thiên đạo không trọn vẹn tinh không cổ. Thiên đạo nhân quả, căn bản là không tìm được hắn trên đầu tới. Diệp Thần vậy sâu sắc rõ ràng một điểm này, vì vậy liều mạng toàn lực cũng muốn xông ra. Nếu không hắn liền trải qua mấy đời luân hồi, thời điểm đó hắn vẫn là luân hồi chi chủ, nhưng cũng không phải hắn mình. Sống chết tới giữa, Diệp Thần cưỡng chế điều động trong cơ thể còn dư lại luân hồi huyết mạch, còn có huyết long sát khí kia ngất trời bóng người phóng lên cao, lần này hắn hóa ra thật thể hình dáng, muốn phải giúp Diệp Thần thoát khỏi chỗ chết. Một đạo lại một đạo trật tự xích thần, lên như diều gặp gió, khí thế bừng bừng. Diệp Thần trên thân hình xuất hiện đạo đạo kẽ hở, hắn thân xác đã không cách nào chịu đựng đến từ vô lượng cấp thần hồn chèn ép. Một khắc sau, vỡ vụn sắp tới. Mà huyết long cũng là phát ra một tiếng kêu gào, vậy vô cùng sắc bén long chảo bị trộm đạo ma khí xâm nhập, trong thoáng qua liền hòa tan một nửa. Chẳng lẽ hôm nay, thật muốn ở chỗ này chết sao? Diệp Thần cắn chặt hàm răng, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng, hắn tức giận, hắn quyết ý. Hắn thậm chí kêu gọi Sóc lão, Hoang lão, Huyền Hàn Ngọc, cũng không có nhúc nhích. Phảng phất là cảm nhận được liền cái này cổ tức giận lực lượng, ma tổ vô thiên đầu lần nữa nổ đau. Có thần hồn cùng hắn tranh đoạt. Nguyên bản bị chấn đè xuống giả thiên ma đế lần nữa cho tàn lại cháy, mà lần này, vậy thần hồn thế tới hung mãnh dị thường, trực tiếp cắt dứt ma tổ vô thiên thế công. Đầy trời mạnh mẽ uy áp, ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Diệp Thần trở về chỗ cũ, miệng to thở hổn hển. Ma tổ vô thiên ánh mắt lạnh như băng, con người bên trong sắc bén rút thành một cây kim. Ngươi coi là thật lấy là ta không dám diệt ngươi thần hồn sao? Ma tổ vô thiên hiếm thấy tức giận. Hắn hai lần phải đem Diệp Thần chém tại dưới trường, nhưng đều bị giả thiên ma đế thần hồn cắt đứt. Ha ha, ngươi, không dám, một khi đem ngươi thần hồn của ta trước thời hạn tiêu diệt, như vậy cái thân xác cũng chỉ hoang phế. Giả thiên ma đế liều mạng chết nguy hiểm, nhảy ra ngăn cản ma tổ vô thiên. Giả thiên ma đế, ngươi có thể biết lấy thần hồn của ngươi lực lượng, căn bản không cách nào cùng ta chống lại, tiếp tục như vậy nữa, chính ngươi vậy sẽ hồn phi phách tán. Ta không quan tâm, ngươi nếu là muốn giết hắn, vậy ta thuận tiện lấy chết tướng mạo trở. Cái này hai người đang kịch liệt dây dưa, thiên nhân đối chiến. Ma tổ vô thiên trực tiếp vận dụng thần niệm, lần nữa đem giả thiên ma đế chấn áp. Mà lần này, hắn kết ra pháp ấn, vô lượng hồn lực càn quét bầu trời, nuốt mất tinh thần. Diệp Thần thật là muốn mắng nương, tên này thật là không có hoàn không có. Bất quá sẽ ở đó thần niệm sắp lúc rơi xuống, một phiến mênh mông từ chân trời chỗ sâu xông ra, trong suốt vô ngân, như kim cương vậy dạo dực. Lập tức bọc lại Diệp Thần thân thể. Cổ lực lượng này dịu dàng, nhu hòa, không có bất kỳ sát ý. Diệp Thần theo bản năng liền muốn phản kháng. Nhưng bỗng nhiên lúc này ngây ngẩn, bởi vì hắn phát giác quen thuộc hơi thở. Rồi sau đó liền mặc cho cái này nhộn nhạo sóng biếc đem mình cuộn sạch đi. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, vô cùng là nhanh chóng, một khắc sau, kinh khủng thần niệm lúc này mới rơi xuống, để cho vậy mảnh hư vô chi địa biến thành hỗn độn hắc động, hết thảy sức sống đều bị vặn thành phấn vụn. Ma tổ vô thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào từ vậy trong hư không xuất hiện đồ đỏ bóng người. Ngươi là người phương nào? Ngay sau đó hắn đem vung tay lên, lấy trong hư không tàn tạ cổ tinh làm trận điểm, bày ra thiên địa cũi. Đồ đỏ bóng người đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối không có động tới một tí, thân hình vô cùng hư ảo, nàng chỉ là lấy ra một đóa bình thường không có gì lạ hoa, ngay sau đó cong ngón tay bắn ra. Đóa hoa kia mà đánh ở Diệp Thần trên mình, ngay tức thì, hắn thân hình cũng thay đổi được hư ảo. Ma tổ vô thiên ánh mắt híp lại. Hắn nhìn thấu đóa hoa này mà lai lịch.
nguyện vọng hồ tiên bên trong bồi dưỡng đi ra ngoài bình minh hoa. Ngươi cùng đảm nhiệm thiên nữ là quan hệ như thế nào? Ma tổ vô thiên âm thầm vận lực, nhưng nhào qua hắc ám lực lượng, không cách nào chạm đến hồng y thiếu nữ kia thân hình. Lấy ngươi hiện tại nhập vào người cái này cái thân thể, không cách nào đánh vỡ bình minh hoa kết giới. Thiếu nữ áo đỏ môi đỏ mỏng khẽ mở, dửng dưng nói, nàng tay áo bảo vung lên, liền mang đi trọng thương sấp xỉ bất tỉnh Diệp Thần. Hai người giống như trăng trong nước, hoa trong kính, từ từ biến mất không gặp, bất kỳ lực lượng đều không cách nào lưu lại. Ma tổ vô thiên thần sắc đổi được cực kỳ âm trầm. Đối với lần này, hắn vậy không thể làm gì, nguyện vọng hồ tiên, chính là bốn đại tiên trong ao riêng một góc trời tồn tại, uy lực thập phần cường đại. Mà đây bình minh hoa, lại là ao bên trong ngàn năm tài kết một đóa thần bí hoa, có quản khống hư không, điều động vạn vật lực lượng. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không từng coi là đến, đảm nhiệm thiên nữ đệ tử thân truyền, lại có thể sẽ không tiếc hết thảy cứu Diệp Thần. Luân hồi chi chủ lưng đeo đại khí vận, ở chỗ này thể hiện được tinh tế. Xem ra, chỉ có thể lần sau tìm lại cơ hội, giả thiên ma đế ở ta trên tay, Diệp Thần, ta không tin ngươi biết lúc này bỏ qua, đến lúc đó, ta cũng sẽ không giống lần trước như vậy tha ngươi. Ma tổ vô thiên tự lẩm bẩm. Hắn rõ vẻ mặt vậy dần dần biến mất ở nơi này phiến trong hư không, bởi vì tiếp theo, hắn còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Cái này phiến ngàn năm qua không người đặt chân tàn tạ cổ chiến trường, đổi được càng hỗn loạn không chịu nổi. Đồng thời vậy khôi phục yên tĩnh. Thiếu nữ áo đỏ chính là Diệp Lạc Nhi. Chạy ra khỏi vậy phiến hư không sau đó, Diệp Lạc Nhi mang Diệp Thần đi tới một phiến mênh mông bao la dãy núi. Nơi này đã cách xa vậy phiến tàn phá cổ chiến trường, mười phần yên lặng xa xưa. Núi gió lay qua, liên tiếp mảnh cây cối giống như sóng biển như vậy này thay nhau vang lên, tiếng sóng không ngừng, dõi mắt nhìn lại, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nhưng Diệp Thần, lúc này lại không bình tĩnh được. Hắn mười phần lo lắng giả thiên ma đế an nguy. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, mà tổ vô thiên tình nguyện lựa chọn thỏa hiệp, cũng không nguyện ý tổn thương cái này cái thân thể. Nhất định là có chỗ kiêng kỵ. Diệp Lạc Nhi ôn nhu nói. Diệp Thần dương mắt nhìn về phía nàng, thần sắc có chút phức tạp. Hắn cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc bị Diệp Lạc Nhi đã cứu bao nhiêu lần. Năm đó hắn bị vậy Vũ Hoàng giết thần kiếm truy kích, vận dụng thập phương kiếm pháp. Nhưng sau lưng vẫn như cũ là có người tương trợ, hắn mới có thể ung dung thoát khốn. Khi đó hắn còn không quá xác định, cho đến phía sau thực lực trở nên mạnh mẽ. Có thể theo dõi nhân quả, tài xác định xuất thủ tương trợ người thì có Diệp Lạc Nhi. Lúc đó Diệp Lạc Nhi là nhân quả khóa khó khăn, mặc dù có tình, cũng không được gặp nhau. Đối với Diệp Lạc Nhi mà nói, là hết sức thống khổ. Lúc đó Diệp Thần còn có chút nghi hoặc, cho tới sau này thực lực từ từ tăng lên, có thể vận dụng luân hồi lực lượng suy diễn nhân quả, hắn mới hiểu Diệp Lạc Nhi đã sớm bị Thái Thượng Thiên Nữ bảy cấm chế dày đặc, từ đó không được cùng mình gặp nhau. Dù vậy, Diệp Lạc Nhi như cũ núp trong bóng tối, che giấu thân hình, yên lặng đi theo ở hắn bên người. Người con bé này làm sao cứ như vậy ngu đâu? Nếu như ma tổ vô thiên cố ý muốn lưu lại ngươi cùng ta, sợ rằng ngươi mượn tới nguyện vọng hồ tiên đều vô dụng. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, ánh mắt vô cùng thương tiếc. Diệp Lạc Nhi thấy Diệp Thần cho tới nay nghiêm túc thần sắc sốt của có chút buông lỏng, nàng tài đổi được mở chú ý một ít. Diệp Thần là nàng cả đời này người trọng yếu nhất, cho dù để cho nàng lên núi đao, xuống biển lửa cũng ở đây không chối từ, chỉ cần có thể bảo vệ Diệp Thần an toàn, trải qua lại hơn nguy hiểm nàng cũng không quan tâm. Bây giờ ta cùng ngươi như nhau, mỗi một bước đều ở đây đánh cuộc à, ngươi đã từng nói cho ta, cùng một lưu cường giả đối kháng, không chỉ là thực lực lên, còn có trong lòng, về tình cảm, ta chính là bắt đúng ma tổ vô thiên một điểm này, tài thắng cuộc đâu. Diệp Lạc Nhi tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt tươi cười, bình thêm một chút quyến rũ. Mà nàng như vậy đắc ý mắt ti hí thần, phảng phất là ở hướng Diệp Thần giành công. Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, hắn vùng vẫy đứng lên. Diệp Lạc Nhi thấy vậy, vội vàng đi qua đỡ hắn. Ngươi xem ta hiện tại, cũng bị thương thành như vậy, cần ngươi đỡ mới có thể đứng lên. Diệp Thần tự giễu nói. Diệp Lạc Nhi nâng Diệp Thần. Rất sợ hắn lần nữa ngã xuống, mà Diệp Thần tiếp xúc đến chỗ cánh tay truyền tới như vậy mềm mại, tâm thần có chút hoảng hốt. Từ Diệp Lạc Nhi bị Thái Thượng Thiên Nữ hạn chế tới nay,
bọn họ hai người biết bao lâu không có thể giống như trước như vậy nụ cười trò chuyện với nhau. Giờ khắc này, Diệp Thần cúi đầu, mà Diệp Lạc Nhi vừa vặn ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, con mắt như nước. Diệp Thần cẩn thận đánh giá Diệp Lạc Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tinh xảo, mũi quỳnh mông vểnh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, vậy đối với mày liễu hơi dơ lên, con ngươi lớn mà có thần. Đôi tròng mắt này phảng phất là chuyên tâm điêu khắc ra bức họa vậy, đẹp, khôn khéo. Diệp Lạc Nhi gặp Diệp Thần như vậy mắt nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi đỏ lên, nàng nhanh chóng cúi đầu. Diệp đại ca, tại sao nhìn ta như vậy? Nàng nhỏ giọng dù gì nói. Bởi vì ta phát hiện ngươi đã không lại là cái đó đã từng làm việc úy thủ úy cước Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần những lời này, không kềm hãm được bật thốt lên. Sau khi nói xong, hắn vậy ngây ngẩn. Mình trong ngày thường chắc coi là chỉ trọng trầm ổn, hiện tại nhưng vì sao muốn đem trước mặt cô gái nhỏ này ôm vào trong ngực, thật tốt ôm nhau một phen đâu. Hoặc giả là bởi vì nàng hăng hái không để ý thân liều mình cứu giúp, cũng có thể là bởi vì là nàng một mực yên lặng lặng lẽ đi theo mình sau lưng, nguy nan lúc liền ra mặt. Người cả đời này, như muối bỏ biển, thoáng qua tức qua. Đến cuối cùng lại có bao nhiêu người có thể cùng ở bên người đâu. Diệp Thần suy nghĩ đến đây, nhớ lại qua lại đủ loại. Diệp Lạc Nhi nghe lời này sau đó, đỏ ửng đã từ bên tai lan truyền tới gò má. Ta, thật ra thì thích ngươi. Từ vừa mới bắt đầu chính là, Diệp Lạc Nhi có chút lời nói không có mạch lạc. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, kéo nàng, đi tới trên sườn núi. Hắn nhắm hai mắt lại, cảm thụ gió nhỏ, cái này linh lực trong thiên địa thật giống như lấy được loại nào đó triệu hoán, hướng hắn bên này cuốn tới, cuồn cuộn không ngừng. Luân hồi chỗ đáng sợ, trừ cực đoan nổ lực lượng ra, còn có kinh khủng năng lực khôi phục. Gió từ đất bằng phẳng lên, ầm ầm nổ vang, cuồn cuộn linh lực tụ vào Diệp Thần lỗ chân lông bên trong. Huyết mạch giống như là không biết binh lính mệt mỏi, từng điểm, đem Diệp Thần linh lực rút ra đến nhất sung túc trạng thái. Ngồi xuống, đừng lấy là ta không biết ngươi cưỡng ép vận dụng bình minh hoa. Đồ chơi kia nhưng mà bị đảm nhiệm thiên nữ bảy cấm chế. Ngươi trở về sau đó phải như thế nào giao phó? Diệp Thần mở ra hai tròng mắt sau đó, thương thế đều đã khôi phục. Luân hồi huyết mạch chỗ đáng sợ, vậy vào lúc này thể hiện ra. Chư thiên vạn giới bên trong, có người đem luân hồi huyết mạch cùng chim bất tử phượng hoàng huyết mạch như nhau, gọi hai người này là thế gian nhất biến thái khôi phục hệ huyết mạch. Bất quá ở rất nhiều cao cấp trong mắt cường giả xem ra, luân hồi huyết mạch càng cường hãn. Trừ biến thái vậy tự mình năng lực khôi phục ra, luân hồi huyết mạch lại là có thể thay người khác chữa thương. Diệp Lạc Nhi tự nhiên biết Diệp Thần muốn làm cái gì, nàng đưa tay gật đầu chợt ngồi xuống. Diệp Thần đi tới sau lưng của nàng, bắt đầu sử dụng luân hồi thiên nhãn, tra xem Diệp Lạc Nhi thương thế bên trong cơ thể tình huống. Ở Diệp Thần trước mặt Diệp Lạc Nhi hoàn toàn buông ra tâm thần, không có thiết lập nửa điểm phòng bị. Khí hải cùng đan điền. Cùng với thần hồn cũng ở vào cởi mở trạng thái. Diệp Thần không khỏi âm thầm xúc động, nếu như giờ phút này hắn có một chút bất lương tàn niệm, là được ngay tức thì ngừng Diệp Lạc Nhi, dùng không cách nào nhúc nhích. Cái này nha đầu, thật đúng là ngu hô hô. Vì mình, không tiếc vi phạm thái thượng thiên nữ mệnh lệnh. Lén lút đem hết toàn lực, sau này ngược lại lặng lẽ rời đi, chỉ để lại đóng kín một cái hồn lực tin. Diệp Thần còn nhớ vậy nội dung bức thư. Không có than phiền, không có mừng rỡ, có chỉ là nói liên tục, hàm chứa nhàn nhạt nhớ nhung. Làm Diệp Thần mỗi lần rơi vào khốn cảnh lúc đó, Diệp Lạc Nhi cũng sẽ yên lặng đứng ra. Bất kể là ở lúc nào, vẫn là thân ở chỗ nào, chỉ cần vừa quay đầu lại, vậy ăn mặc màu đỏ xiêm áo khôn khéo thiếu nữ, liền sẽ lặng lẽ đứng ở phía sau, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng rời đi. Người căn nguyên mệnh bàn nứt ra, không nên lộn xộn. Ta dùng luân hồi huyết mạch vì ngươi tự chữa. Diệp Thần phát hiện Diệp Lạc Nhi trong cơ thể dị thường, lập tức trầm giọng nói. Diệp Lạc Nhi giọng, chính là lộ vẻ được có chút lo âu, như vậy tới một cái, sẽ hay không đối với huyết mạch ngươi có ảnh hưởng. Diệp Thần ánh mắt nhất thời đổi được vô cùng phức tạp. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lạc Nhi vậy nhu thuận tóc xanh, giọng vô cùng ôn nhu. Không có chuyện gì, bất quá ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Bên trong 3 năm không được lần nữa đụng chạm vật này, hiểu không? Nếu không vận dụng bất kỳ thủ đoạn, đều không cách nào tự chữa cái khe. Diệp Lạc Nhi gật đầu một cái,
cũng không có phản bác. Nhưng Diệp Thần biết, chỉ cần hắn lần sau còn gặp nguy hiểm, Diệp Lạc Nhi liền sẽ xuất hiện lần nữa. Từng trận nhu hòa huyết mạch lực, dọc theo lòng bàn tay kinh mạch, tụ vào Diệp Lạc Nhi thân thể mềm mại trong đó. Mà Diệp Lạc Nhi vậy bản có chút tái nhợt sắc mặt, dần dần khôi phục đỏ thắm. Nàng đưa lưng về phía Diệp Thần, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một món nụ cười thản nhiên. Lúc này, chỉ sợ là trong đời của nàng nhất là buông lỏng thời khắc, chỉ cần cùng Diệp đại ca ở chung một chỗ, coi như là thân ở luyện ngục, cũng là cảm giác hạnh phúc. Lần trước Diệp Lạc Nhi đưa tới vạn thú hồn nói, sau đó liền biến mất, trở lại thái thượng thế giới. Từ đó về sau, Diệp Lạc Nhi tựa như biến mất vậy, cho đến hôm nay tài lần nữa xuất hiện. Ở chỗ này thời gian, nàng trải qua cái gì? Diệp Thần tùy ý mở miệng, hỏi thăm đôi câu. Diệp Lạc Nhi trả lời rất bình thường, nhưng Diệp Thần cảm nhận được liền nàng nghe được mình vấn đề sau phản ứng đầu tiên. Nàng bả vai lại run rẩy hai cái. Đó là từ sợ hãi, sợ, còn chưa nguyện quay đầu. Nàng rốt cuộc trải qua cái gì? Liền gần đây rừng dưng nhược thủy Diệp Lạc Nhi vậy cảm thấy hốt hoảng. Không việc gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là ta khoảng thời gian này thần kinh banh được quá chặt, có chút nhạy cảm. Diệp Lạc Nhi cười giải thích, chỉ bất quá ở Diệp Thần không nhìn thấy chính diện, nàng nụ cười 10 phần miễn cưỡng. Ở đồ ma bí cảnh bên trong mấy ngày này, nàng mỗi ngày đều đang cùng những cái kia biến thái quái vật làm đấu tranh, nhiều lần mệnh treo một đường. Liền chính nàng cũng không muốn lại đi nhớ lại, khi đó rốt cuộc trải qua nhiều ít sống chết cửa ải khó. Chỉ có một cổ tín niệm chống đỡ nàng, nhất định phải trốn ra được. Nàng còn không cùng Diệp Thần chân chính lẫn nhau tố chung ruột, như vậy nhiều lời muốn nói, giấu ở trong lòng, cho dù là chết cũng sẽ không cam tâm. Chính là trận này niệm tưởng, chống đỡ nàng ở đó tối tăm không ánh mặt trời vực sâu vách đá còn sống. Đáng sợ không phải quái vật, không phải ma thú, mà là yêu mà không được tiếc nuối. Nhưng bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng đáng giá. Hoặc giả là nàng ở đồ ma trong bí cảnh ương ngạnh ý chí đánh động thái thượng thiên nữ, cao cao tại thượng thiên nữ đại nhân đem nàng từ trong bí cảnh cứu ra, hơn nữa lợi dụng nguyện vọng hồ tiên linh thủy, là hắn khôi phục thương thế. Rồi sau đó, còn tặng cho nàng một đóa bình minh hoa, giao cho nàng nhiệm vụ, là ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp Diệp Thần kẻ địch, dành cho hắn một kích chí mạng. Đây là thái thượng thiên nữ cho Diệp Lạc Nhi sau cùng tha tội cơ hội, nếu như nàng không cách nào hoàn thành, phải đối mặt thái thượng thiên nữ vô cùng lửa giận. Diệp Lạc Nhi quả thật vận dụng bình minh hoa, bất quá nhưng làm ra thái thượng thiên nữ giao phó chuyện hướng ngược lại hành vi. Nàng dùng cái này đóa bình minh hoa, cứu Diệp Thần. Chữa thương kết thúc sau đó Diệp Lạc Nhi ý thức chìm vào khí hải, tra chữa thương thế, vậy khí hải luân bàn trong đó vết rách quả nhiên biến mất. Một hồi huyết khí ở nàng huyết mạch trong đó ẩn núp, phảng phất là một cái ẩn núp lợi kiếm, thời khắc mấu chốt có thể dành cho đối thủ một kích chí mạng. Cái này một món luân hồi huyết mạch có thể giúp ngươi ở nguy cấp dưới tình huống đường cùng phản kích, ở ngươi rơi vào hoàn cảnh xấu trước, ngàn vạn không nên động dùng cổ lực lượng này. Diệp Thần kiên nhẫn hướng Diệp Lạc Nhi giải thích. Diệp Lạc Nhi nhẹ khẽ gật đầu, đem Diệp Thần nói hết thảy cũng nhớ ở trong lòng. Đúng rồi, ta trước lấy được 2 môn cửu thiên thần thuật, nhớ, ngươi nhất định phải ở đảm nhiệm thiên nữ trước mặt tranh thủ sống sót, vô luận bị nàng đẩy đi tới chỗ nào đều có thể, ta sẽ tới tìm ngươi. Diệp Thần vừa nói, vô cùng trịnh trọng lấy ra đỉnh đầu màu máu vương miện. Cái này đỉnh vương miện chung quanh bụi gai đầy vải, hắn hiện ra lúc đó, bốn phía không gian cũng làm chấn động. Dị tượng liền sinh, huyết sát sóng gợn khuếch tán ra, dị tượng hết sức kinh người. Đây là, bụi gai vương miện. Diệp Lạc Nhi cặp mắt trừng thật to, không khỏi thất thanh nói. Đúng, ngươi không cần lo lắng cắn trả, cái này đỉnh bụi gai vương miện đã bị ta hoàn toàn luyện hóa trở thành luân hồi huyết mạch một phần chia, hiện tại sẽ không phản kháng ta chỉ thị. Diệp Lạc Nhi trong mắt sáng trông suốt, nàng là thật tâm thay Diệp Thần cảm thấy cao hứng. Diệp Thần thân là luân hồi chi chủ, lưng đeo đại khí vận, đồng thời vậy có vô số địch nhân ở trong tối bên trong mơ ước. Hơn một môn thần thông, tương đương với nhiều một lá bài tẩy. Mà đang ở nàng nhìn soi mói, Diệp Thần đưa tay bắt được vậy bụi gai vương miện, từ trong chiều ly ra đỉnh giống nhau như đúc tới. Hắn đem cái này đỉnh bụi gai vương miện chia làm hai, đem một nửa kia cho Diệp Lạc Nhi. Không được, đây là ngươi trải qua 100.000 cay đắng nơi có được. Ta không thể cầm.
Diệp Lạc Nhi sửng sốt một cái chớp mắt, rồi sau đó rõ ràng liền Diệp Thần ý, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Bất quá Diệp Thần nhưng cố nhét vào trong tay của nàng, hơn nữa đem bụi gai vương miện cùng huyết mạch của mình liên lạc chắn, rất nhanh, đỉnh đầu mới tinh bụi gai vương miện bất ngờ thành hình. Cái này đỉnh đầu bụi gai vương miện, thu liễm huyết khí, đổi được vô cùng nhu hòa, lại nữa tràn đầy sát khí ác liệt. Mà lúc này, Cửu Thiên Thần Thuật ngoài ra một mặt, lúc này mới dần dần hiện ra. Diệp Lạc Nhi rất muốn cự tuyệt, nhưng là Diệp Thần kiên trì đem cái này đỉnh bụi gai vương miện đeo lên ở trên đầu nàng. Cái này đỉnh bụi gai vương miện, cũng không phải chân chính Cửu Thiên Thần Thuật, chân chính Cửu Thiên Thần Thuật còn ở trong cơ thể ta, không quá ta cho ngươi, nó đã không có sát khí, lập tức là được dung hợp, ngươi coi như là ta đưa cho ngươi, nhất định phải nhận. Diệp Thần bản chứ gương mặt nói, nhất định phải nhớ ta nói, hồi thái thượng thế giới sau đó, đảm nhiệm thiên nữ để cho ngươi đi đâu ngươi liền đi nơi đó, vô luận đến loại gì hiểm cảnh, bụi gai vương miện cũng sẽ bảo vệ ngươi cuối cùng một chút huyết mạch, đợi ta cảm ứng sau đó, tất sẽ chạy tới cứu ngươi, hiểu không? Diệp Lạc Nhi chưa bao giờ gặp qua Diệp Thần trịnh trọng như vậy hình dáng, không khỏi được ngẩn người, chợt khôn khéo gật đầu. Nàng vừa nghĩ tới Diệp Thần là ở cân nhắc cho mình, trong lòng không khỏi ấm áp. Đúng, lúc này mới nghe lời. Diệp Thần cười một tiếng, đưa tay xoa xoa Diệp Lạc Nhi mái tóc. Diệp Lạc Nhi nháy mắt to, khóe miệng tràn đầy nụ cười, từ nàng cùng Diệp Thần biết tới nay, Diệp Thần tựa hồ chưa bao giờ đối nàng làm ra như vậy cử chỉ thân mật. Vậy ta có thể cùng ngươi lại chờ lát nữa sao? Diệp Lạc Nhi lấy hết dũng khí, thận trọng hỏi nói. Ít năm như vậy tới nay, nàng chưa bao giờ đối Diệp Thần đề cập tới đảm nhiệm yêu cầu gì, nhưng ngày hôm nay, nàng muốn tự do phóng khoáng một lần. Trước kia nàng là mang thái thượng thiên nữ cho nhân quả khóa, không dám quá mức đến gần Diệp Thần, nhưng hiện tại nàng muốn thử nghiệm nhiều hơn một chút dũng khí. Trời không chắc chắn, thế sự khó liệu, ai nào biết tương lai sẽ phát sinh cái gì chứ? Nàng sợ mình lại không tranh thủ, sau này thì không có cơ hội. Dẫu sao Diệp Thần bên người nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, mỗi một cái cũng dung mạo như thiên tiên. Diệp Thần cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt không tránh không tránh, mà lần này, Diệp Lạc Nhi cũng không từng né tránh, bốn mắt nhìn nhau, ẩn tình đưa mắt. Diệp Lạc Nhi xoay người lại, nàng lặng lẽ di động, cách Diệp Thần chỉ có đúng mực cách. Hai người như vậy đến gần, thậm chí cũng có thể nghe gặp với nhau tiếng hít thở. Ta! Diệp Lạc Nhi mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng một khắc sau, Diệp Thần đem ôm ở trong ngực của mình. Cái này ôm chầm, chính là đại biểu hết thảy lời nói. Cô gái này, một mực thói quen lấy trăng sáng gửi nhờ tương tư, chỉ sẽ ở sau lưng yên lặng tương trợ, chưa bao giờ sẽ trước mặt giành công. Nàng quá thiện lương. Diệp Lạc Nhi mắt mở thật to, có chút không biết làm sao. Bất quá sau đó, nàng lông mi mau khẽ run, mí mắt vậy nhẹ nhàng nhắm lại. Nàng hai tay, vòng lên Diệp Thần bả vai, phảng phất là bắt được trong cuộc đời trọng yếu nhất vật thật. Cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng, xa xa truyền đến lanh lảnh chim tiếng gáy vang, hơi có chút nhảy cẫng hoan hô ý. Hồi lâu, hai người chậm rãi tách ra. Diệp Lạc Nhi mới vừa đắm chìm trong đó, không có gì quá lớn cảm giác, đến khi hai người khôi phục bình thường trạng thái, nàng mới nhớ tới mới vừa ôn nhu cờ bay phất phới, khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một tí liền đỏ. Ta! Diệp Lạc Nhi mới vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Thần cắt đứt. Đừng ta, đi thôi, mang ngươi lãnh hội một tí cái này chư thiên vạn giới đẹp. Hắn dắt Diệp Lạc Nhi tay, rồi sau đó Long Uyên Thiên Kiếm từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra ngoài, biến ảo thành huyết long hư ảnh, còn hắn thì mang Diệp Lạc Nhi ngồi ở trên lưng rồng, ở nơi này trời xanh mây trắng gian tự do bay lượn. Diệp Lạc Nhi đi theo hắn, một ngày nhìn hết sơn hà cảnh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng từ gia nhập nguyện vọng thần giáo sau đó, liền một mực mang nặng nề nhiệm vụ, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy buông lỏng qua. Nhân quả khóa dây dưa, thái thượng thiên nữ mệnh lệnh, không lúc nào không có ở đây khốn nhiễu nàng. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Diệp Lạc Nhi nằm ở Diệp Thần trên lưng, nhẹ giọng nói. Vô tận ôn nhu. Một ngày thời gian rất nhanh kết thúc. Diệp Thần cần phải trở về Bắc Mãng Tổ Địa, cùng Nhâm Phi Phàm gặp mặt, hơn nữa hắn căn cứ nhân quả trật tự, suy đoán đến Ma Tổ Vô Thiên Thần Hồn sắp rời khỏi Già Thiên Ma Đế thân thể, mà khi đó, Già Thiên Ma Đế liền có thể yên ổn trở lại.
Ma tổ vô thiên thần hồn không cách nào mang giả thiên ma đế trở lại cựu Nhật Minh, chỉ có thể dựa vào hồn chồng đoạt xác, để hoàn thành đồ chứa thay đổi. Cho nên hắn không cách nào đối giả thiên ma đế tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhớ, vạn sự chú ý. Diệp thần dặn dò. Hắn biết Diệp Lạc Nhi mệnh cách còn nắm ở Thái Thượng Thiên Nữ trong tay, cho nên nhất định phải trở về phục mệnh. Nhưng đồng thời hắn tâm tình lại có chút nặng nề, hắn tương lai nhất định là muốn cùng Thái Thượng Thiên Nữ quyết liệt. Đến lúc đó, Diệp Lạc Nhi làm thế nào? Cho nên Diệp thần liền từ giờ phút này bắt đầu bố trí, trợ giúp Diệp Lạc Nhi thoát khỏi Thái Thượng Thiên Nữ nắm trong tay. Diệp Lạc Nhi cùng Diệp thần phân biệt, lưu luyến không thôi, ngay sau đó xoay người rơi vào hư không, biến mất ở đi thông Thái Thượng Thế Giới không gian trong lối đi. Mà Diệp thần vậy xoay người, trở lại Bắc Mãng Tổ Địa. Nhâm Phi Phàm cảm giác được Diệp thần hơi thở, đã sớm bước ra động phủ chuẩn bị nghênh đón, Tiểu Hoàng cùng Kỳ Tư Thanh các người đồng dạng là đang nóng nảy chờ. Thấy Diệp thần bình yên vô sự, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp thần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhâm Phi Phàm lập tức hỏi. Hắn mất chút khí lực, mới đưa một chút cự kình lực tụ vào đến vậy phiến trong hư không, chính là vì đem Diệp thần hai người tiếp đưa ra, phòng ngừa bọn họ lạc đường. Nhưng là trước một ngày, hắn cùng vậy một chút cự kình lực mất đi liên lạc, ở vậy không có thiên đạo tồn lưu đất hoang vu, căn bản không cách nào cảm ứng được chuyện gì xảy ra. Không người biết chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt không phải là chuyện tốt. Nhâm Phi Phàm đang dự định cưỡng ép xé ra hư không giới vách đá, tiến vào trong đó giải cứu Diệp thần, mà khi đó, Diệp thần vừa lúc bị Diệp Lạc Nhi lôi ra vũng bùn, trở lại thế giới hiện thật. Cảm ứng được Diệp thần hơi thở Nhâm Phi Phàm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp thần cho hắn nơi truyền đi tin tức là không cần lo lắng. Vì vậy Nhâm Phi Phàm liền ở Bắc Mãng Tổ Địa, chờ đợi hắn trở về. Diệp thần đem mình trải qua sự việc, toàn bộ nói một lần, nghe tới ma tổ vô thiên hồn phách nhập vào người ở giả thiên ma đế trên mình, đối Diệp thần phát động tấn công lúc đó, đám người không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây chính là ma tổ vô thiên thần hồn à. Cho dù chỉ có một chút xông ra, vậy cũng tuyệt đối là hiện giai đoạn Diệp thần không cách nào ngăn cản. Sau đó, Diệp thần chính là nhắc tới Diệp Lạc Nhi. Là nàng kịp thời ra tay, lúc này mới cứu mạng hắn. Nghe được cái tên này, Kỳ Tư Thanh thần sắc trở nên có chút kỳ quái, nhưng chợt lại khôi phục bình thường. Không có sao liền tốt. Chủ nhân, lần sau ngươi như đi ra ngoài thì mang theo ta đi. Ta sức chiến đấu hiện tại đã rất mạnh. Tiểu Hoàng thề thành khẩn vừa nói, còn bày ra nhe răng tuét miệng dáng vẻ. Chỉ bất quá một chút đều không dọa người, ngược lại 10 phần ngây ngô đáng yêu. Cho nên rước lấy một hồi cười vang. Tiểu Hoàng có chút buồn bực, nó cảm giác được mình thân là thần thú, nơi tản ra uy nghiêm tựa hồ không trấn áp được những người này. Diệp thần cũng là cười một tiếng, ngay sau đó tiến vào động phủ nghỉ ngơi. Tiếp theo hắn phải làm, chính là chờ đợi giả thiên ma đế trở về. Nhưng vào lúc này giờ phút này, khoảng cách Bắc Mãng Tổ Địa rất xa hắc ám biển, một nơi bóng người đi tới cái này sâu không lường được hắc ám đáy biển. Nơi này yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nhàn nhạt sóng biển lăn lộn thanh âm, cơ hồ kích không dậy nổi bất kỳ nước. Núp ở sâu biển khơi hải thú cũng sẽ không phát ra bất kỳ gào thét, chúng chiếm đoạt kẻ địch lúc đó, thường thường đều là đột nhiên đánh tới, ngay tức thì thuận lợi, lặng yên không một tiếng động. Bất quá bình thường hung tàn mãnh liệt hải thú, lúc này lại vô cùng yên lặng. Bởi vì cái này đáy biển tới một tôn kinh khủng tồn tại, chúng căn bản cũng không dám trêu. Một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi tới, dừng lại ở biển rãnh phía trên. Biển sâu chỗ, không biết có nhiều ít tầng bể tan tành hư không, hỗn hợp hội tụ, 10 phần khổng lồ, thậm chí liền không cẩn thận liền có thể lõm sâu biển vũng bùn, không cách nào thoát thân, cho nên người bình thường rất ít tới nơi này. Hiện tại vậy tới người, chính là bị ma tổ vô thiên khống chế giả thiên ma đế, hắn quanh thân, hiện ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt sóng. Mà đây một tầng ánh sáng nhàn nhạt vòng, chính là do thần hồn lực lượng tạo thành, đến mức, không gian đều bị đè ép thành bất thường. Những cái kia hải thú mặc dù không thích ánh mặt trời, óc trưởng thành không hoàn toàn, nhưng lại không đại biểu chúng không có bản năng. Chúng đối với không biết nguy hiểm, vẫn là hết sức nhạy cảm. Mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu, đây là bất kỳ chủng tộc bản năng. Lúc này, nếu có thân người ở biển sâu, có thể gặp được như vậy kỳ dị cảnh tượng. Một người ở biển tự nhiên đi,
không có bất kỳ hải thú tới công kích. Già Thiên Ma Đế trong cơ thể thần hồn, đã dần dần thở bình thường lại, mặc cho ma tổ vô thiên mang hắn đi về phía biển sâu. Ngươi có biết cái này đáy biển có cái gì? Ma tổ vô thiên bỗng nhiên đặt câu hỏi, hắn biết Già Thiên Ma Đế nhất định có thể nghe được. Già Thiên Ma Đế giống như không có nghe được, yên lặng không nói. Mấy chục ngàn năm trước, ta ở chỗ này xây một tòa trận pháp, từ vậy biển sâu hỗn độn bên trong lấy ra huyền cát vật liệu, chế thành liền một thanh kiếm, khi đó thu được địa tâm lửa, vì vậy dùng địa tâm lửa tiến hành rèn luyện, ngọn lửa liền ngưng tụ thực hình, trở thành bảo vệ trận. Ma tổ vô thiên tựa hồ lầm bầm lầu bầu vậy, mở miệng nói. Hắn hôm nay điều khiển Già Thiên Ma Đế thân thể tới đây, chính là muốn lấy ra như vậy bảo vật. Hồi lâu, Già Thiên Ma Đế thanh âm tài truyền tới, băng băng lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm tình. Ngươi muốn lấy bảo vật gì, cùng ta lại có quan hệ như thế nào? Ma tổ vô thiên sững sốt cười một tiếng. Hắn hạ một câu nói, để cho Già Thiên Ma Đế thần hồn làm hơi chậm lại. Bởi vì làm cái này bảo vật cùng ngươi có liên quan, hoặc giả nói là ta ở vạn năm trước tự tay vì ngươi chế tạo, vì mặt của ta khí chế tạo, hôm nay liền chỉ cần đem lấy ra. Già Thiên Ma Đế thần hồn bị chen đè lên một cái tối tăm không ánh mặt trời xó xỉnh, ngoại giới, Ma tổ vô thiên thanh âm vẫn có thể rõ ràng truyền vào. Hắn bị khóa ở liền một phiến kết giới trong đó, trước dùng hết toàn thân khí lực đánh vào chỗ này phong tỏa, giúp Diệp Thần chỉ hoãn chút thời gian. Hiện tại hắn không có bất kỳ khí lực, chỉ có thể ở u đóng không gian. Chỉ có cùng Ma tổ vô thiên nắm trong tay thời gian kết thúc, hắn mới có thể trở về bản thể. Lúc này nghe được Ma tổ vô thiên nói đến đây tiếng nói, hắn không khỏi được kinh ngạc. Hắn lại nói chỗ này bảo tàng là vì mình mà chế tạo, biết bao hoang đường buồn cười. Ma tổ vô thiên biết hắn không tin, vì vậy vung tay lên, vậy hết sức trầm mặc đáy biển, sóng biển lăn lộn, phát sinh dị biến. Giống như là ao đầm trong bùn đất sinh ra rực rỡ đóa hoa, lớn như vậy đáy biển, dài ra một cây lại một gốc màu máu dây leo. Hoặc là nói, đó là từng cây một bụi mây khổng lồ. So với biển sâu quái thú tới, còn lớn hơn tráng khủng bố. Chừng trên trăm cây bụi mây khổng lồ, giống như là quơ múa cuồng rắn, tiếp liền xông ra. Vùng lân cận trăm ngàn dặm trong phạm vi đáy biển cự thú ngửi được lần này hơi thở, vô luận là cường đại dường nào bá chủ cấp quái thú, cũng cụp đuôi, ảo não trốn. Chúng căn bản không có lá gan cùng kinh khủng như vậy sinh vật chống lại. Lại có thể lớn mạnh như vậy, cho dù thần hồn bị tống giam, Già Thiên Ma Đế như cũ cảm nhận được liền cái này ngập trời huyết khí. Trong chốc lát, không khỏi trong lòng run rẩy. Vậy là tới từ linh hồn chỗ sâu trấn áp, đủ để chứng minh, nơi này bày ra cấm kỵ pháp trận có cường đại dường nào. Ha ha, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại liền chứ. Ta đem nơi này trận pháp gọi là vạn cổ phệ hồn trận. Cái gọi là vạn cổ, chính là trải qua mấy vạn năm bể dâu năm tháng, không ngừng hút lấy hắc ám biển trong đó lực lượng cấm kỵ, hóa là thân mình sử dụng. Có thể nói cái này vạn cổ phệ hồn trận vừa ra, toàn bộ hắc ám biển, cũng sẽ sinh ra kịch liệt chấn động, đối với cái này một vực ảnh hưởng đều là 10 phần sâu xa. Mà phệ hồn, chính là đại biểu hắn cùng ma khí hòa hợp đáng sợ trình độ. Vô số tu la, ác quỷ, oan hồn tụ tập ở chỗ này. Dung luyện mấy chục ngàn năm, bọn họ trên mình mang theo hung ác khí, sớm liền trở thành cái này vạn cổ phệ hồn trận bổn nguyên lực lượng. Tà ác, u ám, khủng bố. Có thể nói hội tụ cái này thế gian tất cả u ám mặt, tài xúc sinh cái này đạo trận pháp. Già Thiên Ma Đế trước mắt, chậm rãi xuất hiện một bức tranh, chính là những cái kia to lớn màu máu dây leo. Chúng giống như từng cây một xúc tu, quơ múa lan tràn, chỉ bất quá mỗi một cây xúc tu cũng cao đến mấy trăm ngàn trượng, lại càng không biết rộng mấy ngàn dặm. Đáng sợ như vậy cảnh tượng, may là Già Thiên Ma Đế kiến thức rộng, cũng không khỏi là rung động. Già Thiên Ma Đế phát hiện những thứ máu này sắc dây leo bên trên, khắc không thiếu chữ viết cổ xưa và ngôn ngữ, chi chít, tựa hồ là hợp thành loại nào đó đạo thuật, cực kỳ to lớn phức tạp, người bình thường căn bản không cách nào xem hiểu. Nếu như muốn biết rõ trận pháp tạo thành, thì nhất định phải được rõ ràng những phù văn này là vì sao hàm nghĩa. Để cho ngươi xem, cái gì là cái này thế gian thuần túy nhất hắc ám phương pháp, so với cái này tới. Cái gọi là 33 thiên thái thượng thuật lại coi là cái gì? Mà vậy được gọi là khai thiên ích địa hồng mông bản pháp, cũng không cách nào thả tranh huy.
Ma tổ Vô Thiên tính tình từ trước đến giờ trầm ổn, lòng dạ cực sâu, dù vậy, giờ khắc này ở hắn trong mắt vẫn hiện ra khó mà át chế vẻ kích động. Bởi vì cái này một kiểu đồ, sắp xuất thế. Huyết sắc kia dây leo, cơ hồ xuyên qua toàn bộ hắc ám biển cấm vùng biển, giống như màu máu cuồng chiều đúc thành, treo ở sóng biển dâng bên trong, vô cùng tươi đẹp. Mà trong đó tích chứa đại lộ nói như vậy, chính là chiếu lấp lánh, đổi được càng ngày càng thần bí khó lường, phảng phất là do căn nguyên mới sinh. Một ít linh trí hơi cao hải thú, đứng xa xa nhìn, có thể liếc về gặp huyết sắc kia dây leo lên ký tự, lại không nhịn được cám dỗ, bắt đầu đổ mồ đứng lên. Những cái kia hải thú tựa hồ là vậy phát giác trong đó ẩn chứa nói, vô cùng thần bí huyền diệu, nhất thời trong lòng run rẩy, tràn đầy vô cùng khát vọng. Mà lúc này, một tên tôm tướng quân cuống quýt chạy vào đáy biển trong hoàng cung, lớn tiếng bẩm báo, bệ hạ không xong. Vậy đáy biển xuất hiện tình huống dị thường, đã lan tràn tới hoàng cung vùng lân cận, sợ rằng sớm có hải thú mất mạng. Trương Đinh Linh lúc này, đang định ở biển linh trong đại trận, hấp thu cái này đáy biển tinh thuần lực. Đi ra ngoài xem. Trương Đinh Linh vậy phát giác vậy cổ chấn động hơi thở, lại là liền bảo vệ đáy biển hoàng cung hắc ám đại trận cũng đổi được lay động. Vậy thật may hắc ám cổ long trước khi rời đi, để lại chân long khí, cho bảo vệ. Nếu không nơi này sợ rằng sẽ bị san thành bình địa. Trương Đinh Linh mang dưới quyền mấy tên đại tướng, đi tới cái này hắc ám cấm trận nơi ranh giới, xa xa quan sát đáy biển tình huống bên kia. Huyết khí ngút trời lên, lan tràn ra, cơ hồ phải đem toàn bộ vùng biển nhuộm đỏ. Đó rốt cuộc là thứ gì? Cho dù chỗ ở phía xa, nhưng Trương Đinh Linh vẫn cảm nhận được liền nhàn nhạt tử vong uy hiếp. Bất quá, cái này cổ hơi thở tạm thời xuất hiện ở không người ở cư trú biển rãnh, cách đáy biển hoàng cung còn có khoảng cách rất xa. Mà phương xa, chính là có nhiều hơn cá biển, hải thú cùng với hải quái đi bên kia tụ tập, giống như điên. Chúng dùng khát vọng ánh mắt, nhìn chằm chằm những máu kia sắc dây leo lên cổ xưa kiểu chữ, phù văn thần bí, muốn hiểu, nhưng càng đưa mắt nhìn, lại càng cảm thấy vô cùng huyền diệu. Những cái kia trong biển các loại sinh linh, cũng muốn đem thần bí này chữ viết cùng ký hiệu cho hiểu thấu đáo, nhưng là sự thật thường thường vô tận nhân ý. Mỗi một loại chữ đều có một loại huyền lý, hơn nữa ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ý định giết người. Nếu như một đoạn hạn định trong thời gian không cách nào tham phá, vậy hiểu người liền sẽ bạo thể bỏ mạng, hình thần câu diệt. Đã có rất nhiều hải thú tại chỗ mất mạng, máu thịt tung tóe, máu tanh nồng nặc khí tràn ngập ở vùng biển trong đó. Nhưng dù vậy, vẫn không cách nào ngăn cản những thứ này điên cuồng sinh linh. Trong đó có chút sinh linh hiểu thấu đáo như vậy chữ viết, bữa có hiểu ra, cả người bộc phát ra hừng hực kim quang, thực lực một người nữa lên nấc thang. Vốn là da phủ đầy đỏ nhạt vảy một sừng hải thú, nghênh đón lột xác, chuyển thành vàng óng vẻ. Mà bản thân, vậy từ thông thường hải thú lột xác là cao cấp sinh linh, thân thể không ngừng phóng đại, đầu xuống mảng lớn bóng mờ, lần nữa rơi vào đáy biển lúc đó, giống như một ngọn núi lửa, chấn áp nơi này, làm vô số yêu thú vừa sợ hãi lại hâm mộ. Nhưng càng nhiều hơn sinh linh, chính là bị cường đại huyết khí lực lượng cho xông lên được tan tành, hộc máu trở lui. Già Thiên Ma Đế thấy một màn này, hơn nữa xác định ý nghĩ trong lòng. Cái này phiến hắc ám pháp trận, liền là tới từ tiên cổ kỷ nguyên. Hoặc là nói có thể thoát thai tại một cái càng lâu đời niên đại. Màu máu dây leo phóng lên cao, cơ hồ nhìn không tới cuối. Lúc này Già Thiên Ma Đế cuối cùng là thấy được khổng lồ kia huyết trận, nơi đó đầu, loáng thoáng. Còn có một cái ngập trời cổ kiếm. Hãy chờ xem, làm hấp thu đầy đủ sinh mệnh lực tính, cái này thanh cổ kiếm liền sẽ tuốt ra khỏi vỏ, hơn nữa đúng là thuộc về ngươi, sẽ cùng ngươi ký kết sinh mạng khế ước. Ma tổ Vô Thiên giang hai cánh tay, vô tận màu máu cuồng trào, hướng hắn bên này cuốn tới, lại là hình thành một phiến khổng lồ thiên địa bình phong che chở. Vậy từng cây một thông thiên dây leo, cắm rễ tại vùng biển trong đó, thông hướng hư không, hướng ma tổ Vô Thiên bên này. Thóng xuống muôn vạn đạo tơ địch, ngưng tụ thành vô cùng quy tắc xích thần, dường như muốn đem tất cả lực lượng cũng dốc vào người. Ma tổ Vô Thiên thần hồn bồng bềnh ra, từ Già Thiên Ma Đế thất khiếu trong đó phiêu tán đi ra. Đó là tinh khiết nhất hắc ám lực lượng, cùng huyết khí dung hợp với nhau, từ Già Thiên Ma Đế thiên linh cái bên trong bạo sông lên ra. Lần này giống như là đốt hắc ám bên trong bó đuốc, tích trữ tại vạn cổ phệ hồn trận trung tâm thanh cổ kiếm kia. Vậy phát ra vo ve rung động tiếng.
Thanh cổ kiếm kia toàn thân đen nhánh, cho dù lưu tại trận pháp chỗ sâu, như cũ sắc bén chói mắt, thân kiếm bên trong có kiếm xương sống dậy cạnh, lưỡi kiếm hơi cong, hiện đầy đầy đồ trang sức màu đen hình thoi ám văn. Giống như một đầu ngủ say ở chỗ này hắc ám long vương, che giấu tất cả mũi nhọn. Phàm là xuất thế, đem sẽ chấn triệt bốn phương. Thanh kiếm kia tựa như cùng ma tổ vô thiên thần hồn sinh ra cộng minh nào đó, lại từ vậy chính giữa trận pháp tự động thoát khỏi ra. Xuyên qua tầng tầng dây leo quấn quanh, phá vỡ hư không, đi tới ma tổ vô thiên trên tay. Ma tổ vô thiên con ngươi nhìn chằm chằm thanh kiếm này, trong mắt đen nhánh, đổ chiếu vào kiếm bên khảm nạm màu xanh da trời lưu ly bên trong, lộ vẻ được thập phần thần bí thâm thúy. Lóng lánh cổ kiếm, cuối cùng là rơi vào tay ta bên trong. Bất quá ngẫm nghĩ tới, tựa hồ còn không có cho ngươi lấy cái tên chữ, liền kêu. Chém long tế trời. Nghe được cái tên này, Già Thiên Ma Đế nhất thời thần sắc biến đổi. Ma tổ vô thiên ý vị sâu xa nói, tương lai ngươi thì phải dùng thanh kiếm này chém hết luân hồi chi chủ khống chế bầu trời long hồn cùng với huyết long, đem kiếm này đưa vào hắn tim, tránh hạ một đời luân hồi. Ngươi đừng hòng, Già Thiên Ma Đế cơ hồ là bật thốt lên. Ma tổ vô thiên cũng không vội tại tạm thời, ngược lại thì cười một tiếng. Ngày hôm đó chung sẽ tới, ngươi cần gì phải lừa dối mình đâu. Trở thành mặt của ta khí đi, ta sẽ vì ngươi tìm một bộ mới thân thể, đi theo ở ta cỡ đó, xưng bá thế gian, cho dù không cách nào tìm được cái này thế gian cuối cùng nói pháp, đủ ngươi sống thêm mấy trăm ngàn năm, dưới một người, trên vạn người, như vậy tôn sùng địa vị, ngươi chẳng lẽ không muốn không? Hắn nói có cực mạnh sức dụ dỗ, phàm là người khác nghe cũng hiểu ý động. Bởi vì rất nhiều hạ lần này cam kết không phải người khác, mà là cái này thế gian cường giả đỉnh phong một trong, ma tổ vô thiên. Hắn người theo đuổi, hoàn toàn có lý do tin tưởng, ma tổ vô thiên có thể leo lên cái này đỉnh thế giới. Già Thiên Ma Đế không có động tĩnh, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, không nghe thấy ngoài cửa sổ chuyện. Mặc cho ma tổ vô thiên như thế nào khuyên dụ, hắn từ sừng sững không nhúc nhích. Nếu ngươi không muốn nghe khuyên nói với, vậy ta tạm thời vậy không miễn cưỡng, thay ta đi làm một chuyện đi. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Cái gì? Già Thiên Ma Đế lúc này mới hơi dương mắt. Ma tổ vô thiên nhẹ nhàng nói mấy câu nói, nhưng là Già Thiên Ma Đế cũng không có đáp ứng. Muốn cho ta vì ngươi đi làm chuyện này? Không thể nào, thần hồn của ngươi đã hao hết, lại qua 4 tiếng, liền không cách nào tiếp tục chi phối ta thân thể. Già Thiên Ma Đế thái độ rất cứng rắn, hắn tuyệt sẽ không là ma tổ vô thiên bán mạng. Ma tổ vô thiên tựa hồ vậy dự liệu được như vậy kết quả, cười nhạt, nhắm hai mắt lại. Hắn thần hồn đang tiêu tán, sắp trở về bản thể. Theo này vậy thần hồn cùng tản đi, còn có vậy vạn cổ phệ hồn trận. Tâm trận trừ ly sau đó, như vậy cổ trận cũng sẽ không có tiếp tục phát huy cần thiết, vô số màu máu dây leo dần dần thở bình thường lại. Rơi vào ngủ say, chờ đợi một cái trận pháp đầu mối then chốt được đạt. Vô tận vùng biển vừa nặng quay về bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Bắc Mãng tổ địa, ở hắn vùng lân cận trong hư không, Diệp Thần đang tu luyện. Hắn lấy được một nửa vạn vật mẫu kiếm quyết, lại đem một phần chia bụi gai vương miện chia đi ra ngoài. Cho dù bụi gai vương miện là cửu thiên thần thuật, nhưng trở thành không lành lặn sau đó, uy lực vậy sẽ giảm bớt nhiều. Mà hắn trước từng thử nghiệm đem 3 cây thiên kiếm thế công hợp 3 là 1, đổi thành là lực công kích cường đại tính. Hiện tại, cũng có thể thử nghiệm dung hợp 2 môn cửu thiên thần thuật. Nếu thiên kiếm lực có thể dung hợp, xúc tiến lẫn nhau, như vậy cửu thiên thần thuật tới giữa, vậy tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó. Mới bắt đầu hắn là dùng huyết đại thiên trọng lâu trưởng, minh mông trưởng lực, ấn tại trong hư không, tản ra chấn nhiếp tâm hồn bàng bạc lực lượng. Cùng lúc đó, hắn lấy ra bụi gai vương miện, thử nghiệm đem 2 loại lực lượng bá đạo dung hợp lẫn nhau. Sau cùng kết quả đương nhiên là thất bại, thiếu chút nữa nổ. Cái này cũng chứng minh, cũng không phải là tất cả cửu thiên thần thuật cũng có thể dung hợp làm một thể, nếu không từ xưa tới nay, nhiều như vậy đứng đầu đại năng, vì sao không nếm thí này cùng dung hợp pháp thuật. Diệp Thần tựa hồ có chút rõ ràng. Hắn con người đông lại một cái, lần nữa triệu hoán ra bụi gai vương miện. Huyết khí nồng nặc tràn ngập ở giữa thiên địa, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tính huyết quang, cảm giác bị áp bách 10 phần. Sau đó, Diệp Thần liền nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ trong đó ẩn chứa lực lượng. Đại khái qua 4 tiếng, hắn triệu hoán ra vạn vật mẫu kiếm quyết,
từng luồng hỗn độn hơi thở, lặng lẽ tràn ra, phân tán thành thiên vạn đạo ánh sáng. Đến đây, Diệp Thần mới đột nhiên cả kinh. Cái này bụi gai vương miện, cùng vạn vật mẫu kiếm quyết, giờ phút này lại đạt thành vi diệu thăng bằng. Một dương một âm, một cương một nhu, một tiến một thối. Hai người tới giữa, hình thành vô cùng ăn ý, mỗi người làm chủ lực lượng cường đại, lại có chậm rãi tụ lại khuynh hướng. Diệp Thần nhanh chóng bắt cái này cơ hội, chừng khống chế nơi này hai đạo cửu thiên thần thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, bàn tay huy động, mang theo mông lung chói lọi, đem cái này phiến hư không cắt là hai nửa. Vô hình mối quan hệ lập tức ký kết đứng lên, bao phủ xuống, sinh ra chưa bao giờ có biến hóa. Hai đạo cửu thiên thần thuật, một bên kiếm khí bay lên không, lôi quang từng cơn, giống như hư không sông dài, ngang dọc tới, hung hãn oanh đập rủ xuống. Vạn vật mẫu kiếm quyết thay đổi trạng thái bình thường, lại đổi được vô cùng ác liệt cùng bá đạo. Lôi biển nổ lên, điếc tai nhức óc, toàn bộ hư không cũng kịch liệt lay động, phảng phất có cái gì đáng sợ dị thú, sắp hạ xuống. Nhìn lại bụi gai vương miện, nguyên bản hiện lên ở hắn quanh thân đầy trời tinh thần, đổi được ảm đạm xuống, xoay tròn ở giữa trời trăng sao sông, lại xúc hộp lại tới lòng bàn tay lớn nhỏ. Cái này nhất tính nhất động, lưỡng cực xoay ngược lại, để cho Diệp Thần cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng chợt hắn tựa hồ hiểu được, ngay trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng. Ta hiểu, cửu thiên thần thuật vậy là có thể dung hợp lẫn nhau. Diệp Thần thân thể tóe ra lấp lánh chói lọi, hắn đôi mắt sáng chói, hoàn toàn đem hết thảy nhìn thấu. Thì ra là như vậy, hắn coi như là rõ ràng. Cửu thiên thần thuật cũng có thể dung hợp, hơn nữa tùy thời chuyển đổi uy lực. Vạn vật mẫu kiếm quyết cùng bụi gai vương miện, cái này hai môn cửu thiên thần thuật, lâu dài tích trữ tại huyền hải trong đó, lại là vật vô chủ, minh minh tới giữa, đã sớm sinh ra hư ảo liên lạc. Hơn nữa cái này hai môn cửu thiên thần thuật, đều bị suy yếu bộ phận thực lực, như vậy đổi được tốt hơn nắm trong tay. Cái này nhất tính nhất động, hai môn cửu thiên thần thuật từ từ áp sát, giống như ngân hà lưu chuyển. Bầu trời che đậy, sấm sét nổ ầm, cái này hai môn cửu thiên thần thuật dung hợp, có thể nói là hết sức sử dụng, long trời lở đất, để cho nhân tâm sinh sợ hãi. Ánh sáng vô tận, phảng phất có ngàn đạo cuồn cuộn biển mây, đem nơi này hoàn toàn chìm ngập. Giống như một tòa lại một ngồi núi lửa hoàn toàn bùng nổ, liền Bắc Mãng tổ địa trong đó ác mộng nhất tộc cũng cảm nhận được liền này vậy chấn động. Ác mộng thần tộc trưởng lão rối rít xuất quan, bọn họ cho là có kẻ địch cường đại đánh tới. Nhâm Phi Phàm các người cũng là đi ra động phủ, nhìn về vậy trong hư không như ẩn như hiện ngọn lửa màu đỏ. Từ đâu tới kẻ địch, ta ngày hôm nay thì phải xé nát nó, bất quá. Hơi thở này thật giống như có chút quen thuộc. Thay đổi là chiến đấu hình thái tiểu hoàng, vốn là chiến ý bay lên, nhưng cuối cùng lại trở nên nghi ngờ. Keng! Sau lưng có một cái thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh chu tước, đánh nó đầu lâu một tí. Làm gì đánh ta? Tiểu hoàng có chút kỳ quái hỏi. Không có kẻ địch tấn công, chỉ là ngươi chủ nhân ở lĩnh ngộ thần thuật, tài tạo cho động tĩnh như vậy mà thôi. Kỷ Tư Thanh một đôi con mắt tinh tường, đã sớm nhìn thấu nơi đây bí ẩn, không khỏi được mở miệng nói. Chủ nhân, tiểu hoàng ngẩn người. Như vậy thiên địa dị tượng, liền ác mộng nhất tộc lão tổ đều có chỗ kiêng kỵ, thật sự là chủ nhân đưa tới sao? Kỷ Tư Thanh nhìn xa như vậy không, rơi vào trầm tư bên trong. Diệp Thần nha Diệp Thần, ta rốt cuộc muốn bỏ ra nhiều ít cố gắng, mới có thể đuổi kịp bước chân ngươi. Ban đầu ở Côn Lôn Hư, ngươi ngửa mặt trông lên ta, thời điểm đó ngươi là biết bao nhỏ yếu. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ngươi liền tu luyện đều sẽ không tu luyện, ai có thể nghĩ đến ngươi biết trở thành chấn động thế giới luân hồi chi chủ. Bất quá, vận mệnh thật tốt thần kỳ, ta dù chưa thức tỉnh trí nhớ, nhưng một mực cảm thấy phải cùng ngươi quen biết, chúng ta gặp qua rất nhiều lần, ta cũng biết. Ngươi nhất định sẽ làm cho ta ngửa mặt trông lên, mà ta, chỉ cần ở lại bên người ngươi là được. Đây là số mệnh đi, luân hồi, vận mệnh, cái này hai chữ thật quá huyền diệu. Khi đó, ở Côn Lôn Hư, ta thường xuyên sẽ nằm mơ thấy một đạo mê huyễn bóng dáng, nàng nói cho ta, bởi vì ngươi, ta có thể nắm giữ vận mệnh, nắm giữ thuộc về ta mình vận mệnh, hiện ở lại bên người ngươi, có lẽ chính là ta chân chính vận mệnh đi. Thật tốt. Mà Bắc Mãng tổ địa hư không trong khe, Nhâm Phi Phàm cả người quần áo trắng tung bay, cứ việc có rất nhiều vết nứt ở chỗ này nổ lên, vậy chút nào không cách nào nhiễu loạn hắn xuất trần hình dáng.
lại suy nghĩ đem hai môn cửu thiên thần thuật dung hợp. Khá lắm, lại như vậy lớn gan, xem cái này khuynh hướng, thật giống như là muốn thành công. Nhâm Phi Phàm vậy mặt mũi anh tuấn bên trên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Từ xưa đến nay, vô luận là thời đại nào, đều có người muốn đem hai môn cao cấp thần thuật hợp hai là một, xem phải chăng có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Nhưng cuối cùng lấy được kết quả đều là thua thua là đang, không chỉ không có lấy được càng cường đại hơn chiêu thức, ngược lại mình đụng phải liền cắn trả. Luân hồi chi chủ đại khí vận, vậy vào thời khắc này lộ vẻ hiện ra, vạn cổ năm tháng tới nay, lại có ai có thể đồng thời lấy được khác biệt vô chủ cửu thiên thần thuật. Mà ai có thể ở hai phía đều bị suy yếu dưới tình huống, đem hai người hợp hai là một đâu. Hồng quân lão tổ không có làm được, vũ hoàng cổ đế cũng không từng thành công. Liền liền Nhâm Phi Phàm mình, vậy cuối cùng buông tha này cùng ý tưởng. Có thể đem điều này đạo đi đến mức tận cùng, trừ khí vận cùng thời cơ, còn cần dũng khí, gan dạ sáng suốt cùng với trí khôn. Có lẽ, thế giới mới tương lai liền ký thác vào Diệp Thần tên này trên mình. Ngay tại Nhâm Phi Phàm thất thần ngắn ngủi này ngay tức thì, có một đạo quỷ dị điện hồ từ trên trời hạ xuống, lại là xuyên phá liền hư không, đi tới Diệp Thần phía trên đỉnh đầu. Giờ phút này, Diệp Thần đang nắm vậy một chuôi đỏ trắng song sắc giao hội bụi gai lợi kiếm, cẩn thận học hỏi. Đó là bụi gai vương miện cùng vạn vật mẫu kiếm quyết nơi dung hợp sau sản vật. Nháy mắt tức thì, thanh bảo kiếm này tách thả ra vô tận ánh sáng rực rỡ, trợ giúp Diệp Thần chặn lại vậy đạo điện hồ. Diệp Thần nâng lên hai tròng mắt, sát khí hiện ra hết. Lại có xa lạ khách tới đến thăm, hơn nữa thực lực cực kỳ không kém. Nhâm Phi Phàm phản ứng nhanh hơn. Hắn lập tức sử dụng hai thanh thần kiếm, tiên khí lưu chuyển, phải đánh phá chỗ này hư không lôi hổ phong tỏa. Ha ha, không cần khẩn trương, ta chỉ là đến tìm cái này đứa nhỏ tán gẫu một chút thôi. Nghe được cái thanh âm này, Nhâm Phi Phàm bước chân nhất thời một ngừng. Hắn thu hồi vậy hai đạo thần kiếm. À, liền ngươi cũng bị kinh động sao? Ta nhớ ban đầu ngươi vậy đã thử này cùng dung hợp phương pháp, bất quá sau đó thất bại. Nhâm Phi Phàm trơ cháo không cười, nhàn nhạt nói. Người tới chính là Thái Thượng Thiên Nữ. Nghe được Nhâm Phi Phàm này vậy lời nói, Thái Thượng Thiên Nữ cũng không tức giận. Đúng vậy, liền Hồng Quân Lão Tổ cũng không có làm thành sự việc, ta không làm được cũng ở đây tình lý bên trong, nhưng lại bị cái này đứa nhỏ cho đạt thành, ta đối hắn là càng ngày càng hài lòng. Thái Thượng Thiên Nữ trong thanh âm, tràn đầy nụ cười. Diệp Thần đổi được càng cường đại. Lĩnh ngộ thần thông càng nhiều, cũng chỉ càng phát ra chứng minh nàng nuôi heo kế hoạch là chính xác. Ta cho ngươi một nén nhang sự việc, Nhâm Phi Phàm nói. Yên tâm, ta tạm thời cũng không muốn cùng ngươi khai chiến. Thái Thượng Thiên Nữ thanh âm dần dần biến mất, tiến vào vậy trong hư không. Diệp Thần dĩ nhiên vậy phát giác Thái Thượng Thiên Nữ hơi thở, bất quá lúc này hạ xuống nơi này, là một cái con rối. Đây cũng là một tên đạt tới nửa bước thiên quân tu sĩ. Chỉ tiếc hiện tại, bị Thái Thượng Thiên Nữ một luồng ý chí chiếm cứ thân thể, chỉ có thể lâm vào là con rối. Thái Thượng Thiên Nữ, ngươi vì sao đi tới nơi này? Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới cái này cái con rối, không rõ ràng hỏi. Thái Thượng Thiên Nữ cười mỉa. Ngươi cơ hồ phải đem ta đệ tử thân truyền cho dễ chạy, còn hỏi ta tới nơi này là vì sao? Diệp Thần nhất thời quẫn bách. Dẫu sao nàng nói đúng sự thật. Thái Thượng Thiên Nữ thanh âm chỉ là lạnh lùng liền một cái chớp mắt mà thôi, chợt lại đổi được nụ cười yêu kiều. Bất quá như đã nói qua, người thiên phú như vậy cùng năng lực, liền ta nhìn đều rất thấy thèm à, không nỡ giết hết ngươi đây. Huống chi ngươi vẫn là Lạc Nhi trong lòng tình cảm chân thành, nàng tình nguyện bị ta đẩy đi đến đổ ma bí cảnh, cũng không muốn để cho ngươi bị thương tổn, chặc chặc, vĩ đại tình cảm. Nghe Thái Thượng Thiên Nữ mà nói, Diệp Thần nhất thời hiểu. Vì sao trước đây hắn truy hỏi Diệp Lạc Nhi khoảng thời gian này tình huống lúc đó, nàng che che giấu giấu, ấp úng. Nguy hiểm như vậy trải qua, nàng lại một mình nấu tới đây. Đồ ma bí cảnh, đây chính là một nơi nổi danh hắc ám cấm địa, bị đưa vào trong đó, phần lớn là phạm vào nặng sai lầm lớn thái thượng thế giới gia tộc đệ tử. Mà tiến vào trong đó người, phần lớn có đi mà không có về. Ở đó đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Diệp Lạc Nhi lúc ấy nên có nhiều tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi siết chặt quả đấm. Đừng vội trước tức giận, ta là đem nàng ném vào đồ ma bí cảnh, nhưng không có ta âm thầm trợ giúp,
người lấy là nàng có thể ra được tới sao? Ta lại cho nàng một lần cơ hội, nhưng con bé này là thật không biết điều. Lần này, nàng lại giúp ngươi tránh được cửa ải khó. Có lẽ nàng cũng biết, ta bỏ không được ngươi chết mới biết làm như vậy đi. Thái thượng thiên nữ nói, dĩ nhiên là nàng cho Diệp Lạc Nhi ra lệnh. Để cho Diệp Lạc Nhi dùng bình minh hoa, đưa Diệp thần lên đường. Cái này rõ ràng chính là ngược mà nói. Dẫu sao ở nơi này thế gian, Thái thượng thiên nữ có thể nói là không hy vọng nhất Diệp thần trước thời hạn chết yểu một người trong. Diệp thần không có tiếp lời, Thái thượng thiên nữ đột nhiên tới đây, sợ rằng không chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm như thế đơn giản. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Diệp thần đi thẳng vào vấn đề. Vẫn là ngươi nhất hiểu ta, ha ha, ta lần này tới, chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có thể không giết Diệp Lạc Nhi, cũng có thể không truy cứu nàng qua lại làm đủ loại. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp thần nhanh chóng tiếp lời, ngươi nói. Thiên hồn tử là một, ngươi không thể điều tra nữa, có thể đáp ứng không? Diệp thần nghe lời nói này, nhất thời ánh mắt híp lại. Thái thượng thiên nữ mà nói, cơ hồ xác nhận thiên hồn tử thần hồn chia ra cùng có quan. Cái này bên trong rốt cuộc cất giấu dạng bí mật gì? Để cho thái thượng thiên nữ không tiếc tự mình ra mặt, ngăn lại Diệp thần thăm dò. Hơn nữa Diệp thần phẩm ra thái thượng thiên nữ trong lời nói khác một phen mùi vị, Diệp Lạc Nhi sống chết, nắm ở trong tay của nàng. Nếu như Diệp thần muốn cho Diệp Lạc Nhi còn sống, liền được ngoan ngoãn nghe nàng mà nói, không nhúng tay nữa thiên hồn tử là một. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp thần do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Thái thượng thiên nữ mới vừa đặt câu hỏi, mơ hồ hàm chứa thiên đạo lực. Diệp thần nếu như đáp ứng, chính là thuận theo liền thiên đạo, đáp ứng luân hồi hứa một lời. Bất quá lúc này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đối với thiên hồn tử thần hồn bí mật, hắn chú ý ước chừng dừng lại ở hứng thú cái này một tầng mà thôi, không cách nào cùng Diệp Lạc Nhi tánh mạng như nhau. Ngược lại thái thượng thiên nữ nói ra lời này sau đó, Diệp thần thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo lời hứa là lẫn nhau. Thái thượng thiên nữ nói ra lời này, cũng chỉ đại biểu nàng sau này cùng Diệp thần tới giữa lẫn nhau có ước định, chỉ cần Diệp thần không có hủy ước, nàng liền không thể lấy Diệp Lạc Nhi tánh mạng. Ừ, lúc này mới nghe lời. Thái thượng thiên nữ thật là hài lòng. Không có chuyện gì nói ngươi có thể đi trước, ta còn phải tiếp tục tu luyện. Diệp thần thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Âu, ta còn mang tới một cái bí mật, muốn cho biết tại ngươi đâu, nếu ngươi không muốn nghe, vậy ta liền đi trước. Ha ha, không chọc cười ngươi, liền cùng ngươi nói thật đi, ngươi cái đó ở huyền hải bên trong bỏ mạng nhỏ hồng nhan chi kỷ, mạng nàng còn có cứu sống cơ hội. Lời này vừa ra, Diệp thần con ngươi lúc này chấn động một cái. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. Huyền hải bên trong phát sinh chuyện. Hơi thêm suy diễn nhân quả là được biết được, bằng vào thái thượng thiên nữ bản lãnh, muốn biết được, độ khó cũng không lớn. Diệp thần kỳ quái chính là, thái thượng thiên nữ lại nắm giữ để cho tôn dạ rong sống lại bí mật. Ngươi là làm thế nào biết? Diệp thần vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ta chỉ có thể nói cho ngươi, huyền hải bên trong có một nơi gọi là nước mắt ao, tiên hữu người biết, sống lại ngươi vậy nhỏ nhân tình mấu chốt. Chính là ở nơi này tòa nước mắt ao trong đó. Khôi lỗi kia tay áo bảo bên trong, bay ra khỏi một kiểu đồ, chậm rãi hạ xuống tới Diệp thần trước mặt. Diệp thần định nhãn vừa thấy, lại là một viên màu xanh hạt sen lơ lửng tại trong hư không, bao phủ màu xanh nhạt luồng khí xoáy, ở đó hạt sen đầu mối then chốt bộ phận hình thành mấy cái vòng xoáy. Cho dù chỉ là nho nhỏ một viên hạt sen, Diệp thần cũng có thể từ trong cảm nhận được vô cùng là lực lượng cường hãn. Đến huyền hải, viên này hạt sen liền sẽ vì ngươi dẫn đường, tìm được nước mắt ao chỗ, chư thiên vạn giới nghe qua nước mắt ao người ít chi lại càng ít, nhưng đó là Hồng Quân lão tổ cùng Kiêm gia tiên tử lưu lại bí bảo. Nghe đến chỗ này, Diệp thần thần sắc có chút lộ vẻ xúc động. Hắn ở huyền hải bên trong thời điểm, quả thật chưa từng nghe người ta nhắc qua cái gọi là nước mắt ao. Thậm chí liền Hồng Quân lão tổ lưu lại vậy đạo hư ảnh cũng không từng nói tới, hoặc là nói. Vậy đạo hư ảnh mình cũng không biết. Nhưng thái thượng thiên nữ vì sao phải bán hắn nhân tình này? Không cùng Diệp thần tỉ mỉ suy tư, vậy cái con rối lên thiên đạo lực từ từ tản đi, lần nữa trở về thái thượng thế giới. Cuối cùng, thái thượng thiên nữ lưu lại nhẹ nhàng tới đây.
còn được nhắc nhở ngươi một chút, mang theo Kỷ Tư Thanh vậy bé gái, có lẽ ngươi sẽ có được bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Có chút con cờ, có thể không đơn thuần là con cờ số mệnh. Con cờ, số mệnh. Thái thượng thiên nữ trong miệng con cờ, là chỉ Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh số mệnh lại cùng Huyền Hải có liên quan gì? Diệp Thần suy nghĩ mãi không xong. Diệp Thần còn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng lúc này Thái thượng thiên nữ ý thức đã trở về Thái thượng thế giới. Tới cũng vội vã, cũng đi vội vã, hình như sương mù, ảnh như gió. Cái này nữ nhân đáng chết. Diệp Thần không khỏi mắng nhỏ một câu. Thái thượng thiên nữ tâm tư thâm trầm, vô cùng phong phú mưu lược, hơn nữa tính cách vui giận vô thường, ai cũng không đoán ra đáy lòng của nàng chỗ sâu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng là có một chút, Diệp Thần có thể xác nhận. Thái thượng thiên nữ sẽ không nói nhảm, cũng sẽ không đối hắn nói láo. Hoặc là nói, nàng không cần thiết đặc biệt chạy tới nơi này, liền vì nói cho Diệp Thần một cái lời nói dối. Có mấy lời, nàng nếu như nói ra, liền tất có thâm ý. Thiên nữ lực lượng tiêu tán sau đó, Nhâm Phi Phàm đạp phá hư không tới. Không có sao chứ? Nhâm Phi Phàm lập tức hỏi. Diệp Thần lắc đầu một cái, chợt đem Thái thượng thiên nữ mới vừa nói cùng Nhâm Phi Phàm nghe. Nhâm Phi Phàm im lặng chốc lát, nói, vậy ngươi liền nghe nàng, có lẽ có thể đi một chuyến nữa Huyền Hải. Được, bất quá phải làm một chút chuẩn bị mới được. Diệp Thần trở lại Bắc Mãng tổ địa, đi tới vậy bể tan tành không gian chỗ, cùng Nhâm Phi Phàm tham khảo bụi gai huyết kiếm bí ẩn. Đối với này vậy dung hợp, Diệp Thần vậy sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có thể phát giác được, vậy nguyên bản hạng cửu thiên thần thuật chót hết khác biệt thần thông, trải qua dung hợp sau đó, tán phát thần uy, lại cùng hắn đại thiên trọng lâu trưởng không phân cao thấp. Diệp Thần chuyên tâm tu luyện, mấy ngày sau, nắm giữ cái này thần thuật bí ẩn, có thể tùy thời đem dung hợp tháo thành nhiều mảnh, tự do chuyển đổi. Hắn đi tới Kỷ Tư Thanh động phủ, thả thương nghị một phen sau đó, Kỷ Tư Thanh đáp ứng cùng một đồng tiến nhập Huyền Hải. Nhâm tiền bối, ta hôm nay tuy có thể lấy tùy ý tiến vào Huyền Hải, nhưng lần trước ồn ào, Kiêm gia kiếm phái có thể đối không gian lối vào có động tác, vì để ngừa vạn nhất, sợ rằng lúc này còn cần ngươi thay chúng ta bảo vệ vách không gian. Nhâm Phi Phàm không có từ chối. Lấy hắn thực lực, ở Huyền Hải cùng chư thiên vạn giới điểm tụ mở ra một cái lối đi, cũng không nói ở đây. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào Huyền Hải đêm trước, bất ngờ xuất hiện, Già Thiên Ma Đế trở về. Hắn không chỉ không có bị thương, trong tay ngược lại còn nhiều như nhau thần binh lợi khí. Vậy cầm chạm trổ đen nhánh hoa văn trường kiếm, giống như vạn cổ ma thần hóa thân bổn mạng, trong mơ hồ tản ra ma khí, để cho người nhìn mà sợ. Diệp Thần nhanh chóng nghênh đón, xác nhận là Già Thiên Ma Đế tự mình trở về sau đó, tài thở dài. Mặc dù biết Già Thiên Ma Đế sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vẫn là sẽ lo âu. Mấy ngày nay tới nay, một mực buồn bực không vui Vũ Chỉ Giao, vậy cuối cùng là lộ ra nụ cười. Trở về liền tốt. Vũ Chỉ Giao nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu trở về, vậy thì ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Thần muốn cho Già Thiên Ma Đế ở Bắc Mãng tổ địa bế quan tu luyện, ngưng tụ nhảy vút thiên thuật. Nhưng Già Thiên Ma Đế quả quyết cự tuyệt. Ngươi hiện tại cần người giúp, ta trong tay thanh kiếm này, có lẽ có thể cung cấp trợ lực. Diệp Thần khuyên can, nhưng Già Thiên Ma Đế tâm ý đã quyết, định muốn đi theo hắn cùng tiến vào Huyền Hải. Ma Tổ Vô Thiên dùng hết lần này thần hồn đoạt xác lực lượng, chỉ cần hắn Già Thiên Ma Đế không cho phép, chỉ ít bên trong 3 năm không cách nào lần nữa hạ xuống người. Dĩ nhiên, nếu như cho phép, chính là ngoài ra tình huống. Già Thiên Ma Đế muốn thừa dịp thực lực mình còn ở, có thể hơn giúp Diệp Thần một cái là một cái. Dẫu sao hắn thiếu nợ Diệp Thần quá nhiều. Nhất là trước đây không lâu, Ma Tổ Vô Thiên mượn hắn tay, âm thầm đối Diệp Thần ra tay. Cái này làm cho Già Thiên Ma Đế nội tâm vô hạn áy náy. Chỉ có trợ giúp Diệp Thần, mới có thể làm cho cái này áy náy yếu bớt mấy phần. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ có thể để cho hắn cùng theo bên người, chợt ba người tiến vào vậy đi thông Huyền Hải giữa đường. Diệp Thần ẩn nặc khí tức trên người, mà Già Thiên Ma Đế cùng Kỷ Tư Thanh chưa bao giờ đã tới nơi đây, tự nhiên sẽ không có người biết. Lần này, bọn họ lại tới vậy bát ngát vô biên thảo nguyên trong đó. Diệp Thần lần đầu tiên tiến vào Huyền Hải lúc đó, chính là hạ xuống nơi đây, khi đó là Thảo Nguyên bộ lạc thiếu nữ cứu. Lúc này,
coi như là trọng lâm chốn cũ. Bất quá không có đi ra khỏi bao xa, Diệp Thần liền phát giác dị thường, vậy đứng sừng ở thảo nguyên bên trong thành lớn, có mây đen áp đính, từng tầng một trải xuống, cơ hồ phải đem nguyên tòa thành trì chìm ngập. Nơi này tình huống có chút không đúng, chúng ta lại xem. Ba người lập tức thúc giục không gian thuật, ngắn ngủi hai trong vòng 3 giây, liền đi tới cái này thành lớn chục nghìn mét phạm vi, chỉ gặp chân trời có mây đen, giống như vòi rồng vậy ầm ầm hạ xuống, loạn thế toàn diệt, dị tượng khủng bố. Bao phủ ở thảo nguyên tụ thành trên trận pháp, đã tan biến, bị đánh vỡ mấy cái lỗ hổng. Mà ba đầu sáu tay, hình thù kỳ lạ quái trạng ma vật, đang hướng thảo nguyên thành lớn phát động điên cuồng tấn công, bọn họ tay, miệng, mắt, cái mũi phân tán ở toàn thân các nơi, thân hình vặn vẹo, hình dáng quỷ dị. Một màn trước mắt chính là bọn họ đang nối đuôi mà vào, thế công hung mãnh. Thân ở thành lớn bên trong thảo nguyên người đàn ông, đang ra sức ngăn cản. Cái này trên thảo nguyên tu sĩ, phần lớn lấy thể tu làm chủ, sẽ không thao túng thần thông phương pháp. Cho nên lúc này bên trong thành bên ngoài thành, bộc phát vô số cận chiến. Những cái kia người đàn ông cả người bung ra ánh sáng sáng chói, quơ lên đồ sộ quyền một cái, đem những quái vật này cho đập thành thịt nát. Nhưng các quái vật tựa như vô cùng vô tận, căn bản không biết mệt mỏi, chỉ cần để cho chúng bắt chút ít cơ hội, liền lộ ra trên tay, trên chân và khắp người răng nanh, gắt gao cắn đối thủ, không chỉ có xé ra thịt, còn sẽ tổn thương đạt tới thần hồn. Tu luyện thân thể các người đàn ông nơi nào rèn luyện qua thần hồn. Đối với này pháp thật là một chữ cũng không biết, cho nên làm hồn phách gặp phải tổn hại sau đó, bọn họ liền mất đi chiến đấu lực lượng, kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Mau, mọi người mau tụ lại chung một chỗ, không nên để cho những quái vật này tìm được cơ hội, đối với chúng ta tạo thành vây công, nói như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thảo nguyên bộ lạc thủ lãnh giống như một tôn kim quang la hán, cả người ánh sáng trắng vần quanh, hình thành chấn triệt tứ phương ngang nhiên lực. Mấy ngàn tên đè gộp lại tới đây quái vật, ở nơi này chờ hạo nhiên huy hoàng bùng nổ dưới, hóa là cho tàn, cơ hồ ngay lập tức vô tồn. Thủ lãnh cắn răng, đôi mắt bộc phát ra hai đạo sấm sét, xuyên thấu cả tòa phòng ngự trận. Lôi đình này quét hụt liền trong phạm vi mấy chục dặm quái vật, hình thành một phiến chống trải khu vực. Những cái kia khổ khổ chống đỡ thảo nguyên người đàn ông, thấy vậy lập tức chạy như bay tới, một đường gặp phải rất nhiều quái vật chặn đánh. Thân thể lảo đảo, xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Muốn tụ tập đám người phòng ngự, không như vậy dễ dàng. Những quái vật này trong đó cũng có cường đại tồn tại, nhất thời mở rộng ra 8 cái cánh tay. Trên người ma khí cuồn cuộn, giống như ngút trời mây, mỗi một cánh tay lòng bàn tay, đều có một viên trắng bệch con ngươi. Những cái kia tái nhợt con ngươi, bắn nhanh ra từng cơn chùm ánh sáng, cơ hồ là gầm thét chạy tới. Đủ để xuyên thủng cánh đồng hoang vu, biến dạng thương khung. Cái này chùm ánh sáng càn quét mà qua, đến mức, những cái kia thảo nguyên người đàn ông cũng là bị đập thành bụi phấn. Thảo nguyên thủ lãnh trừng mắt sắp nứt, hắn đau bệnh tim thủ, nhưng không có biện pháp gì. Những cái kia đều là hắn chuyên tâm đào tạo dưới quyền. Trung thành cảnh cảnh, thân như huynh đệ. Hiện tại nhưng từng cái chết ở trước mặt, để cho hắn như thế nào có thể tiếp nhận. Mà ở mờ mịt đám người bên trong, còn có một đạo xinh đẹp quần đỏ bóng đẹp, cũng đang dự định trốn vào hắn lãnh vực trong đó. Đó là con gái hắn. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con cái mình, sắp bị quang thúc kia cho đánh được hình thần câu diệt, rơi vào suối vàng. Vậy 8 cánh tay ma lạ lòng bàn tay bên trong, con người rung động, phát ra quỷ dị tiếng cười điên cuồng. Đông. Nhưng vào lúc này... Vậy 8 cánh tay ma thần laser, phảng phất như gặp phải chặn một cái tường vô hình, ngất trời thế công, bỗng nhiên ngưng, cơ hồ ở ngay lập tức tới giữa bị nghiền thành trần. Mà vậy bức tường chính là như côn bằng dương cánh vậy, thẳng lên trời cao, một trắng một đỏ nhanh chóng lan tràn ra, hóa là một chuôi khí thế bừng bừng thông thiên kiếm, bên trái chói lọi thánh khiết, bên phải máu sền sệt như ma. Hai cổ hơi thở hàm chứa âm dương chuyển đổi đạo pháp quy tắc, phong cách cổ xưa thông linh. Ôm chuyển âm dương mà sống, phảng phất từ viễn cổ thời không tới. Cái này lưỡng cực hỗ thông kiếm khí, để cho không thiếu ác ma quỷ quái cũng không chịu nổi xâm nhập, hàm chứa cái thế giới này nhất bản chất năng lượng, khủng bố ngút trời, thả ra, đem chúng chấn động là từng luồng hắc quang. Vậy 8 cánh tay ma quái, phát giác nguy hiểm khí thế, vội vàng nhảy lên trời cao, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một kiếm này.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, tám đôi mắt hướng xuống chuyển động, nhất thời đổi được giận không kềm được. Bởi vì nó nơi mang tới quân đội, ở một kiếm kia dưới quang huy, cơ hồ toàn bộ mất mạng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, nó biến thành tư lệnh không quân. Ta! Cái này tám cánh tay ma kỳ quái được tức miệng mắng to, bất quá nó nói ngôn ngữ, không có loài người có thể nghe hiểu. Rất nhiều thân vùi lấp nhà tù chiến sĩ vậy phát hiện một màn này, trong mắt rối rít lộ ra vẻ khao khát. Viện quân đến, bọn họ được cứu rồi. Làm thần kiếm chói lọi dần dần tản đi, ba cái bóng người chậm rãi xuất hiện, cầm đầu là một tên người mặc hắc bào trẻ tuổi nam tử, hắn mặt mũi thanh tú, ánh mắt ổn định. Mặc dù hắn không có thả ra cường đại dường nào linh khí năng lượng, thế nhưng cổ như có như không khí thế, khiến người nhìn một cái, nguy nga vĩ đại, thần uy phi phàm. Ở hắn bên trái, là một người khác đứng chắp tay ma khí nam tử, trên cánh tay có màu vàng sậm lưu quang chuyển động. Những cái kia lưu quang hóa là châm nhỏ, qua lại ra, chi chít, đánh xuyên không thiếu ma vật đầu lâu. Mà ở bên phải nhất, chính là một tên thân mặc quần đỏ cô gái. Nàng phảng phất là vậy từ trên trời giáng xuống nữ chiến thần, trên mình thiêu đốt chu tước lửa, tư thế oai hùng hiên ngang, đẹp, thêm làm người ta sinh sợ. Cái này ba người ra sân cực kỳ cao giọng, cơ hồ hấp dẫn chiến trường trong đó tất cả mọi người sự chú ý, liền đang kịch chiến hai bên vậy không hẹn mà cùng ngừng lại. Cầm đầu Diệp Thần chậm rãi hạ xuống, đi tới vậy thảo nguyên thiếu nữ trước mặt. Ngươi không có sao chứ? Hắn mở miệng hỏi nói. Thảo nguyên thiếu nữ sau khi kinh ngạc, chợt có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Là ngươi, ngươi còn không rời đi huyền hải sao? Nàng dĩ nhiên nhớ ra rồi, Diệp Thần chính là nàng đã từng đã cứu tên kia trẻ tuổi nam tử. Lúc ấy nàng liền thấy được, trẻ tuổi này nam tử thực lực không tầm thường. Cách một đoạn thời gian, lần nữa gặp nhau, hắn thực lực tựa hồ so trước kia cường đại hơn. Xem ngươi như thế có sức sống, muốn đến là không sao. Diệp Thần cười nói, mặt của cô gái đỏ một chút, chẳng biết tại sao, làm Diệp Thần đến sau đó, nàng viên kia treo tim liền để xuống. Nhưng Diệp Thần còn trẻ như vậy à, bên người hắn hai người nhìn qua, vậy tuổi không lớn lắm, có thể đối phó được như thế nhiều ma quái đại quân sao? Mấy người ở phía dưới cười trò chuyện, để cho vậy tám cánh tay ma quái chợt cảm thấy mặt mũi vô tồn. To gan, ai cho phép ngươi tùy ý xuất thủ? Tám cánh tay ma là tám cái con ngươi, đồng loạt chuyển động, hung khí lộ ra ra, vô cùng kinh người. Thằng nhóc này mượn thần thông pháp bảo, giết hắn như thế nhiều dưới quyền. Là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy nhìn, đối phương đối hắn nhắm mắt làm ngơ, không khỏi cũng quá xem thường hắn. Tám cánh tay ma lạ thân thể sinh ra kịch liệt biến hóa, lưng của nó sau đó, có tràn đầy vô giới hạn màu đen cuồng chiều, kịch liệt hỗn loạn. Giống như ma khí tràn ngập, không biết nhảy vút mặc nhiều ít vạn dặm. To lớn vô biên rộng rãi sóng đen, giống như màn đêm buông xuống tới. Cả tòa thành lớn đều bị chìm ngập ở như mực vậy đen nhánh bóng đêm trong đó. Cái này tám cánh tay ma lạ thực lực thập phần cường đại, nó cũng là lần này Minh quân quan chỉ huy, dẫn đội ngũ tới tấn công chỗ tòa này thảo nguyên thành trì. Diệp Thần nhìn những quái vật này, nhớ lại mình mới tới huyền hải ngày đó, vậy gặp được bọn chúng xâm lược. Những người này, thật giống như không thuộc về chư thiên vạn giới, là từ một cái thế giới khác mà đến. Cầm đầu tám cánh tay ma thần, thực lực mơ hồ bước chân vào nửa bước thiên quân tầng thứ, cũng khó trách chỗ tòa này thành lớn trận pháp chiêu không ngăn được. Này loại cường giả, đối với bên bờ đất thảo nguyên bộ lạc mà nói, đúng là cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Bất quá Diệp Thần cũng không có đem coi vào đâu. Huyết Long, tên này giao cho ngươi, tốc độ nhanh một chút. Diệp Thần liền và hắn đánh một trận hứng thú cũng không có, trực tiếp để cho Huyết Long đi giải quyết. Tuân lệnh, chủ nhân. Huyết Long từ Long Uyên Thiên Kiếm bên trong hóa hình ra, cái đuôi thuận tiện móc vào thanh kiếm kia, dương không thẳng lên, màu máu ánh sáng cuồn cuộn lưu chuyển, lập tức đụng nát vậy như gió lốc lớn vậy hắc phụ. Bành! Chỉ nghe gặp một tiếng vang thật lớn. Vô số quái vật phun nhổ ra sương mù sở ngưng tụ mà thành kết giới, bị chụp được nghiền, nhất thời. Những quái vật kia giống như chim vậy rối rít rơi xuống, cuồng ói máu đen, hơi thở uể oải. Huyết Long oai, chốc lát tức lộ vẻ. Đi qua cường hóa sau Huyết Long, huyết mạch lực lượng đã cùng đứng đầu long tộc không có khác biệt. Thậm chí sát khí phương diện này,
so với tử kim rồng thần vậy cùng cái gọi là quý tộc tới, còn muốn hung mãnh hơn. Đối với vậy tám cánh tay ma quái nơi cho gọi ra màu đen đợt sóng, huyết long hừ lạnh một tiếng, lên như diều gặp gió, màu máu hóa thành sông dài, một đoạn không ngừng leo lên, do hư mà thật. Khoảnh khắc tới giữa, muôn vàn nắng huyết ảnh, tựa như sóng gió kinh hoàng, chụp nứt ra cuốn ra, lọt vào màu đen kia đợt sóng trong đó, dễ như bớn, chưa từng có từ trước đến nay. Khống chế màu đen cuồng chiều tám cánh tay ma quái, nhất thời gặp phải tổn thương nặng, khạc ra một búng máu đen lớn, ánh mắt bên trong phủ đầy hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải huyền hải người. Huyền hải người không thể nào có như vậy thần uy. Diệp thần khinh thường bĩu môi, lười được phản ứng hắn. Huyết long chiến ý sôi sục, một song long mâu, huyết khí tràn ngập, hơi thở càng phát ra kinh người. Nó thật vất vả đụng phải có thể cắn nuốt đối thủ, nơi nào sẽ bỏ qua cho này chờ cơ hội. Ngươi không nên tới à? Huyết long huyết khí, đối tám cánh tay ma quái tựa như có thiên nhiên áp chế, do tướng mà sống, chói lọi sáng chói. Không chỉ là trên thảo nguyên đám người người đàn ông, liền tám cánh tay ma quái dưới quyền ma quân vậy sợ ngây người, cứ như vậy ngơ ngác nhìn thủ lãnh của bọn hắn bị một cái huyết long đuổi giết, đánh được ôm đầu trốn chui như chuột. Thế cục, ngay tức thì liền bị vặn lộn lại. Mà Diệp thần các người, chính là trực tiếp về cung điện đi nghỉ, hoàn toàn không đem chiến quả để ở trong lòng. Thấy như vậy chiến đấu khuynh hướng, rất nhiều thảo nguyên người đàn ông, bị lần nữa khơi dậy dục vọng chiến đấu. Giết chết những thứ này hủy xấu xa nhà chúng ta vườn tồn tại. Ha ha, thật là trời giúp ta thiết xiết bộ lạc. Thiên mã võ thể, mở. Thiết xiết bộ lạc các chiến sĩ, nhấc lên một hồi phản kích cuồng chiều. Bọn họ mặc dù người thiếu, nhưng là khí thế bừng bừng, một phát không thể thu thập, cơ hồ là ở cùng trong nháy mắt vô cùng hư không lực, tụ đến, hình thành cuồn cuộn thế công. Nguyên lai là Diệp thần tiện tay hơi ra một đạo bá vương khí, trợ giúp bọn họ nghiền ép tới, đem chi chít ma quân đội ngũ xông lên được tan tành, mà những cái kia kiêu căng phách lối ma quân, chính là hoảng hốt chạy trốn. Thiết xiết tất thắng. Thiết xiết tất thắng. Thảo nguyên thành lớn bên trong, mấy chục ngàn tên người đàn ông giận dữ hét lên, theo vậy cuồn cuộn mà đến khí thế, ngưng tụ ra ngút trời cuồng nộ một quyền. Một quyền này khai sơn nhạc, bình sông lớn, nhật nguyệt làm niên đảo, tinh thần vậy cam rơi xuống gió. Gió lớn giống giận, tật phong sức lực cỏ. Bọn họ ở Diệp thần vậy bá đạo lực lượng thúc đẩy dưới, phát động ngang nhiên nhất kích, hoàn toàn đỉnh phá phía trên đỉnh đầu ma khí gió lốc lớn. Mà lúc này, huyết long cũng đem vậy tám cánh tay ma quái đánh được thoi thóp, mắt xem liền phải hoàn toàn đem chiếm đoạt, nhưng ai biết tám cánh tay ma lạ bản thể, hóa thành một đạo lưu quang, hướng dị giới lối vào chạy như bay. Tại chỗ để lại một cái thân thể không lành lặn. Nó lại là sử xuất kim thiền thoát xác phương pháp. Như vậy phương pháp, chỉ có ở lật đật chạy trốn lúc tài biết sử dụng, vậy có chút thực lực cường giả, đều không thèm tại dùng đến. Huyết long hừ lạnh một tiếng, nó vậy lười được đuổi theo, cái đuôi một chụp, đem vậy thân thể không lành lặn đánh nghiền, sau đó phân ra một vòng huyết quang, đem toàn bộ chiếm đoạt. Cái này một cái thân thể không lành lặn để lại tám cánh tay ma quái 70% lực lượng, còn dư lại ba thành chính là hóa thành thần hồn thoát đi. Bất quá đối với huyết long mà nói vậy đủ rồi. Chiến sĩ không bại, tướng quân trước trốn, nhất thời cây đổ hồ cháo tán, những cái kia ma quân vậy rối rít buông tha tấn công, trốn đi dị giới lối vào. Thiết xiết bộ lạc các người đàn ông cua quả đấm, hoan hô ủng hộ. Bọn họ giành được chàng này bảo vệ chiến thắng lợi. Nhưng tất cả công lao đều phải quay về kết ở trên người một người. Nghĩ đến đây, rất nhiều thảo nguyên người đàn ông rối rít ngẩng đầu, nhìn về phía vậy cung điện phía trên. Liền thảo nguyên thủ lãnh cũng là đầy mặt kích động. Hắn trước kia từng gặp qua Diệp thần thực lực, khi đó chỉ lấy là Diệp thần thiên phú chắc tuyệt, lại không nghĩ rằng Diệp thần tu vi đạt tới đáng sợ như vậy cảnh giới. Mấy vị đại nhân, xin đi bên này. Thảo nguyên thủ lãnh phái người đi trước tự chữa trận pháp, còn hắn thì mang Diệp thần mấy người, trở lại trong cung điện. Thủ lãnh, những thứ này kỳ quái tộc quần rốt cuộc từ vì sao tới? Diệp thần không khỏi nghi ngờ hỏi. Bởi vì hắn liên tưởng đến kiếm vẫn không gian bên trong dị loại ma tộc, khi đó đem tiêu diệt, hắn vậy nói ra ta thần tộc ắt sẽ hạ xuống các loại nói. Diệp thần suy đoán, cái tên kia khẳng định cùng cái này vực ngoại ma tộc thoát không khỏi liên quan.
Ngay sau đó Diệp Thần cùng Thảo Nguyên thủ lãnh nói chuyện với nhau, thời gian hắn hỏi đạt tới liền gần đây huyền hải trong đó chiều hướng. Theo Thảo Nguyên thủ lãnh mà nói, huyền hải tựa hồ là mất đi loại nào đó cấm chế, gần đây có không ít người tiến vào trong đó, được gọi là phải tìm cửu thiên thần thuật. Bọn họ cũng có thể cảm thụ được, huyền hải cấm chế trở nên yếu đi. Trọng yếu hơn chính là, Kiêm gia kiếm phái nội bộ tựa hồ sinh ra loại nào đó rối loạn, trực tiếp đưa đến Kiêm gia kiếm phái ở huyền hải ở giữa thống trị lực bị suy yếu. Kèm theo mà đến, chính là như dã cỏ vậy điên dáng dấp loạn thế. Huyền hải lôi tông cùng Đại Nhật tông, hai cái dã tâm bừng bừng tông phái, xúc thế đãi phát, dục dịch. Mà những thứ khác bên trong cỡ nhỏ tông phái vậy mở ra một vòng mới xào bài, tranh đoạt địa bàn, chiếm đoạt tài nguyên, sử dụng thủ đoạn 10 phần máu tanh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Toàn bộ huyền hải lâm vào như vậy rối loạn, còn có ai sẽ đến quản bọn họ cái này một cái nho nhỏ thảo nguyên bộ lạc. Huyền hải cấm chế trở nên yếu sau đó, cái này vực ngoại ma tộc cũng chỉ kéo nhau trở lại, hơn nữa phá vỡ thảo nguyên thành cấm chế pháp trận. Nếu không phải Diệp Thần kịp thời tới cứu, sợ rằng bọn họ đã sớm trở thành những cái kia ma quái dưới miệng vong hồn. Mới bắt đầu một tháng, chúng ta cố thủ ở chỗ này, thậm chí hướng Kiêm gia kiếm phái phát ra tín hiệu cầu cứu, cuối cùng nhưng không một người đến. Thảo Nguyên thủ lãnh thần sắc ảm đạm. Bọn họ có thể chống nổi cái này hơn một tháng, tất cả đều là dựa vào mình. Diệp Thần nghe lời nói này, trong mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Cho dù huyền hải nội bộ lại loạn, chẳng lẽ cũng sẽ không cân nhắc đến biên giới an nguy sao? Những cái kia ma quái tùy thời có thể kéo nhau trở lại, xem kích thước, mới vừa tấn công Thảo Nguyên Thành, chỉ là trong đó một chi quân đội thôi. Sau lưng còn không biết có nhiều ít ma quái, đang mắt lom lom. Những tên kia thực lực 10 phần quỷ dị, sợ rằng phía sau tới khó đối phó. Các ngươi hay là mau rời đi đi. Kỷ Tư Thanh ở chung quanh đây tuần tra một vòng, nói ra mình phán đoán. Nàng nói chuyện từ trước đến giờ trực lai trực vãng, hơn nữa cũng là vì thiết xiết bộ lạc cân nhắc. Bất quá Thảo Nguyên thủ lãnh nhưng là cười lắc đầu một cái, cự tuyệt. Ta cũng sẽ không đi, nơi này là dưỡng dục thiết xiết nhất tộc mấy ngàn năm lãnh thổ, mà chúng ta thiết xiết chiến sĩ, trong cơ thể chảy xuôi tổ tiên huyết mạch, chính là đối kháng những thứ này ác ma mà tồn tại ở. Bọn họ đời 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 sinh tồn ở nơi này, lấy bảo vệ gia viên thành tựu quang vinh. Nếu như bọn họ rời đi, trong thành phổ thông người dân làm thế nào? Mà tòa thành này sau lưng cư dân làm thế nào? Bọn họ không thích Kiêm gia kiếm phái cái này cùng vong ân phụ nghĩa, không thích chữ nhân tình tông phái, giống vậy không cách nào dứt bỏ đối với Thảo Nguyên tình cảm. Diệp Thần dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp những cái kia thiết xiết nhất tộc Thảo Nguyên người đàn ông trong mắt, cũng phun trào ra thần sắc kiên nghị. Diệp Thần biết, hắn không cách nào thay đổi những người này tín niệm. Vì vậy trong lòng cảm thấy kính nể. Ở nơi này chờ chư thiên vạn giới biến đổi lớn niên đại, rộn ràng, đều là lợi đi, rất ít có người có thể làm được kiên trì nội tâm tín ngưỡng. Thiết xiết các chiến sĩ, mặc dù thực lực không tính là mạnh mẽ, nhưng tinh thần lại xa xa vượt quá nơi này. Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế Kỳ Tư Thanh hai người thương nghị sau này, quyết định ra tay giúp bọn hắn một chút. Diệp Thần vận dụng Phạm Thiên Thần Công, trận tự quyết lực lượng. Trận tự quyết, không chỉ có dùng cho sát phạt, còn có thể dùng để kiến trúc công sự phòng thủ. Chỉ cần đem cùng cơ bản trận pháp kết cấu dung hợp với nhau, liền có thể ra đời bền chắc không thể phá được thần cấp pháp trận. Vừa vặn Thảo Nguyên này thành lớn cổ trận, là thiết xiết tổ tiên nơi lưu lại. Năm đó bọn họ tổ tiên tới một nơi cổ xưa di tích, tình cờ đạt được thần bí trận pháp, vì vậy mới đưa hắn mang về, sửa đổi thành hộ thành đại trận. Trận pháp mặc dù bị những quỷ kia quái đánh nát, nhưng là cơ bản cơ cấu còn ở. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, đến tòa thành trì này các ngõ ngách. Hắn đã đem trận pháp đồ hình nhớ tại tim, hơn nữa ở đầu óc bên trong hình thành đồ ảnh. Trận tự quyết giống như là từng đạo bóng dáng, thật nhanh điền vào chiếc kia tác phẩm bên trong nơi không trọn vẹn bộ phận. Rất nhanh, bảo vệ tòa thành này đồ sộ trận, lần nữa dựng lên, hơn nữa so với trước kia cường đại hơn. Trừ kiên không có thể phá phòng ngự ra, còn có từng nhóm quân đội, ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trên, giống như là tùy thời đợi lệnh xuất chinh. Diệp Thần đem một phần binh tự quyết lực lượng dung nhập vào trong đó, vậy Phạm Thiên Thần Công uy lực bước đầu hiện ra, những binh lính kia tựa như sống lại, ở Thảo Nguyên thành lớn bốn phía, hợp thành cường đại phòng ngự trận.
hơn nữa cùng kêu lên nổ ầm dưới, hình thành một quyển khí lưu cường đại, chạy thẳng tới trời cao, diễn hóa man hoang cổ thú dị tượng, mấy đầu đế hoàng cấp bậc man hoang cự thú, cơ hồ có thể chống lại ma quân ngay ngắn một cái chi bộ đội. Trận pháp, lại có thể bị tự chữa tốt lắm, hơn nữa còn tu được như vậy nguyên vẹn. Có thiết xiết bộ lạc chiến sĩ làm thán phục, còn có không ít người đứng ở đó mới tạo dựng lên trận pháp phía dưới, cảm thụ đập vào mặt gào thét lực lượng, nhất thời sinh lòng rung động. Bọn họ trước đây có thể chưa bao giờ gặp qua như vậy thần uy, không khỏi tâm trạng kích động. Bằng vào này cùng trận pháp, có thể giữ thiết xiết nhất tộc 10 năm không lo. Diệp Thần mở miệng nói. Thảo Nguyên thủ lãnh 10 phần cảm kích, hắn cũng đã làm xong liều chết chuẩn bị, nhưng là nếu Diệp Thần ra tay, vậy bọn họ liền tương đương với được cứu. Trợ giúp bọn họ đánh lui ác ma quân đội sau đó, Diệp Thần các người vậy muốn rời đi, cái này huyền hải hiện tại loạn thế nổi lên bốn phía, trên mặt nổi bình tĩnh dòng nước chảy, có thể lén lút lại có hư lưu phun trào. Hắn đem huyền hải bên trong tình huống, toàn đều biết rõ ràng, hơn nữa tiến hành một phen phân tích. Thế cục hỗn loạn đối với chúng ta mà nói, có lẽ còn có lợi. Chợt bọn họ rời đi Thảo Nguyên thành lớn, đi huyền hải khu vực trung tâm bước đi. Cái này huyền hải so với ngoại giới tới, tựa hồ thích hợp tu luyện hơn. Kỷ Tư Thanh cảm thụ không khí bên trong tràn ngập linh khí, không khỏi kinh ngạc nói. Võ giả tu vi tiến cảnh, cũng cùng nơi tu luyện có trực tiếp liên lạc. Nếu như ở địa phương đó vì phong thủy bảo địa, linh khí cuồn cuộn không ngừng. Tu vi vậy sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng nơi tới nếu như linh khí mỏng manh, lại thiên địa quy luật thiếu sót, người tu luyện thì không pháp từ lấy được cảm ngộ của mình. Già Thiên Ma Đế vậy cảm nhận được liền dị thường, hắn đem một món linh khí nhàn nhạt hút vào bên trong cơ thể, hơn nữa ở trong kinh mạch di động, vậy một món màu trắng nhạt linh khí, lại thay đổi là đậm đặc hắc phụ. Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh thấy vậy, cũng có chút giật mình. Bọn họ chưa từng tu luyện ma đạo, không biết nơi này linh khí có thể để cho ma đạo trực tiếp hấp thu. Theo lý mà nói, không lẽ làm xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Kỷ Tư Thanh kinh ngạc không thôi. Nàng ở chư thiên vạn giới, thấy qua không thiếu đất kỳ dị, nhưng xem như vậy không cần đổi thành liền có thể trực tiếp hấp thu linh khí, nàng vẫn là đầu một lần gặp. Sự thật đã là như vậy. Già Thiên Ma Đế bàn tay lột. Chỉ gặp trên cánh tay hắn gân mạch bên trong có sương mù màu đen phun trào. Sau đó hội tụ ở lòng bàn tay, trở thành một đóa diêm dúa nở rộ màu đen hoa hồng. Hắn thậm chí không cần dùng tới tu luyện ma công tim, ước chừng bằng vào bản năng, liền có thể thi triển ra như vậy ma đạo thủ đoạn. Có thể gặp vậy linh khí đối với ma tu mà nói, cùng bình thường sửa chữa cũng không khác gì nhau. Nghĩ đến đây. Ba người tựa hồ cũng rõ ràng liền vậy vực ngoại ma tộc vì sao kiên nhẫn không bỏ tấn công huyền hải, phải đem trên Thảo Nguyên bộ lạc, thành trì công chiếm xong tới. Dẫu sao nơi này thật sự là quá mê người. Đi thôi, không cần quấn quýt cái vấn đề này. Linh khí là như thế nào hình thành, trong này lại trải qua những biến hóa, sợ rằng chỉ có thiên đạo mới biết. Chúng ta tới huyền hải là có chuyện quan trọng. Diệp Thần từ trong ngực móc ra viên kia màu xanh hạt sen. Tùy ý họ bị một cổ lực lượng vô danh cho nâng lên tới, yên tĩnh trôi lơ lửng giữa không trung bên trong. Viên này hạt sen là Hồng Quân lão tổ nơi lưu lại, theo Thái Thượng Thiên Nữ mà nói, hắn có thể cảm ứng được lệ kia ao nơi tới. Cái này màu xanh hạt sen giống như sống lại vậy, nhẹ nhàng xoay tròn, hình như là cố ý thức, hướng một phương hướng lơ lửng đi qua. Diệp Thần mấy người yên lặng nhìn chăm chú cái này màu xanh hạt sen, xem xét hắn động tĩnh. Nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, màu xanh hạt sen thật giống như một cái đĩa bay, nhất thời vượt qua chừng mấy chục ngàn bên trong khoảng cách, ngay chớp mắt biến mất không gặp. Đồ chơi này cũng quá giảo hoạt. Diệp Thần mấy người vội vàng đuổi theo màu xanh hạt sen, hắn chỗ đi qua cũng sẽ lưu lại một món dấu vết mờ mờ, vì vậy bọn họ sẽ không truy đuổi ném, chỉ như vậy, dọc theo cái này hư không bên bờ, vượt qua trên 1 triệu bên trong sau đó, bọn họ ngừng lại. Viên kia hạt sen ngừng ở một cái hải vực phía trên, hơn nữa vật có ám chỉ, phảng phất là ở nói cho Diệp Thần mấy người mục tiêu liền ở chỗ này. Diệp Thần thả ra luân hồi thần niệm, dò xét nơi này vùng biển, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mặt biển không sóng không gió, bình tĩnh dòng nước chảy, dị thường bình thản. Màu xanh hạt sen tựa như mất đi chống đỡ, đi xuống rơi xuống, ngã vào vô tận hải vực trong đó. Một khắc sau, giống như là một đống lửa, dẫn hỏa toàn bộ chảo dầu,
vô số nước biển sôi trào, gầm hét lên, hơn nữa phát ra vô cùng vang dội tiếng nổ âm. Sóng biển cuộn sạch trời cao, vô số đáy biển linh thú cũng bị kinh động, rối rít nhảy ra mặt nước. Mà không lâu sau, hải vực trung ương chính là xuất hiện một cái rộng rãi lối đi, nước biển đi hai bên tạo ra, phảng phất là bị hai cái bàn tay vô hình rất miễn cưỡng chia lìa, hợp thành hai tổ hơn 10.000 mét cao sóng biển tường nước. Mà ở hai trận tường nước ở giữa, chính là một cái rộng rãi thẳng đại lộ, nối thẳng sâu thẳm đáy biển chỗ sâu. Chúng ta đi, nơi này phỏng đoán chính là nước mắt ao sở tại. Diệp Thần dẫn đầu bước mà vào, biến mất ở đó mặt biển dưới, Già Thiên Ma Đế cùng Kỳ Tư Thanh chợt đuổi theo. Cùng bọn họ sau khi tiến vào, những cái kia lật lên sóng biển mới chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Không lâu lắm, một cái hải thú thi thể lơ lửng lên, vắt ngang ở trên mặt biển. Chúng là bị gắng gượng làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, thần hồn kinh mạch. Diệp Thần trải qua trước mắt một phiến đen nhánh, lúc này mới đột nhiên trống trải. Cảnh sắc trước mắt khá là thê lương, tiêu điều, mấy viên sấp xỉ khô héo cây nhỏ, đứng sừng ở sông nhỏ bên bờ, đầu nhánh đậu một hàng quạ đen, không ngừng phát ra chói tai rát rát tiếng. Mà cầu kia mặt bên trên, chính là có một tòa đổ nát cầu nhỏ. Diệp Thần quét một vòng, vậy không phát hiện có nước mắt ao tồn tại. Không phải nói nơi này sẽ có ao sao? Kỳ Tư Thanh giống vậy 10 phần nghi ngờ. Trên biển thế giới, như sóng tràn bờ, mà biển hạ cũng chỉ có phá cầu, cây khô và bất tỉnh nha. Bất quá những thứ này cảnh vật, giống như là tồn tại ở chân thực cùng hư ảo tới giữa, mơ hồ, đứng xa nhìn có thể liếc về gặp, nhưng gần xem nhưng mong không chân thiết. Diệp Thần trong mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra viên kia màu xanh hạt sen. Nguyên bản ngừng công kích màu xanh hạt sen, ngay tức thì tóe ra chói lọi, tự động thoát khỏi Diệp Thần tay, tiến vào vậy cái nho nhỏ dòng suối. Mà ở nó ánh chiếu dưới, cảnh tượng trước mắt vậy bắt đầu biến ảo. Cây khô thời gian đảo mắt gặp xuân, hoang vu mặt đất vậy lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Những cái kia quả đen bay bổng lên, nhất thời ánh lửa chớp mắt, lại biến thành lửa dục niết bàn phượng hoàng. Diệp Thần thấy một màn này, lúc ấy thì có chút sợ ngây người. Vậy cánh đồng hoang vu xuất hiện cái này cùng biến cố sau đó, cũng thay đổi được thập phần thần bí khó lường, kịch liệt lay động, thậm chí mở ra một tầng màu vàng kim vòng bảo vệ. Cái này đáy biển là một cái toàn thế giới mới, hơn nữa tản mát ra cường đại tràng vực, trong chốc lát, trọng áp thẳng đứng rơi xuống, lúc này làm người ta thần sắc biến đổi. Bất quá Diệp Thần nếu đã tới, cũng sẽ không lùi bước. Hắn đi về trước bước ra một bước, sáu đạo chân nghĩa ở quyền diện thượng lưu chuyển, bổ ra một cái ánh vàng rực rỡ cổ lộ. Cái này từ tràng vực bên trong tới hơi thở rung động hai cái, chợt ầm ầm mở tung, mà ở nơi này cái đại lộ bên trên, có một cánh cửa ngăn ở trước mặt hắn. Hắn thật là đổi được càng ngày càng mạnh. Kỳ Tư Thanh nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng người, nhẹ giọng nói. Già Thiên Ma Đế im lặng không lên tiếng, hiển nhiên là công nhận nàng giải thích. Hắn có thể nói là một đường nhìn Diệp Thần trưởng thành tới đây, tự nhiên rõ ràng hắn yêu nghiệt chỗ. Mà lúc này, trước nhất Diệp Thần đi tới một miếng thần bí cửa ánh sáng trước mặt. Trong này phun trào ra vô cùng là huyền diệu đại lộ lực, chói lọi thánh khiết, thụy hà cuồng trào, cơ hồ là ở ngắn ngủi trong nháy mắt, để cho hắn cảm thấy cả người ấm áp, vô cùng thư thích. Hắn phát giác Hồng Quân hơi thở lưu lại, tiếp tục hướng bên trong đi. Kỳ Tư Thanh cùng Già Thiên Ma Đế hai người không trở ngại chút nào, nhảy tới đây, bọn họ tựa hồ đã xuyên thấu qua cái này phiến hư không, gặp được một ao thanh tuyền. Vậy chẳng lẽ chính là Thái Thượng Thiên Nữ nói nước mắt ao? Bất quá vậy miệng thanh tuyền chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất. Bất quá còn không cùng bọn họ đi bao xa, vậy hỗn độn hòa hợp sương mù không gian trong đó, có một cái bóng đen thú nhỏ vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cuồn cuộn sóng âm chấn động truyền tới. Sóng âm kia mãnh liệt đánh thẳng vào Diệp Thần thần hồn. Mà Diệp Thần vậy hơi có chút kinh ngạc, lập tức bày ra dáng điệu, lấy ra Long Uyên Thiên Kiếm. Nháy mắt tức thì mưa gió ngừng, vậy chỉ cả người đen thùi, trên đầu còn dài hai cái sừng thú nhỏ, chính là từ từ rụt trở về. Đây là cái đồ gì? Không chỉ là Diệp Thần, liền Kỳ Tư Thanh cùng Già Thiên Ma Đế đô hơi cảm thấy kỳ quái. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, tiến vào cái này mảnh hỗn độn sương mù, nồng nặc sương trắng, để cho bọn họ không cách nào thấy rõ trong này toàn cảnh.
Bất quá rất nhanh bọn họ liền gặp được một mảnh ruộng thuốc bên trong có giấu nhiều loại dược thảo, khí vận lưu chuyển 10 phần tươi non, vừa thấy thì không phải là vật phàm. Đây là ma linh thảo. Già Thiên Ma Đế nhận ra trong đó một bụi khắc vẽ màu đen văn lộ rộng lá cây cỏ trâu, nhất thời kinh hô thành tiếng. Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh ngược lại là không từng nghe qua cái này cùng cỏ thực, liếc mắt nhìn nhau, có chút nghi ngờ. Già Thiên Ma Đế giải thích, các ngươi không biết cái này ma linh thảo là truyền lưu ở ma tu trong truyền thuyết một bụi thần dược, tin đồn ăn vào cỏ này người, có thể trồng đạo vận hạt giống. Làm tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, liền sẽ bị truyền tống tới vô thượng ma giới. Ma giới. Chỗ này bọn họ ngược lại là có nghe thấy, tựa hồ cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không có người chân chính tìm được qua. Bọn họ đang khối này hàng rào ruộng đất bên ngoài, đếm kỹ bên trong chân quý dược thảo, mà lúc này, vậy một cái nhà đổ nát nhà gỗ mở ra. Một cái thân ảnh yểu điệu từ trong đi ra, nàng ăn mặc 10 phần giản dị, tóc xanh vén lên, mặt mũi ôn hòa nhu hòa, để cho người vừa thấy liền giống như là như mộc gió xuân. Ba người thấy nàng, lúc này bộ dạng sợ hãi cả kinh. Thế nhưng cô gái đồ xanh chính là 10 phần rửng rưng, nàng cười một tiếng, hết thảy cơ duyên tùy các ngươi tự lấy, có thể hay không mang được đi, liền bằng bản lãnh của mình. Ngươi là người phương nào? Diệp Thần ánh mắt lấp lánh, phải đem trước mặt cô gái này dò kết quả, nhưng hắn luân hồi thiên nhãn bên trong hiển hiện ra, nhưng chỉ là một đoàn hỗn độn sương mù. Không cần nhìn, vậy cô gái đồ xanh cười một tiếng, ta chỉ là tiên tử bên người một cái cây lược gỗ mà thôi, dính liền linh khí. Biến ảo thành hình người, thay tiên tử bảo vệ chỗ này vườn thuốc. Trước mặt cái này ôn hòa người phụ nữ lại là một cái cây lược gỗ. Ba người tuyệt đối không nghĩ tới. Không qua bọn họ chợt liền biết, cái này cây lược gỗ nữ nói tiên tử, chính là Kiêm Gia tiên tử. Kiêm Gia tiên tử năm đó ngộ đạo thành thánh, khoảng cách Hồng Quân lão tổ cảnh giới vậy chỉ là một bước xa. Chỉ bất quá sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, Kiêm Gia tiên tử bị bệnh nặng, cuối cùng chết. Đối với một tên đỉnh cấp cảnh giới cường giả mà nói, đây là một kiện tuyệt đối chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà Hồng Quân lão tổ từ đầu đến cuối không muốn công khai hắn chân chính nguyên nhân tử vong, cái này cũng trở thành đời sau người nói chuyện say xưa một điểm. Vậy xin hỏi tiền bối, phía trước là hay không có Hồng Quân lão tổ cùng Kiêm Gia tiên tử lưu lại nước mắt ao? Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Vậy cây lược gỗ nữ gật đầu một cái, chợt nhìn về phía một bên khác. Đúng. Chính là ở nơi đó, nhưng các người có lẽ phải thêm mau một chút tốc độ. Cây lược gỗ nữ nói. Tiền bối, lời này hiểu thế nào? Diệp Thần trong lòng nhất thời lộc bộc một tiếng, đúng như dự đoán hắn đoán được. Lại là có người đã từng tới nơi này. Chẳng lẽ nói trừ mình ra còn có những người khác đến qua chỗ này địa phương sao? Diệp Thần cảm thấy 10 phần có thể, dẫu sao hiện tại huyền hải cấm chế buông ra. Mà hắn biết được địa điểm cũng là từ Thái Thượng Thiên Nữ nơi đó cầm tới. Vạn nhất những thứ khác cường giả đỉnh phong, trong tay cũng có loại này tin tức đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Thần trong lòng không khỏi nhiều một phần cảnh giác. Hắn cùng hai người tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường mòn tiến về trước, không biết đi bao lâu, chung quanh đều là mịt mờ sương trắng. Đi tới nửa đường lúc đó, Kỳ Tư Thanh đột nhiên di một tiếng. Thế nào? Diệp Thần lập tức quay đầu lại hỏi. Ta thật giống như cảm nhận được, Phượng Hoàng huyết mạch, không biết là thật là giả, nhưng thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc, đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta lại xem. Diệp Thần không nói hai lời tới chỗ này, hắn gặp được một tòa xích hà bốc hơi đỉnh núi, trên đó chiếm cứ một đầu Thụy Hà muôn vàn Phượng Hoàng. Nơi này lại có thể thật sự có cổ Phượng Hoàng nhất tộc tồn tại. Các ngươi là muốn tiến vào nước mắt ao đúng không? Đầu kia Phượng Hoàng mở ra một đôi hẹp dài phượng mâu, hắn thanh âm băng băng lạnh lùng, không mang theo bất kỳ cảm tình. Đúng vậy tiền bối, chúng ta muốn đi trước nơi đó. Nước mắt ao là cuối cùng khảo nghiệm, đối tất cả mọi người đều là một coi như nhau, vô luận ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, một khi tiến vào bên trong, cảnh giới cũng sẽ bị áp chế, các ngươi còn phải tiếp tục đi sao? Đầu này cổ Phượng Hoàng tựa hồ trải qua lâu đời năm tháng, trong mắt bên trong đầy áp bể dâu. Dĩ nhiên, Diệp Thần không chút do dự nói. Đầu kia cổ Phượng Hoàng hơi chăn thủ, hắn nhìn về phía Kỳ Tư Thanh. Ngươi là Phượng Hoàng thần hỏa người thừa kế, cũng là Phượng Hoàng cổ thể người kế nhiệm một trong. Trong này hữu Phượng Hoàng bản thể khác một chút truyền thừa,
nhưng chỉ có thông qua nước mắt ao khảo nghiệm mới có thể lấy được được. Nghe lời nói này, Kỷ Tư Thanh nhất thời có một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu này cổ xưa phượng hoàng hai cánh tay mở ra, che khuất bầu trời, ánh nắng đỏ rực tách thả ra, ngay chớp mắt đấu chuyển tinh di, bọn họ đã tới vũng mang vũ trụ bên trong. Diệp Thần vậy xuyên qua mảnh tinh không này, bất quá nhưng vào lúc này đầu kia cổ phượng hoàng thông suốt quay đầu nhìn về hắn bên này. Ngươi, cùng Hồng Quân lão tổ từng có liên lạc. Vậy cổ phượng hoàng thần sắc trở nên có chút kỳ lạ, nó lập tức mở miệng hỏi nói. Đúng, Diệp Thần không có chối. Đầu kia cổ phượng hoàng con ngươi trong đó, dấy lên ngọn lửa sáng ngời, tựa như xem thấu Diệp Thần trong thân thể ẩn núp hết thảy. Một khối chất phác không màu mè thiết phiến nổi lên, chậm rãi lơ lửng, đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu, thì sẽ phát hiện hắn cất giấu mênh mông lực lượng. Đây là Hồng Quân lão tổ nơi lưu lại, xem ra là hắn chọn chúng ngươi, theo ta đi, trong này có lẽ có thứ ngươi muốn. Đầu này cổ phượng hoàng nói đạt tới Hồng Quân lão tổ danh tiếng lúc đó, cũng không từng hướng chư thiên vạn giới người như vậy cung kính có thừa, ngược lại mang theo một món mơ hồ khinh thường. Diệp Thần có chút kỳ quái, bất quá vậy không hỏi nhiều. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, lúc này mới biết cái này cổ phượng hoàng thân phận chân thật, nó lại là một cây lông vũ nơi huyễn hóa thành. Mà nó bản thể, là viễn cổ trong thời kỳ ở lại kiêm gia tiên tử bên người phượng hoàng thần thú. Diệp Thần không khỏi ở đáy lòng than thầm. Những thứ này sống năm tháng quá mức xa xưa, cơ hồ vượt qua toàn bộ lịch sử dài chiều rộng của mặt sông. Chúng biết bí mật, tuyệt đối là số một số hai hơn. Bất quá ngay tại lúc này, Diệp Thần ánh mắt có thể đạt được chỗ, bỗng nhiên lúc này gặp được một viên lôi quang vòng quanh hạt châu, mới có thể có thân cây lớn như vậy. Còn chưa cùng bọn họ đến bên cạnh, hạt châu kia liền tóe ra sáng chói ánh sáng rực rỡ. Hỗn độn sấm sét cuộn sạch mở ra. Một khắc cũng không từng ngừng nghỉ. Nguyên bản yên tĩnh cổ, giờ phút này đổi được như núi lửa vậy sôi trào. Diệp Thần cũng không nghĩ tới hạt châu này lại có thể sẽ bạo khởi tổn thương người. Xuất thủ trước nhất chính là Già Thiên Ma Đế, hắn hai tròng mắt bên trong, hắc quang lóe lên, giống như có từng cây một huyết khí dâu ria muốn tránh thoát trói buộc, hạ xuống tại cái này ở giữa thiên địa. Chém long tế trời từ bóng tối tinh không cổ lộ bên trong, bạo cướp tới. Cơ hồ là ngay tức thì thành hình. Huyết quang kia cùng lôi quang đan vào một chỗ, bùng nổ không ngừng. Kỷ Tư Thanh vậy dự định xuất thủ tương trợ, bất quá lại bị Diệp Thần cho ngăn cản. Chúng ta không cần động, lặng lẽ đợi kết quả là được. Diệp Thần vậy đôi thâm thúy con ngươi, phảng phất là xem thấu cái gì. Vậy cổ xưa Phượng Hoàng tựa hồ vậy rất kinh ngạc, không nhanh không chậm giải thích. Hạt châu này, là nước mắt ao trong đó sinh ra. Có thể gọi là ao thần bảo vệ. Bành! Chém long tế trời giống như dương ra máu tanh răng nanh cổ thú, đem cái này mảnh không gian tràng vực toàn bộ phong tỏa. Hạt châu kia vậy lộ ra chút diện mạo, nó trắng tinh trong suốt, như ngọc vậy bóng loáng, chậm rãi lưu chuyển tới giữa, tản mát ra ngàn vạn điều thụy hà. Mà bề ngoài nhưng bao quanh nhún nhảy sấm sét, quấn quanh không ngừng dâng trào mãnh liệt, khí tượng hết sức kinh người. Diệp Thần không nghĩ tới hạt châu này lại có thể như vậy trói lọi thánh khiết, không có thể đến gần, hắn thật giống như một tên đường cùng võ sĩ, cô độc bảo vệ sau cùng quang vinh. Tốt lắm, thu tay lại đi, Hồng Quân lão tổ đối với lần này sớm có an bài. Vậy cổ Phượng Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, đúng như dự đoán, không qua chốc lát, óng ánh như ngọc hạt châu dừng lại. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Thần thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, về phía trước thổi tới, cùng lúc đó. Hắn bắn ra trong tay Hồng Quân đưa cho cục sắt, xuyên thấu cái đó hạt châu. Hạt châu kia hơi dừng lại chốc lát, ở Diệp Thần trước mặt đổi được vô cùng nhu hòa. Diệp Thần biết tên này là lựa chọn thỏa hiệp. Đi, chúng ta đi nước mắt ao đi. Già Thiên Ma Đế vậy thu hồi chém long tế trời, theo sát phía sau. Bất quá nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cách đó không xa trong hư không, ý định giết người chợt hiện, có một cái hiển tháng trường đao phá không tới. Lưỡi đao sắc bén bên trên, còn nhỏ máu. Như vậy sát khí đột nhiên xuất hiện, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng, ngắn ngủn trong nháy mắt, thật là liền thần hồn cũng đổi được chậm chạp. Mạnh như Diệp Thần, trong lòng đều là run lên, thể xác giống như là bị định trụ vậy, lại không cách nào nhúc nhích. Cây kia trường mâu thoáng qua rồi biến mất, cầm Già Thiên Ma Đế cùng Kỷ Tư Thanh hai người văng ra, tựa như tại chỗ kết thành một cái giam cầm cũi, đem Diệp Thần hoàn toàn phong tỏa.
Già Thiên Ma Đế ngay lập tức tới giữa móc ra chém long tế trời, màu vàng sậm ma khí giống như cuồng triều vậy, hội tụ đến lưỡi kiếm bên trên, chẻ qua sóng, hủy thiên diệt địa. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong này lại còn cất giấu kẻ địch. Ngay trước mặt của bọn họ tiến hành đánh lén. Kỷ Tư Thanh cũng là 10 phần tức giận. Đi ra. Nàng một tiếng khẽ kêu, xé trời vỡ đất ngọn lửa như nham thạch nóng chảy tuôn tràn ra. Sáng chói phượng hoàng cánh gặp phải cực lớn lực cản. Hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, Diệp Thần trong lòng hoảng sợ, bởi vì luân hồi huyết mạch lại có thể đều không cách nào chống đỡ chuôi này chiến mâu. Rốt cuộc là như thế nào tồn tại, mới có thể coi thường luân hồi huyết mạch khí cơ. Bất quá không có ở đây đi suy tính nhiều như vậy. Diệp Thần dùng trực tiếp nhất thủ đoạn. Cùng trên mình thần thông, bảo thuật, thần khí tập thể tiến hành cảm ứng, nhanh chóng điều động trực tiếp nhất lực lượng. Hống! Theo hắn tức giận gầm một tiếng, lòng bàn tay tới giữa có một đạo màu đen vật thể, bất ngờ nhảy ra. Bành! Vậy kiểu đồ hung hãn đập trên mặt đất, cực nhanh phóng đại, cùng Diệp Thần ấn đường nơi bắn ra ánh sáng lẫn nhau nối liền, thật giống như là muốn đem cái này phiến hư không cháy hầu như không còn. Thần hồn đang sôi trào, đang gầm thét, phát ra vô cùng là dâng trào chiến ý tiếng. Một đạo tản ra nồng nặc hắc ám khí tức đen nhánh long môn, lành lặn phơi bày ở Diệp Thần trước mặt. Vậy cầm không thể một đời chiến mâu, cũng bị cái này đạo long môn cho trấn áp tại phía dưới, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Mà Diệp Thần nơi gọi tới, chính là hồng hoang cửu môn một trong hắc long cửa. Hắn không nghĩ tới, ở giây phút sau cùng cứu mình một mạng, lại là yên lặng thật lâu hắc long cửa. Ngươi là ai? Ta tựa hồ cũng không cùng ngươi kết qua thù chứ. Diệp Thần cau mày, trầm giọng hỏi. Soát. Bên kia sinh linh không trả lời, mà là tiếp tục tấn công, trong hư không, một cây khác đằng đằng sát khí đại đao phá không tới, cuốn lên muôn vàn uy áp. Diệp Thần thấy vậy lạnh hoành một tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi thăm dự định, mà là huy động Long Uyên Thiên Kiếm, hướng phía trước mãnh kích. Keng. Một kiếm một đao đụng vào nhau, nhất thời sáng mở ngất trời. Hai cổ kinh khủng chiến ý đan vào, giết tới tinh thần, giống như bị đốt rực rỡ lửa khói, phanh một tí, nổ vang toàn bộ tinh không vũ trụ. Hai người giao chiến sau đó, Diệp Thần lui về phía sau hai bước, nhưng hắn phát hiện cái này đại đao lực lượng yếu bớt. Lúc này luân hồi huyết mạch rốt cuộc bỏ phong tỏa, như nước sông cuồn cuộn, trùng điệp không ngừng, một tí liền đem đối phương đại đao chấn động được nghiền, đồng thời hắn còn nghe được một tiếng rên rỉ, nào đó kiểu đồ tử vậy trong hư không ngã xuống. Ngửa mặt đổ xuống đất, không biết sống hay chết. Đến gần vừa thấy, vậy lại là một đầu da lông ố vàng con trồn, đã là thoi thóp. Đầu này con trồn tuyệt đối không phải thông thường yêu thú, ít nhất là và thái cổ di chủng cấp bậc. Nó điều khiển hai cây lực sát thương kinh người vũ khí, hướng Diệp Thần phát động tấn công, hơn nữa hai thứ vũ khí này, cũng xuất thần nhập hóa, vô cùng khó có thể phòng bị. Chỉ tiếc đầu này con trồn, giờ phút này đã trợn to hai mắt, cưỡi hạc tây khứ. Chỉ chốc lát sau, thân thể theo gió biến mất. Nhưng Diệp Thần lại phát hiện dị thường. Ở con trồn tiêu tán trước, hắn phát hiện ánh mắt hắn đờ đẫn, thân thể có nhiều chỗ trắng ban, giống như là chết đi đã lâu. Mang này cùng nghi ngờ, Diệp Thần ba người lần nữa lên đường. Thời gian lại gặp một đầu hai cánh phi long tập kích. Đầu này hai cánh phi long so với vậy con trồn tới hung mãnh hơn, cả người đỏ thẫm như máu, liền ánh mắt đều tràn đầy một phiến mênh mông biển máu. Hai bên hai cánh thẳng xông lên trời cao, tóe ra đáng sợ chấn động sóng âm, hóa thành ngập trời rung động, hướng Diệp Thần tập kích bất ngờ đi qua. Vù vù, tai nạn thiên kiếm, phát ra thần uy, tai khí cuộn sạch, ùn ùn kéo đến. Cuối cùng, theo một phiến sáng lạng hào quang nổ lên, vậy hai cánh phi long phát ra tiếng kêu thảm thiết, lúc này biến mất. Diệp Thần bắn chết đầu này phi long sau đó, thần sắc không có buông lỏng, ngược lại càng phát ra nhíu chặt. Bởi vì hắn phát hiện đầu này phi long, lại có thể cũng là sớm đã chết đi. Căn bản không có hồn phách cùng ý thức. Mới vừa công kích hành vi, càng giống như là bị thao túng vậy. Vô luận là con trồn, vẫn là vậy phi long, bản thân thực lực cũng đã đạt đến một khối thú vương cấp bậc, vậy bọn họ vì sao sẽ táng thân nơi này? Diệp Thần nhớ lại cổ Phượng Hoàng ở cửa nói qua, thực lực càng mạnh, đối mặt nguy cơ vậy lại càng lớn. Hai con yêu thú cũng không phải là vật sống, càng giống như là bị thao túng con rối, chẳng lẽ nói cái này sau lưng còn cất giấu những người khác.
Già Thiên Ma Đế lo âu có đạo lý. Hắn tu luyện ma đạo, biết rõ ma đạo thuật biến ảo vô cùng, khó mà suy đoán. Mà khống chế khôi lỗi thuật pháp, cũng không có liệt tại 33 thiên thái thượng thần thông bên trong. Nhưng thực chiến hiệu quả, chưa chắc có thể so với cái gọi là thần khí kém. Nếu như sau lưng có người điều khiển, vậy khẳng định sẽ lưu lại chút dấu vết, ta càng nghiêng về tại cái này hai con yêu thú dính liền nơi này khí tức tà ác, cho nên mới sẽ làm ra này cùng cử động. Kỷ Tư Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Nói tóm lại, cái này đáy biển bí cảnh cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn đến nước mắt ao, sợ rằng còn được tiêu phí một phen công phu. Hơn nữa canh giữ ở cửa vậy hai tia lưu lại linh niệm, Diệp Thần cũng cảm thấy được có chút kỳ quái. Các ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Thần lấy ra Long Uyên Thiên Kiếm, đem giao cho Già Thiên Ma Đế, ở phía trên rót vào một phần luân hồi huyết mạch hơi thở. Ta hoài nghi có người trong bóng tối giám thị, căn cứ chúng ta đường đi tiếp tới thiết lập chướng ngại, các ngươi giữ chậm chạp đẩy tới tốc độ, ta qua lại đầu xem. Hai người đều là gật đầu một cái, cảm thấy Diệp Thần phương pháp này có thể được. Diệp Thần nói xong liền không dừng lại nữa, mà là thúc giục thân pháp, dọc theo đường cũ trở về. Hắn tới địa phương, sơn xuyên cao vút, con sông lao nhanh, còn có vừa nhìn vô tận vùng quê. Nhưng là làm Diệp Thần lần nữa dọc theo quỹ tích của nguyên lai trở lại, là những cảnh tượng này đều biến mất hết không gặp, chỉ còn lại một phiến vắng lặng. Hoàng hôn trầm trầm, không thấy được cuối. Diệp Thần tim nhất thời liền chìm một nửa, hắn tăng thêm tốc độ, chạy tới mới bắt đầu đạt tới địa phương, nơi nào còn có cái gì cổ phượng hoàng, chỉ có một chồng loạn thạch yên tĩnh chất đống. Cuối cùng, hắn đi tới vừa mới bắt đầu đạt tới địa phương. Nơi này có một mảnh thuốc vườn, sinh trưởng linh khí đậm đà dược thảo, còn có kiêm gia tiên tử trên mình còn sót lại hồn điện ở chỗ này bảo vệ. Vườn thuốc còn ở, nhà đá vậy còn tại chỗ. Nhưng là cũng không có bất kỳ sức sống. Màu nâu đen bên trong đất, chỉ có thối giữa tàn cây, bộ dáng như vậy, sao có thể xảy ra lớn lên ra linh dược tới. Diệp Thần tâm thần nhất thời làm chấn động một cái. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi cũng không có cỏ cây, chỉ có đất khô cằn. Là đẳng cấp gì biện pháp che mắt, lại có thể như vậy chân thực. Chẳng lẽ còn vượt qua trận tự quyết. Nói thật, Diệp Thần đều có chút kinh hãi. Vào trước khi tới hắn còn mở ra luân hồi thiên nhãn, chính là vì một biện luận thật giả. Nhưng luân hồi thiên nhãn lại không có phát giác nửa chút vấn đề tới. Xem ra là trong bọn họ kế. Diệp Thần nhất niệm đến đây, lập tức chiết thân trở lại. Có thể hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao xa, chung quanh không gian xảy ra kịch biến. Làm người ta rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện. Chỉ gặp vậy trong hư không, lộ ra từng cái như cương thi vậy đầu, trên mặt hiện lên nhợt nhạt mỉm cười. Có loài người võ giả, có yêu thú, còn có kỳ dị ma quái thú tộc. Những cái kia tử thi hội tụ vào một chỗ, giống như là vô số đầu lệ quỷ, rối rít sổng chuồng, cho thấy vô cùng cường đại thanh thế, từ trên trời hạ xuống, phải đem Diệp Thần nuốt mất. Vù vù, tai nạn thiên kiếm cùng hoang ma thiên kiếm, đồng thời bảo vệ hắn cỡ đó, kiếm khí tạo thành một đạo pháp trận bình phong che chở, tạm thời ngăn cách những cái kia tử thi. Những thi thể này đã rửa nát vạn cổ năm tháng, căn bản không sợ linh lực pháp thuật công kích, sợ rằng người sau lưng chính là nhìn chúng một điểm này, mới biết không chút kiêng kỵ đi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi cắn răng nghiến lợi. Bên ngoài những cái kia tử thi căn bản không có ý thức, sẽ không dừng công kích lại. Diệp Thần cho dù vận dụng kiếm khí, cũng chỉ có thể đem bọn họ phân thây, không cách nào nổ. Cũng không lâu lắm, liền sẽ kéo nhau trở lại, giống như vô cùng vô tận. Đã như vậy, vậy chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Ở nơi này phiến đáy biển thế giới, Diệp Thần thực lực cũng bị áp chế được nghiêm trọng, cho tới không cách nào thi triển ra động trời thủ đoạn. Hắn mở ra mình quanh thân lồng bảo hộ, lấy luân hồi huyết mạch, bảo vệ thần hồn, xúc thế đãi phát. Đúng như dự đoán, những cái kia tử thi giống như là người thấy mùi thơm dã thú rối rít hướng hắn nhào tới, ước chừng ngay tức thì liền đem nó chìm ngập. Cho dù có chuẩn bị, Diệp Thần vậy vẫn bị tàn ở lại chỗ này hồn phách cho xông lên được choáng váng đầu hoa mắt, hắn trước mắt có vô số oan hồn, mang oán khí, gầm thét không ngừng, dường như muốn xé nát mảnh thế giới này. Diệp Thần buông ra phòng ngự sau đó, thân xác gặp phải thương không nhẹ. Nhưng cũng chính là như vậy, hắn tài bắt được cơ hội,
bỗng nhiên lúc này mở hai mắt ra, ẩn giấu ở huyết mạch chỗ sâu luân hồi máu, cháy sôi trào. Ước chừng mấy hơi thở thời gian, Diệp Thần thân xác liền đem gần văng tung tóe, máu tươi đầm đìa, dày đặc xương trắng hiển lộ ra, những cái kia tử thi nhất thời biến đổi hình thái, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần linh hồn chỗ sâu. Diệp Thần tử thủ cuối cùng một chút ranh giới cuối cùng, giữ trong sạch cùng nháy mắt tức thì phát động luân hồi máu, giống như là lặn núp trong bóng tối dã thú, ánh mắt lạnh như băng, chọn cơ hội mà phệ. Bất kỳ cùng luân hồi huyết mạch trực tiếp tiếp xúc vật thể, vô luận là thái cổ di chủng, vẫn là tiên cổ vong hồn, đều không cách nào chạy khỏi. Luân hồi máu tươi hóa thành một đoàn đoàn gió tanh mưa máu, tràn ngập ở quanh thân, đem những cái kia tử thi toàn bộ mang theo khỏa, nồng nặc màn máu vung đánh lên, liền có thể đem nuốt mất. Diệp Thần ngồi xếp bằng, hấp thu những thứ này tử thi nơi còn thừa lại tinh thuần năng lượng, đồng hóa là huyết dịch tươi lưu thông, toàn thân khôi phục thương thế. Không biết qua bao lâu, thân xác rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần thân thể đột nhiên run lên, rồi sau đó mở hai mắt ra, bạo liệt lực lượng bắn càn quét ra, đem trước mặt hư không khuấy loạn. Sợ rằng bọn họ đã nóng lòng chờ. Diệp Thần đứng dậy, cảm thụ toàn thân truyền tới dâng trào lực lượng, không khỏi được tăng nhanh tốc độ. Bất quá làm hắn trở lại ban đầu ước định xong địa điểm lúc đó, Già Thiên Ma Đế cùng Kỳ Tư Thanh bóng người, đã biến mất không gặp. Tại chỗ còn lưu lại kịch chiến đi qua dấu vết. Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúm một cái, hắn biết hai người gặp phải nguy hiểm. Luân hồi thiên nhãn, máu vô cùng ma đồng. Diệp Thần đầu óc bên trong dung hợp hơn hạng thần thông, đều là những cái kia tử thi tùy thân mang theo. Bọn họ trong đó không ít là thái cổ di chủng, thậm chí còn có thời đại hồng hoang ma thú. Hồng hoang thần thông cùng với công pháp, truyền tới hiện tại, đã còn dư lại không nhiều. Mà đây máu vô cùng ma đồng, là một cái hồng hoang con rơi ma thú nơi từ mang thiên phú thần thông, có thể tái hiện trước kia ba ngày bên trong cảnh tượng, nghịch chuyển càn khôn, uy lực thập phần cường đại. Diệp Thần nhắm lại đôi mắt, mở ra con mắt thứ ba, mặc dù nói hắn chỉ ngộ được nhập môn thăm dò phương pháp, nhưng vậy đủ đem một hai tiếng trước cảnh tượng lại hiện ra. Lúc đầu ở hắn đi không lâu sau, nơi đây liền xảy ra dị biến. Một ngọn núi nứt ra, cả người không cái mũi không có mắt cự nhân, từ trong đi ra, phương thức công kích cơ hồ càn quét vạn cổ, có bản cổ cự nhân lực. Già Thiên Ma Đế cho gọi ra chém long tế trời, Kỳ Tư Thanh vận dụng chu tước cửa, cũng không có thể tiêu diệt cái này cự nhân. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là đi trước thoát đi. Mà cự nhân vậy đuổi theo. Chính là đi phía nam phương hướng mà đi. Diệp Thần nhanh chóng lược động, hắn mặc vào xích trần thần mạch phù hóa thành hoàng kim khôi giáp, ở nơi này vùng cấm kỵ, cưỡng ép vận dụng hư bia lực lượng. Cho dù gặp phải mãnh liệt cắn trả, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là hút ra một chút thời không lực, mượn này vượt qua hết mấy duy độ không gian, đến khác một phiến chiến trường. Già Thiên Ma Đế cùng Kỳ Tư Thanh thân ở chỗ này, hai người đối mặt người khổng lồ kia cuồng bạo công kích, lộ vẻ được có chút cố hết sức. Bởi vì người khổng lồ kia cơ hồ là cùng cái này cùng vùng cấm kỵ ngút trời quy tắc hòa làm một thể, vẫy tay, chính là không gian nghiền ép, ngẩng đầu, thời gian làm chảy ngược. Chỉ cần cự nhân nguyện ý, hắn có thể sáng chế ra một loại mới tinh quy tắc, lập tức xuất hiện, đem hai người áp chế được gắt gao. Diệp Thần lập tức bước ra hư không, tham dự vào chiến trường bên trong, ba cây luân hồi thiên kiếm đã sớm siêu thoát thế tục quy tắc trói buộc, liệt là phương trận, vần quanh hắn chừng. Già Thiên Ma Đế nhất thời thần sắc chấn động một cái, mở miệng nói, Diệp Thần. Chúng ta phát hiện nước mắt ao chỗ, nhưng bị cái này không biết tên cự nhân chặn lại bước chân. Già Thiên Ma Đế tay chỉ hướng một chỗ, Diệp Thần nhìn kỹ lại, nơi đó tựa hồ có điểm lành tách thả ra, dáng ngũ sắc bay lên. Được, các ngươi hãy đi trước, ta giải quyết hết hắn sẽ tới. Diệp Thần đầy đủ dung hợp những cái kia tử thi trong đó ẩn chứa mộ đạo trật tự, quy tắc xiềng xích. Đối cái này pháp tắc trong thiên địa, đã rõ ràng được so với là rõ ràng. Hai người bộc phát một trận đại chiến, có thể nói long trời lở đất, chấn cổ thước kim. Vô số quy luật lực, cậy mạnh đụng, không gì sánh kịp, liền trên mặt biển sinh vật cũng cảm nhận được liền này vậy động tĩnh, từ ngủ ly bì bên trong tỉnh lại, vừa sợ vừa nghi. Cuối cùng, Diệp Thần liều mạng xương cốt gãy lìa giá phải trả, một chưởng đánh chết người khổng lồ kia, đem cứng rắn thân thể chụp được nghiền. Máu tươi tung tóe, dày đặc xương trắng khắp nơi phân bay. Diệp Thần nằm trên đất hít sâu mấy cái, hắn cả người đều là vết thương,
cánh tay xương vậy đoạn cho thỏa đáng mấy đoạn. Một chút huyết mạch liền trước xương, đem chậm rãi lôi kéo, lần nữa tổ hợp. Nếu không phải nơi đây có quy tắc hạn chế, cần gì phải như vậy tốn sức. Diệp Thần đã không nhớ rõ, bao lâu không có gần như vậy ư liều mạng kiểu cận chiến. Bất quá cái này hai đấu qua sau đó, đối với thân thể tăng lên so với là rõ rệt. Mà chính hắn cũng lĩnh ngộ mới cận chiến phương pháp, sau này có lẽ sẽ đưa đến không tưởng được tác dụng. Tiếp theo, Diệp Thần đi tới Giả Thiên Ma Đế chỉ một nơi đỉnh núi. Bọn họ hai người đã tới nơi này, chỉ bất quá vẫn đứng ở vậy một con suối ao cạnh, thần sắc có chút ngưng trọng. Nơi đây có gì dị thường sao? Diệp Thần đi tới hỏi. Lúc này hắn mới nhìn rõ, núi kia điên là núi liền đám mây, có sấm sét liền kết thành màn trời, nhảy lóe lên, xen lẫn một tầng hỗn độn. Mà cùng sấm sét giáp nhau, chính là một phiến thương thúy hành xanh rừng trúc. Những cái kia cây trúc lớn lên cực cao, chìa vào chân trời, cây trúc toàn thân xanh biếc, óng ánh như ngọc, tản ra mênh mông tiên cổ hơi thở. Trong đó lại là có một viên cây trúc, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, trực tiếp cắm vào bầu trời, trúc thể bên trên có 7 màu lưu quang phân bố, vô cùng sáng lạng. Những cây trúc này lập ở chỗ này, lại để cho người cảm giác là tiên cổ kỳ nguyên tài có thể có thần thánh vật. Có thể phá giải tạo uế, giải trừ nguyên rủa, gột rửa càn khôn. Bất quá cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Chân chính nhân vật chính, là bồi bổ cái này khu rừng trúc ao. Vậy miệng ao, diện tích chừng mực, ước tương đương với một cái hồ nhỏ, mặt nước sóng gợn lăn tăn, trong suốt không có gì, nhìn qua cùng giống vậy ao nước cũng không khác biệt. Nhưng là theo Diệp Thần biết rõ, cái này nước mắt trong ao nước, đều là năm đó Kiêm Gia tiên tử lưu lại nước mắt. Một vị thiên cổ tiên tử nước mắt, trải qua vạn năm năm tháng, đủ để lắng đọng thành thần vật. Diệp Thần mở ra ánh mắt, muốn thăm dò cái này nước mắt ao cuối là cái gì. Nhưng nho nhỏ nước mắt ao, nhưng tựa như ẩn chứa vô hạn không gian, vô luận Diệp Thần làm sao hết tầm mắt trông về phía xa, đều không cách nào hoành độ thời gian sông dài, dò được bờ bên kia tung tích. Già Thiên Ma Đế nhìn cái rừng trúc kia, cũng không dám tùy tiện đến gần. Diệp Thần trong chốc lát vậy không nhìn ra quá lớn dị thường, đang buồn bực đâu, Ma Đế bỗng nhiên lúc này xòe bàn tay ra, phun ra một đạo ma khí. Thế nhưng ma khí cởi sao lúc đó, Già Thiên Ma Đế liền nhanh chóng chặt đứt thả tới giữa liên lạc. Cơ hồ là cùng lúc đó, cách bọn họ gần đây cây kia cây trúc, trong thoáng qua thay đổi hình dáng. Xanh biếc thông suốt trúc thần nhanh chóng cúi xuống tới, trên đó dương ra vô số răng nanh phân bố miệng lớn. Chỉ một lát sau, liền đem vậy linh khí chiếm đoạt. Những cái kia cây trúc cũng không có linh trí, nhưng có thể nhận ra được con mồi bản chất, nó tựa hồ là tức giận, biết được trên bờ người đang đùa bỡn nó, không khỏi được điên cuồng co rúm trúc thân, muốn đem mấy người kéo xuống nước tới. Diệp Thần mấy người lui về phía sau hai bước, cách nước mắt ao có chừng 10 mét khoảng cách. Vậy nổi điên cây trúc ước chừng cách bờ 2 đến 3 mét, cũng không dám đi về trước nữa duỗi, từ từ rụt trở về, một hồi nữa, lại khôi phục yên tĩnh nở rộ đẹp tư thái. Kỳ Tư Thanh thấy vậy, do lòng vẫn còn sợ hãi, nói. Thật may Ma Đế tiền bối kịp thời kéo lại ta, nếu không, ta có thể là được là những cái kia cây trúc cắn nuốt con mồi. Diệp Thần suy tư nói, xem ra cái này nước mắt ao cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn lấy ra một cái bình tử, ở trong đó đựng tôn dạ rong, cuối cùng một chút tàn hồn. Như bây giờ vậy hình dáng, hắn cũng không dám đem tàn hồn bỏ vào cái này trong ao, ngưng luyện thành hoàn chỉnh hồn phách. Đúng là có người trong bóng tối bố trí, những cái kia không rõ sinh vật mới biết công kích chúng ta. Cho nên chúng ta được cảnh giác một chút. Diệp Thần vừa nói, trực tiếp đem nguyện vọng thiên tinh lấy ra, một phân làm ba, biến ảo thành áo khoác hình dáng, gắn vào trên thân ba người. Nếu người không cách nào đi qua, vậy thì thử một chút con rối. Phạm Thiên Thần Công, binh tự quyết. Diệp Thần hai tay kết ấn, lấy hắn là trung tâm, tối tăm phức tạp trận văn bắt đầu lan tràn. Hắn ngược lại là muốn xem, cái này nước mắt ao đối diện rốt cuộc có cái gì. Ngay sau đó, đông lại nơi này quy luật lực lượng binh lính, cái này tiếp theo cái kia xông ra, không sợ chết nhảy vào trong đó. Những cái kia cây trúc, rối rít sinh ra bạo động, từng cây một thẳng đứng xuống, những cái kia miệng lớn đem các binh lính chiếm đoạt không còn một mống. Nhưng binh tự quyết nơi đông lại binh lực, há lại chỉ sẽ xông ngang đánh thẳng. Theo Diệp Thần trong lòng mặc niệm,
Ngay sau đó, xông lên phía trước nhất mấy tên lính hồn thể nổ tung, cường đại lực trùng kích, ngay tức thì đem trước mặt cây kia trúc xanh chặn ngang oanh đoạn. Mấy người tựa như nghe được hư không chỗ sâu, truyền đến thống khổ tiếng kêu rên. Ngay sau đó lại có mấy tên lính ở Diệp Thần dưới thao túng tự bạo mà chết, ảnh hưởng đến nước mắt trong ao bích trúc. Những cái kia cây trúc mặc dù không có linh trí, nhưng là vậy ý thức được không đúng, bọn họ trúc thân rối rít tránh, nhưng là cây đâm vào nước mắt ao trong đó lại làm sao có thể thoát khỏi. Ở trùng trùng tiếng nổ vang lên sau đó, cái này nước mắt trong ao cây trúc ít đi 10%. Mà vậy nhất cường tráng xanh biếc cây trúc, lúc này vậy không kiềm chế được, nó cành khô phóng lên cao, không cách nào cúi người xuống tới tấn công. Chỉ thấy được nó vậy bích lục cành khô biến đổi màu sắc, dần dần xông lên lau một cái đen nhánh. Làm người ta sợ hãi hắc ám lực lượng, vậy từ không biết tên chỗ sâu truyền tới, theo cây kia to lớn cây trúc chậm rãi hướng xuống di động, cuối cùng phá động ra. Cái này hắc ám lực lượng lúc xuất hiện, trong suốt bằng phẳng nước mắt ao nước mặt, rốt cuộc nhấc lên chút gợn sóng, mà vậy ở chân trời, lôi quang phun trào được càng hung mãnh hơn.